Bóng đen kia ở nơi này từng chiêu độc ác kiếm uy dưới, nguyên bản quanh quẩn ở trước người Hắc Phụ vây quanh tản ra, lộ ra ánh vàng rực rỡ, ánh sáng rực rỡ, toàn thân da thịt giống như La Hán thân như nhau, xích đồng vẻ, hàm chứa cường đại năng lượng. Có thể phá vỡ ta Hắc Phụ, tiểu tử thiên phú không tệ. Chỉ tiếc, oanh. Vậy xích đồng nhân long cốt roi dài đã thu hồi, chắp hai tay, trong miệng phát ra một tiếng hét giận dữ, sóng âm kia giống như sóng nước vậy xông ra. Trương Nhược Linh lay động thân hình, vội vàng dùng hai tay che lỗ tai. Diệp Thần không có chút nào đung đưa, sắc mặt bình tĩnh, sát kiếm tản mát ra mạnh mẽ hồn lực, phóng lên cao, hình thành một cây vạn trượng cao kiếm trụ hư ảnh, gào thét hướng xích đồng người đi. Vào giờ khắc này, rậm rạp chằng chịt kiếm khí giống như mũi tên như nhau, mang luân hồi huyết mạch khí sơ sát tiêu điều, đem vậy xích đồng người vây quanh vòng tròn. Một đạo vô cùng là cường hãn màn hào quang, liền vào giờ khắc này, vô căn cứ sinh ra, đem vậy xích đồng người gói lại. Màn hào quang lưu chuyển vô số mịn phù văn, không nghĩ tới vậy xích đồng người ở nơi này thoáng qua tới giữa, lại bố trí một khối cỡ nhỏ bảo vệ trận. Liền liền Diệp Thần khi nhìn đến cái màn hào quang này lúc đó, trong con người cũng toát ra ánh sáng khác thường. Như vậy bày trận tốc độ, cái này thần môn bên trong xem ra đích xác là đầm rồng hang hổ. Nếu cái này nhân quả là xuất xứ từ ngọc bội, là cầu ta thần môn an ổn, hôm nay liền đem ngọc bội này hủy đi. Xích đồng người ở cái màn hào quang này bảo vệ dưới, lại đứng dậy, lần nữa thu ra long cốt roi dài, lúc này lại là nhắm thẳng vào Trương Nhược Linh. Trương Nhược Linh đôi mi thanh tú hơi nhăn, nàng không nghĩ tới thần môn người lại là như vậy rất vô lý, chẳng những không nhận sư phụ, còn muốn hủy diệt ngọc bội, tức giận mọc tùm. Đây là sư phó ta di vật, người dựa vào cái gì nói hủy liền hủy. Tràn đầy lẫm liệt dùng mình hàn băng trường thương giống như từ trên trời giáng xuống du long, lao nhanh gào thét hướng vậy long cốt roi dài đi. Diệp Thần lúc này vậy huyền thể hóa linh thần thông thi triển. Cả người hóa là một đạo kiếm khí lưu quang, xuyên qua trước khí thôn sơn hà thế, vậy hướng xích đồng người đi. Nói không nói nhiều thì phải đem ngọc bội hủy đi, cái này sau lưng nhất định khác có duyên phận do. Đã như vậy, vậy thì đánh tới hắn nói mới ngưng. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp. Lui ra. Vang dội thanh âm từ thần môn bên trong truyền tới, nguyên bản đóng chặt đầu rồng sơn môn, lúc này đang từ từ mở ra. Kim quang lóng lánh, trình độ cao nhất ánh sáng. Một bóng người đang chậm rãi đi tới, chỉ là ở đó ánh sáng chói mắt sáng dưới, không thấy rõ mặt mũi. Thế nhưng xích đồng người lúc này nghe được cái này thanh âm, không chút do dự nào, long cốt roi dài một vung, thân hình đã kịch liệt lui về phía sau. Xích đồng người cái này vừa lui, Diệp Thần và Trương Nhược Linh thế công rơi vào trống đi, va chạm dưới tạo thành một đạo to lớn ánh sáng. Bóng người kia chỉ là khẽ nhất tay một cái, vô căn cứ hóa ra một đạo màu băng lam màn sáng, đem vậy ánh sáng toàn bộ bao phủ ở, rơi trên mặt đất, tạo thành một loan nước gợn. Theo bóng người đến gần, mới nhìn rõ hắn mặt mũi hiền lành đạo sĩ lối ăn mặc, tiên phong đạo cốt thẳng tắp thân thể, trong con mắt mang một chút nhu hòa. Trương Nhược Linh gặp hắn không có phân nửa lệ khí, lúc này vậy yên lòng, trong tay hàn băng trường thương cũng từ từ thu vào. Tề Tưu Nhi Thư, có thể hay không cho ta xem. Vậy Từ Thiện lão đạo lộ ra vẻ mỉm cười, tựa hồ là thương lượng vậy cùng Trương Nhược Linh nói. Tiền bối nhưng mà thần môn môn chủ. Diệp Thần tỉnh rũi ngăn ở Trương Nhược Linh trước người, ngón tay ở sau lưng, nhẹ nhàng đung đưa một tí. Ngươi có thể kêu ta cốt trưởng lão. Chỉ là cái này thần môn ở giữa trưởng lão thôi. Lão đạo không có cần che giấu thân phận ý, nhẹ nhàng phất phất tay, đã để cho vậy xích đồng người trở lại thần môn bên trong. Hắn là chúng ta thần môn hộ sơn vệ, có nhiều đắc tội. Lúc này người này như vậy nhún nhường lễ độ, Diệp Thần tự nhiên không tốt làm nhiều làm khó, chỉ có thể nhìn về phía Trương Nhược Linh. Xin lỗi, tiền bối, ta đã đáp ứng ta sư phụ, thư chỉ có thể giao cho tông chủ. Trương Nhược Linh khẽ gật đầu, nhưng nếu không có trước xích đồng người hùng hổ dọa người, có lẽ nàng sẽ nguyện ý cầm thư giao cho người lão đạo này. Nhưng là hiện tại, nàng nhất định sẽ từng chữ chu đáo xong sư phó giao phó, hơn nữa nàng muốn biết rõ, sư phụ phương diện tại sao rời đi thần môn môn nhân tại sao không nhận biết nàng. Huống chi, nàng vậy phải nghĩ biện pháp tìm được ngọc bội sau lưng bí mật, nói cho Diệp Thần. À, Tề Tưu Nhi Đồ. Trực tiếp giao cho tông chủ cũng tốt.
người nọ lại không có toát ra một chút không vui, ngược lại gật đầu một cái, tựa hồ nên làm như vậy như nhau. Diệp đại ca, Trương Nhược Linh nhờ giúp đỡ vậy nhìn về phía Diệp thần, nàng mơ hồ cảm thấy sư phụ năm đó rời đi thần môn, chắc có đặc thù gì nguyên nhân. Người lão đạo này có lẽ biết một hai. Tiền bối biết Tề Tưu Nhi. Diệp thần sáng tỏ Trương Nhược Linh cẩn thận, thay nàng hỏi. Thời gian là đối với một người đều rất công bằng, nhưng là đối với nàng mà nói, nhưng là được trời ưu đãi ưu thế. Lão đạo sờ một cái mình trên cằm râu, tựa hồ là nhớ lại một ít chuyện cũ. Các ngươi hai cái, cùng ta vào đi. Trương Nhược Linh và Diệp thần hai mắt nhìn nhau một cái, lão đạo này tất nhiên là biết nàng sư phó, hoặc là còn có mấy phần sâu xa. Đa tạ tiền bối. Diệp thần chắp tay một cái, nhẹ nhàng kéo động Trương Nhược Linh ống tay áo, hai người một trước một sau đi theo lão đạo sau lưng đi vào thần môn. Đầu rồng sơn môn sau này, là hơn ngàn đạo đài cấp, chiều rộng đủ để hướng ngang bài liệt ngũ 10 người trở lên. Hai bên là thanh long sắc bàn long ngọc trụ, lưu chuyển bích lục phiêu hoa, thậm chí còn có thể thấy mơ hồ ánh sáng. Hiển nhiên cái này cột nếu như đến buổi tối, tự nhiên có thể tản mát ra màu xanh sáng bóng. Mà vậy mới vừa cùng Diệp thần bọn họ giao thủ xích đồng người, lúc này đang ngồi xếp bằng ở trước bậc thang mặt một nơi trên bồ đoàn. Hộ sơn vệ chính là như vậy, không lúc nào đều ở đây bảo vệ toàn bộ thần môn. Thần môn đã ở thiên nhân vực không hỏi tới thế sự nhiều năm. Kết quả là vạn năm, vẫn là trăm nghìn năm, chúng ta vậy không nhớ rõ. Tựa hồ là nhìn thấu Trương Nhược Linh tò mò, lão đạo lộ ra một nụ cười, thần môn phân sáu nhỏ cửa, có một vị đương gia môn chủ, nhưng là thống quy tông chủ quản lý. Toàn bộ thần môn đệ tử phong phú, chúng ta đều là thông qua mọi người trên bả vai dấu hiệu, tới hoa đừng đệ tử tình huống. Vậy mới vừa người nọ, trên bả vai vẽ một cái long cốt, chính là long môn. Lão đạo giải thích nói, hắn lại gật một cái bả vai mình, phía trên kia bất ngờ vẽ một con tiên hạc, mà ta là hạc cửa. Diệp thần gật đầu một cái, xem ra cái này thần môn tới giữa rắc rối phức tạp. Không hề xem những môn phái khác như nhau đồng khí liên chi, ngược lại có một loại địa vị ngang nhau thái độ thế. Vậy ta sư phụ xuất từ cửa gì? Trương Nhược Linh tò mò hỏi. Lão đạo nhưng lắc đầu một cái, sư phụ ngươi nàng. Chờ ngươi gặp được tông chủ, nàng tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Trương Nhược Linh vậy không hỏi tới nữa, cái này thần môn như vậy khổng lồ lại thần bí, thân ở trong đó liền tựa như đặt mình vào mới bầu trời vậy. Liên miên bất tuyệt cung điện. Bàn cưa ở đó cái dãy núi các nơi, ở giữa nhưng có vô số nấc thang lẫn nhau móc nối, như vậy bút tích, đặt ở toàn bộ thiên nhân vực, cũng coi là số một số hai, thậm chí có thể nói, không thua gì với mấy đại thiên điện. Nhưng là trước nhưng không ai đề cập tới thần môn. Diệp thần trong lòng biết cái này tất nhiên có hắn không chỗ tầm thường, hắn mơ hồ có dự cảm, có lẽ luân hồi chi chủ trong bố cục, chính là để cho hắn đi tới nơi này. Mà nơi này... có lẽ chính là tháo ra bí mật đầu mối. Hạc môn chủ, một vị linh đồng ở một khu nhà vô cùng là khoáng đạt đền trước cửa, hướng lão đạo kia hành lễ nói. Tông chủ ở đây không? Lão đạo hư mang ra tay, coi là cùng vậy linh đồng lên tiếng chào. Tông chủ có giao phó, cái này hai ngày nội môn lớn nhỏ công việc toàn bộ giao cho âm dương nhị lão thay thế xử lý. À, tông chủ bế quan. Không phải. Tông chủ ở trước đây không lâu đột nhiên rời đi. Hạc môn chủ như vậy gật đầu một cái, lấy tay nhẹ nhàng sờ râu một cái, nếu như vậy, vậy thì dẫn chúng ta đi gặp hai vị trưởng lão đi. Âm dương trưởng lão. Diệp thần con người đông lại một cái, bọn họ sẽ cùng âm dương thần điện có liên quan sao? Luân hồi chi chủ lưu lại ngọc bội, và âm dương song ngư ngọc bội hình vẽ, cũng không có chỗ tương tự, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Mang nghi ngờ. Diệp thần và Trương Nhược Linh đã tới một nơi bên trong đại điện. Hạc như vậy bái kiến hai vị trưởng lão, lão đạo tự nhiên hành lễ nói. Vậy cung điện bên trên, ngai vàng dưới để hai cây vô cùng là quý trọng cái ghế, bàn hình con rồng, biểu dương ra tôn quý thân phận. Có chuyện, một vị trong đó thân mặc áo bào trắng ông già, hơi hí ra một con mắt, trong mắt đánh giá hai người. Tại hạ Trương Nhược Linh, gia sư Tề Tưu Nhi, đặc biệt tới thay gia sư. Hướng quý môn truyền tin. Tề Tưu Nhi. Nguyên bản ngồi ngay ngắn hai người, lúc này thân thể hơi thở kịch liệt bùng nổ, nhìn về phía Trương Nhược Linh ánh mắt tràn đầy uy hiếp. Diệp thần thấy vậy, hơi một cái nghiêng người, đã đem Trương Nhược Linh bảo vệ ở sau lưng.
Xem ra hai vị tiền bối là biết Tề Tiêu Nhi, không biết Quý Môn tông chủ lúc nào trở về, thấy tông chủ, chúng ta tự nhiên sẽ đem ngọc bội và thư giao cho tông chủ. Diệp Thần thần sắc rừng rưng, gặp biến không sợ hãi vừa nói, ở đó âm dương trưởng lão hơi thở dưới áp chế, không có sợ hãi chút nào. Ha ha ha, vậy bạch bào trưởng lão nghe lời ấy sau này, phát ra một tiếng sang sảng mỉm cười, cả người đã đứng lên, một bước đạp đến Trương Nhược Linh trước người. Không nghĩ tới Tư mà học trò cũng lớn như vậy, coi như, người còn được kêu ta một tiếng sư bá. Trương Nhược Linh đè nén trong lòng nghi vấn, một đôi mắt to, lóe lên ánh sáng khác thường, nàng cũng biết nàng sư phụ là thiên tuyển người, sẽ không ở thần môn bên trong tịch tịch vô danh. Sư bá. Trương Nhược Linh linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển thanh âm, mang một chút do dự, một chút bất an, một vẻ vui mừng, một chút mâu thuẫn. Diệp Thần híp mắt, tỉnh dụi đánh giá ngoài ra hai người phản ứng. Ai, xem ra ngươi lấy được nàng băng xương đạo nguyên chân truyền. Không tệ không tệ, còn nhỏ tuổi đã là còn thật cảnh sáu tầng thiên. Trương Nhược Linh bị hắn khen ngợi, đúng khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên có chút ửng đỏ, thần môn không thể so với Nam Tiêu Cốc. Nàng ở Nam Tiêu Cốc có thể nói là nghịch đời thiên tài, nhưng là ở thần môn, cho dù là mới vừa cái đó linh đồng, cũng đã bước vào còn thật cảnh. Nàng tu vi, chân thực không coi vào đâu. Không biết vị này là... Vậy áo dài chẳng ánh mắt rơi vào Diệp Thần trên mình, trên mặt lộ ra lau một cái thần sắc hồ nghi, hắn mơ hồ cảm thấy Diệp Thần cũng không đơn giản, nhưng là chỉ từ hắn tu vi xem, nhưng cũng không là nghịch thiên quỷ tài. Đây là Diệp Thần, đặc biệt hộ tống ta tới trước. Trương Nhược Linh liền vội vàng giải thích nói. À, nếu như vậy, người hộ tống ta thần môn đệ tử, cũng coi là ta thần môn bạn. Bạch bào trưởng lão cười ha hả nhìn về phía Diệp Thần, chỉ là lời này tới giữa, đã đem mình khoảng cách càng kéo gần Trương Nhược Linh, hộ tống Trương Nhược Linh tới trước Diệp Thần, phản ngược lại thành người ngoài. Nhược Linh à, người từ đâu tới, đoạn đường này phải chăng khổ cực à? Bạch bào lộ ra trưởng bối vậy nụ cười từ ái, nhìn về phía Trương Nhược Linh lúc đó, không tự chủ nhỏ dò thân thể, chỉ là vậy lưu chuyển trong mắt, nhưng vi diệu nhìn chằm chằm Trương Nhược Linh trên cổ ngọc bội. Ta xuất thân Nam Tiêu Cốc, ca ca là Nam Tiêu Cốc thiếu cốc chủ. Trương Nhược Linh liền vội vàng nói, đoạn đường này may mà Diệp đại ca chiếu cố. À, đã như vậy, vậy hãy để cho người mang vị này tiểu huynh đệ đi thiền điện nghỉ ngơi đi, Nhược Linh. Chúng ta thần môn bí mật có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể biết. Diệp đại ca không phải tùy tiện người nào. Trương Nhược Linh khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ lo lắng, Diệp Thần là nàng đại ca ân nhân cứu mạng, chuyến này một mặt là đưa tin, mặt khác chính là giúp Diệp Thần tháo ra ngọc bội bí mật. Thần môn bí mật liên quan đến rộng, không người có thể dự liệu, nếu như bởi vì hắn, để cho ta thần môn rơi vào hiểm cảnh, cái này nhân quả ngươi không gánh nổi. Ông cụ áo dài trắng lời nói sắc bén nói, ngay sau đó lại đổi lại một bộ dặn đi dặn lại dạy dỗ thần sắc, Nhược Linh, ngươi cũng không muốn để cho bạn ngươi rơi vào nguy hiểm đi. Thần môn bên trong dính dấp vô cùng là to lớn nhân quả, ngươi là Tề Tiêu Nhi đệ tử. Dính vào một chút không có quan hệ, nhưng là ngươi tổng không thể kéo người khác thiệp hiểm đi. Trương Nhược Linh trên mặt lộ ra quấn quýt ý, có chút không giúp nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần trên mặt nhưng dạo rực ra vẻ mỉm cười, tiền bối nhưng mà quên, Nhược Linh sư phụ đã thông báo, thư chỉ có thể giao cho thần môn tông chủ. Hôm nay tông chủ không có ở đây, cũng chỉ có thể chờ hắn trở về. Tông chủ mặc dù không ở đây, ta hai người thay mặt quản lý thần môn lớn nhỏ công việc, tự nhiên có quyền xem. Diệp Thần nhưng khẽ gật đầu một cái, nội môn sự vật hai vị định đoạt, nhưng cái này thư nhưng giấy trắng mực đen viết người nhận thơ. Chỉ sợ trong đó liên quan đến Quý Môn tông chủ bí mật chuyện, không tiện hai vị vừa thấy. Diệp Thần vừa dứt lời, áo bào đen trưởng lão vô cùng là thanh âm lãnh khốc từ long tòa bên trên truyền ra. Vậy là ngươi không muốn giao ra thư tín. Diệp Thần thần sắc lãnh đạm, không phải vậy, đến khi Quý Môn tông chủ trở về, chúng ta tự làm hai tay dâng lên. Nhưng mà, ông cụ áo dài trắng ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Trương Nhược Linh, nói, Nhược Linh. Người ngoài không biết chúng ta thần môn quy củ, người hẳn rõ ràng, nếu như Tề Tiêu Nhi có khẩn cấp sự việc, làm trễ nãi cũng không tốt. Trương Nhược Linh quay đầu nhìn về phía Diệp Thần, lại xem đứng ở trước mắt ông cụ áo dài trắng, còn có vậy long tòa trên ông già áo bào đen, thần sắc đổi được khẳng định mà quả quyết. Sư phụ để cho ta phải đem thư trước mặt giao cho tông chủ, lâm trung giao phó, không dám không tuân theo. À,
ngươi phải biết, bây giờ thần môn, là chúng ta định đoạt. Áo bào đen trưởng lão thanh âm càng lộ vẻ được lãnh khốc lạnh như băng, mang uy nghiêm vô thượng, mơ hồ có bức bách ý. Hai vị trưởng lão, cái đứa nhỏ này không phải cái ý này, chỉ bất quá Tề Tưu Nhi rời đi nhiều năm, muốn đến đối với nàng đệ tử, cũng không có tiết lộ qua chúng ta thần môn. Hạc môn chủ vội vàng nhảy tới trước một bước, giải thích. Trương Nhược Linh, ngươi là tiểu bối, cái này vốn là ta thần môn bên trong chuyện, coi như sư phụ ngươi ở chỗ này, cũng sẽ không không vâng lời hai vị trưởng lão. Trương Nhược Linh quật cường lắc đầu một cái, sư phụ đã mất mạng, coi như là đắc tội hai vị trưởng lão, ta cũng phải hoàn thành nàng di mệnh. Bạch bào trưởng lão trong mắt đều là tức giận, buồn cười. Ngươi cùng sư phụ ngươi như nhau, hồ đồ ngu xuẩn. Nếu như không phải là năm đó nàng tự tiện mang ta đi thần môn bí mật, ta thần môn đã sớm xưng bá thiên nhân vực. Áo bào đen trưởng lão cũng là hừ lạnh một tiếng, ngươi cần gì phải cùng bọn họ hơn phí miệng lưỡi, bất quá là hai con kiến hôi, ta xem Tề Tưu Nhi là càng ngày càng bước lui, thu cái như thế trang dáng dấp giống như đệ tử. Hắc bạch hai vị trưởng lão một trước một sau, phát ra một tiếng tức giận. Hống! Hai vị trưởng lão trên mình. Đồng thời tản mát ra sáng chói Phật quang, phân biệt phơi bày ra màu trắng và màu đen, đem toàn bộ đại điện, chia nhỏ thành hai mảnh không gian. Một nửa ban ngày, một nửa nửa đêm. Toàn bộ bên trong đại điện, vang vọng dậy đặc biệt minh mông phản âm, giống như là mấy trăm tăng lữ đồng thời tụng pháp. Ban ngày và đêm tối hư không không gian, tạo thành từng đạo song sắc sấm sét, giống như là một bộ khổng lồ hình vẽ âm dương ngư. Diệp thần trong bụng khẽ nhúc nhích. Âm dương đồ án. Chẳng lẽ là cùng âm dương thần điện có liên quan? Hai vị trưởng lão song sắc sấm sét, lẫn nhau quấn quanh, bí mật không thể phân, tản mát ra hủy thiên diệt địa hơi thở. Diệp đại ca, bọn họ công pháp có vấn đề. Trương Nhược Linh nhíu mày một cái, trong tay hàn băng trường thương đã ngăn cản ở trước người. Vậy mà nói, võ tu tới giữa bởi vì không thể toàn bộ tín nhiệm, cho nên phối hợp sau đó đỉnh hơn có thể tăng lên 50% chừng. Nhưng là, hai vị trưởng lão này thần thông, giống như trời xanh chính là hỗ trợ lẫn nhau là theo nhờ, hiện ra vượt qua bọn họ tự thân 10 lần thực lực. Tối sầm một trắng, cùng tông đồng nguyên, trên người của bọn họ có một cổ tinh thuần tiên thiên lực, công pháp này không đơn giản như vậy. Diệp thần khẽ gật đầu, sát trên thân kiếm hắc ám nguyên phù hơi thở đã quấn quanh lên. Hai vị trưởng lão, người không biết vô tội, xin hai vị trưởng lão hạ thủ lưu tình. Hạc môn chủ trên mặt lộ ra lau một cái vẻ khẩn cầu, Trương Nhược Linh dẫu sao là Tề Tưu Nhi đệ tử, hắn chân thực không nhẫn tâm xem nàng mất mạng nơi này. Hai vị trưởng lão, Nhược Linh trên mình mang Tề Tưu Nhi thư, chắc hẳn trong đó nhất định liên quan đến năm đó bí mật, không bằng đem đặt vào địa lao từ từ thẩm vấn, phòng ngừa Tề Tưu Nhi ở thư trên làm tay chân, một khi Trương Nhược Linh bỏ mình, thư ngay tức thì hóa là phấn vụn. Diệp thần trong lòng biết cái này hạc môn chủ là muốn thay bọn họ rõ ràng cái này tạm thời khốn cục, nhưng là một khi bị tống giam, ở nơi này thần môn bên trong, mới lại là tứ cố vô thân, lúc này hắn còn có năng lực mang Trương Nhược Linh trốn bay lên trời. Nhưng mà ngay tại lúc này, huyền hàn ngọc thanh âm đột nhiên vang lên, Diệp thần, tương kế tự kế, đi thần môn hầm giam. Đây có lẽ là ngươi một đạo thiên đại cơ duyên. Diệp thần diễn cảm ngay tức thì thay đổi cổ quái. Huyền tiên tử đây là nháo vậy một ra. Bất quá hắn tự nhiên tin tưởng Huyền Hàn Ngọc mà nói, trong lòng mơ hồ có quyết định. Hạc môn chủ thấy mọi người không nói lời nào, lại mở miệng nói, hai vị trưởng lão cảm thấy thế nào? Ở hắn xem ra, đây là trợ giúp Diệp Thần và Trương Nhược Linh duy nhất cơ hội. Như vậy cũng là một biện pháp, bạch bào trưởng lão nói, đồng thời nhìn về phía áo bào đen trưởng lão. Hừ... Bọn họ có thể chưa chắc bó tay chịu trói. Áo bào đen trưởng lão lạnh như băng nói. Chúng ta cũng không ác ý, đi một chuyến hầm giam lại ngại gì, đến khi quý môn tông chủ trở về, liền sẽ trả lại cho chúng ta công đạo. Giờ phút này, Diệp thần lại đột nhiên buông xuống toàn bộ chiêu thức, mang trên mặt hơi nụ cười. Trương Nhược Linh cầm hàn băng trường thương tay bị cái này đột nhiên biến hóa cả kinh, suýt nữa đem trường thương ngã xuống đất, trước Diệp thần còn là một bộ phải chiến dáng điệu. Làm sao đột nhiên liền biến, chẳng lẽ là bởi vì hai vị trưởng lão này đều là thái chân cảnh. Liền liền hạc môn chủ diễn cảm đều có chút cổ quái, hắn còn chuẩn bị phí một phen miệng lưỡi và Diệp thần giải thích, hiện tại ngược lại tốt, Diệp thần trực tiếp đáp ứng. Sau một nén nhang, thần môn hầm giam, tối tăm không mặt trời.
Diệp đại ca, làm sao đột nhiên để cho bọn họ cầm chúng ta nhốt vào địa lao à? Trương Nhược Linh cùng tất cả tống giam người tản đi sau đó, đến gần Diệp Thần nhỏ giọng hỏi. Không nên để cho nàng biết ta tồn tại. Huyền Hàn Ngọc thanh âm vang lên lần nữa, trước ngay tại bốn người sắp động thủ thời điểm, nàng đột nhiên cảm giác được hầm giam phía dưới cất giấu thần môn bí mật, cho nên đề nghị Diệp Thần không bằng tương kế tự kế, có lẽ vậy phía dưới có thể tháo ra thần ấn ngọc bội lai lịch. Diệp Thần lặng yên không tiếng động gật đầu một cái, từ trong lòng ngực móc ra luân hồi chi chủ thần ấn ngọc bội. Là nó, ngay ở một khắc đó, ta mơ hồ phát giác nó đối với thần môn hầm giam có chút đáp lại, muốn đến có lẽ chỉ có nhân quả dấu vết, không ngại tới đây dò xét một tí. Hơn nữa, ta xem vậy hai vị trưởng lão ở thần môn địa vị không giống, ở địa bàn người ta, tổng không tốt cùng người ta ngạnh cương. Diệp Thần hư hư thật thật giải thích trước, Huyền Hàn Ngọc là hắn bí mật, tự nhiên không thể cho biết Trương Nhược Linh. Trương Nhược Linh lúc này mới gật đầu một cái. Rồi sau đó lại nghi ngờ hỏi nói, vậy tại sao ta khối ngọc bội này không phản ứng đâu? Ngươi nhắc tới ngọc bội, vậy âm dương trưởng lão hành vi cổ quái, nhất là vậy bạch bào trưởng lão, cùng ngươi đối thoại lúc đó, vẫn nhìn ngươi ngọc bội, ta suy đoán ngươi ngọc bội này nhất định vậy không đơn giản, nếu không, bọn họ sẽ không vừa đấm vừa xoa, muốn bức bách ngươi giao ra ngọc bội và thư. Ừ, Trương Nhược Linh vậy nhớ lại mới vừa đủ loại, vậy ông cụ áo dài trắng nhìn như đôn hậu hiền lành. Thật ra thì mỗi một câu nói cũng ngầm ý định giết người, cuối cùng lại là xé rách ra mặt, lộ ra nguyên hình, muốn hướng hai người động thủ. Diệp đại ca, vậy ngươi nói, Hạc môn chủ là người tốt sao? Diệp Thần nhìn cái này như cũ vô cùng là đơn thuần Trương Nhược Linh, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, thật đúng là một nha đầu ngốc, trên cái thế giới này nào có cái gì thuần túy người tốt, ta không biết Hạc môn chủ là ngươi cái gọi là người tốt hay là người xấu. Nhưng là hắn đưa chúng ta đi vào trước, tỏ ý ta an tâm đợi, hắn sẽ nghĩ biện pháp thông báo tông chủ. À, ta làm sao không biết? Trương Nhược Linh nghi ngờ hỏi nói, cái này phát sinh ở nàng mí mắt dưới đáy sự việc, nàng lại không có chút nào phát hiện. Ha ha, ngươi nếu là biết, vậy âm dương trưởng lão cũng đã biết. Diệp Thần cao thâm khó lường cười, cái này bé gái, thật là ngây thơ dị thường. Lúc này thần môn trong đại điện. Nhưng là tiếng người ồn ào, mặc dù chỉ có 8 người, nhưng là cãi và tiếng không ngừng. Hạc môn chủ, người là ngươi lãnh tiến vào, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đúng vậy, ta Long môn đệ tử trấn thủ sơn môn, là ngươi không phải dẫn hai người đi vào. Hừ, bọn họ không nhận biết Tề Tưu Nhi, chẳng lẽ các ngươi bộ xương già này vậy không nhận biết Tề Tưu Nhi liền sao? Hạc môn chủ đảo qua trước khi mặt mũi hiền lành, ánh mắt dữ tợn nhìn cái khác môn chủ. Chuyện năm đó, lại không nói đã qua hồi lâu, hôm nay nàng người cũng bị mất, sai người đệ tử tới đưa tin, chúng ta cần gì phải từ chối người ngoài ngàn dặm. Ta đồng ý Hạc môn chủ, Tề Tưu Nhi dẫu sao xuất từ ta thần môn, chuyện năm đó, nói cho cùng cũng là nàng cùng tông chủ tới giữa sự việc, coi như là liên lụy đến thần môn bí mật, cũng là tông chủ định đoạt. Đúng vậy, chúng ta ở chỗ này tranh chấp vậy cũng không có chút nào giá trị. Hết thảy không bằng cùng tông chủ sau khi trở về làm tiếp dự định. Hai vị ý của trưởng lão. Đám người lúc này ánh mắt lửa đốt nhìn về phía âm dương trưởng lão. Ừ, chuyện năm đó, ta hai người ngược lại là khá vì rõ ràng, cũng coi là người tham dự. Bạch bào trưởng lão suy nghĩ sâu xa chốc lát, mở miệng nói, nếu như do chúng ta thẩm vấn. Hạc môn chủ lại đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói, trưởng lão nói đúng, nếu như do bọn họ thẩm vấn. Chỉ sợ sẽ có mất thiên lệch, ta đề nghị, hết thảy đến khi tông chủ sau khi trở về, sẽ đi định đoạt. Bạch bào trưởng lão lúc này trợn tròn đôi mắt, hắn lời còn không có lối ra, đã bị trời giết này Hạc môn chủ trước lên tiếng áp đảo người khúc rõ ràng, lúc này còn muốn phải sửa đổi, là lúc đã chậm. Mấy vị khác môn chủ nhưng là 10 phần liễu nhiên gật đầu một cái, dẫu sao năm đó âm dương trưởng lão cùng Tề Tưu Nhi kinh thiên đánh một trận, đối với bọn họ mà nói trí nhớ như mới. Vậy hết thảy liền cùng tông chủ trở về đi. Đúng vậy, Tề Tưu Nhi thân phận đặc thù, nàng đệ tử, chúng ta cũng không tốt xử lý. Vậy cứ như thế, chúng ta bên trong còn có rất nhiều sự việc, đi trước cáo từ. Môn chủ cửa rời đi sau đó, âm dương trưởng lão sắc mặt phiền muộn nhìn chằm chằm Hạc môn chủ hình bóng. Người này đem giết. Hình ảnh quay về, thần môn hầm giam. Hầm giam lấy dãy núi lõm chỗ xây dựng, vô cùng là treo cao mái vòm. Mơ hồ còn có thể lộ ra mấy đạo kẽ nứt,
thấu đi vào một món ánh sáng yếu ớt. Diệp đại ca, không bằng chúng ta từ phía trên chạy trốn. Trương Nhược Linh thủy chung là đại tiểu thư xuất thân, cho tới bây giờ không có bị giam đến qua hầm giam, âm lãnh mặt đất ẩm ướt, còn có linh chuột mịn kiếm ăn thanh âm, để cho trên người nàng tầng tầng lớp lớp nổi nổi da gà. Từ đầu tới đuôi cũng không có ngồi xuống qua. Diệp thần lắc đầu một cái, thời gian dài như vậy trôi qua, vậy âm dương trưởng lão từ đầu đến cuối không có tới thẩm vấn chúng ta, xem ra Hạc trưởng lão quả thật nghĩ hết biện pháp kéo bọn họ. Trương Nhược Linh gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn giống như xương đánh quả cà, nhăn nhúm nhìn Diệp thần. Ha ha, không đợi được. Trương Nhược Linh gật đầu liên tục, hoàn cảnh như vậy, nàng thật một khắc thời gian cũng không muốn đợi nữa. Huyền Hàn Ngọc chỉ dẫn lúc này vậy phúc tới tâm linh vậy vang lên, thằng nhóc, ở nơi này hầm giam chỗ sâu, liền cất giấu thần môn bí mật, ta có thể cảm giác được có một nơi nấc thang có thể nối thẳng phía dưới. Nấc thang. Diệp thần nghe lời nói này, đứng ở đó hầm giam trung tâm, cẩn thận quan sát hết thảy. Diệp đại ca, người đang tìm cái gì? Trương Nhược Linh lúc này gặp Diệp thần động, vội vàng đi tới hắn bên người, hỏi. Cơ quan. Diệp thần nói đơn giản hai chữ, rồi sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại nói, sư phụ ngươi có từng kinh nói với ngươi về thần môn sự việc. Trương Nhược Linh lắc đầu một cái, sư phụ trước khi lâm chung mới nói cho ta nàng lai lịch, nhưng là từ không nói cho ta liên quan tới thần môn sự việc. Diệp thần khá là tiếc nuối gật đầu một cái, nếu như Trương Nhược Linh sư phụ nói cho nàng một chút liên quan tới thần môn bí mật, có lẽ có thể trợ giúp bọn họ tìm được cơ quan chỗ. Bất quá. Sư phụ đã từng cho ta nói qua 1.5 được độn giáp thuật. Trương Nhược Linh từ trong lòng ngực móc ra một cái mô hình nhỏ bát quái bàn, đây là sư phụ đưa cho ta, nói nếu như ta lạc đường, dùng nó liền có thể tìm được Nam Tiêu Cốc. Diệp thần ánh mắt sáng lên, đây là ngủ gật đưa gối à. Thiên khôn mà động, đất nứt mà đi, hướng đông nam vũ, chung có sống cửa. Trương Nhược Linh sát có chuyện lạ nhìn trong tay bát quái bàn, trong miệng tự mình lẩm bẩm. Tựa hồ thật có thể dùng bát quái này bàn tìm được cơ quan. Nơi này, Trương Nhược Linh chỉ một đạo mọc đầy rêu xanh thạch bích, lòng tin tràn đầy nói. Muốn phá vỡ nó. Diệp thần hỏi, nếu như cưỡng ép phá vỡ, chỉ sợ sẽ kinh động thủ hầm giam đệ tử. Ta suy nghĩ một chút, hẳn, không cần. Trương Nhược Linh lắc đầu một cái, Linh xảo ngón tay đã ấn ở đúng mặt trên vách tường, hàn băng khí thức bạo tăng. Lại khó khăn lắm đem vậy thạch bích đổi rời liền hai xích, lộ ra một đạo đen thui nấc thang. Mở. Trương Nhược Linh nhìn cái này sâu không thấy đáy nấc thang, trong bụng hiện lên một chút lo lắng, nếu như phía dưới không phải bí mật gì, mà là hơn nữa quỷ bí hầm giam, vậy nàng chẳng phải là muốn mang Diệp Thần đi đường chết bên trong khoan. Diệp Thần tựa hồ là nhìn thấu nàng lo lắng, không cần nhớ như thế nhiều, ta đáp ứng ca ca ngươi, sẽ bảo hộ ngươi, liền nhất định sẽ không nuốt lời. Trương Nhược Linh khẽ cắn răng, gật đầu như dã tỏi, Diệp đại ca, ta tin tưởng ngươi. Một giây kế tiếp, hai đạo thân ảnh liền hướng hắc ám đi. Diệp đại ca, nơi này rất âm u kinh khủng. Trương Nhược Linh khuôn mặt nhỏ nhắn mặt mũi lộ ra mơ hồ sợ hãi, nhốt vào địa lao bên trong đều là lần đầu tiên, huống chi còn muốn bước lên cái này vô cùng bóng tối nấc thang, cũng không biết là thông hướng nào. Có ta ở. Diệp thần một người một ngựa đi ở trước người của nàng, vốn định sử dụng đạo linh lửa, nhưng nghĩ đến chỗ này đất có mấy vị thái chân cảnh cường giả, nếu như phát hiện Nhan Tuyền Nhi bí mật, có thể không phải là chuyện tốt. Hắn chỉ có thể đem mình ống tay áo đưa cho nàng, an ủi Trương Nhược Linh nói, người lôi quần áo ta, sẽ khá một chút. Trương Nhược Linh gật đầu một cái, chỉ có thể nhắm mắt đuổi theo Diệp thần bước chân. Cái này vực sâu nấc thang vô cùng là du dài, phía trên hiện đầy trơn trượt rêu. Tựa hồ đã rất nhiều năm không có ai đặt chân qua. Ánh sáng yếu ớt dần dần tiêu tán, chỉ còn lại trước mắt một phiến đen nhánh. Diệp đại ca, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Trương Nhược Linh thanh âm mang có chút run rẩy. Một đoàn nóng bỏng ánh lửa, ở Diệp thần trong bàn tay sáng lên, đừng lo lắng. Diệp thần cảm giác sâu xa chỗ, không có chút nào giấu vết người nhân quả, đây là một nơi trống trải. Sốt cuộc. Không biết đi nhiều ít nấc thang, bọn họ rốt cuộc tới hầm giam lòng đất. Nơi này, Diệp thần khắp nơi tìm tòi, hướng một nơi đường lót gạch đi. Đây là, tế đài. Xuyên qua đường lót gạch sau đó là một nơi vô cùng là rộng lớn đất trống, phía trên giam trước tầng tầng lớp lớp tế phẩm chạm xe,
vây quanh trong đó còn có ba điều hình tròn cái máng đá, nếu như Diệp Thần không có đoán sai, đó phải là hút máu rãnh máu. Có thể là thần môn trước khi tế đài, bất quá nhìn qua đã hoang phế rất lâu rồi. Trương Nhược Linh không dám rời đi Diệp Thần nửa bước, thận trọng đi theo Diệp Thần sau lưng, vây quanh tế đài nhìn một vòng. Nhược Linh, ngươi xem cái này thẻ trừ, có giống hay không là một nơi cơ quan? Diệp Thần chỉ vậy đột ngột trên vách đá, nguyên bản liên tục tấm đá, đột nhiên có một khối bị đào đi, lộ vẻ được phá lệ nổi bật. Cái hình dáng này, giống như là ngọc bội của ta. Trương Nhược Linh vội vàng đem ngọc bội móc ra. Ta tới. Diệp Thần nhận lấy ngọc bội, cái này thần môn khắp nơi tiết lộ ra cổ quái. Ngọc bội kín kẽ bị thẻ nhập đá này vách đá bên trong. Bá. Một đạo vô cùng là mắt sáng ánh sáng ở cái này trên tế đàn sáng lên, vô số loang lổ tinh điểm, từ vậy trong vách đá chia lìa ra, cùng nhau tập hợp thành một khối màn sáng to lớn. Là sư phụ. Trương Nhược Linh nhẹ nhàng lấy tay che miệng lại ba, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn màn sáng, khi đó Tề Tưu Nhi vẫn là thiếu nữ hình dáng, tinh xảo mà thon thả thân hình, ngạch gian trên rơi xuống trước lau một cái ngân lượng sắc lau ngạch. Người kia là ai? Diệp Thần lắc đầu một cái. Đây là thần môn sự việc, hắn một cái người ngoài tự nhiên vậy không biết. Tề Tưu Nhi người mặc màu bạc trắng võ y, tay cầm một chuôi trường thương, khí chất siêu nhiên, có tuyệt đại nữ thương vương phong thái. Mà khác một vị nữ tử chính là người mặc màu vàng thánh y, tuy là cô gái, nhưng mặt chữ quốc mặt mũi ngay ngắn, một mặt nghiêm nghị khí. Sư tỷ, ngươi coi là thật muốn trốn tránh thần môn, ngươi có biết làm như vậy kết quả? Tề Tưu Nhi sắc mặt lạnh lùng. Trong mắt nhưng toát ra một chút khó mà dứt bỏ tình trong lòng, sư muội, ngươi không hiểu. Vậy sư muội đường dây, không có gì không hiểu. Ngươi thân là thần môn thánh nữ, thần môn đối với ngươi ký thác kỳ vọng rất lớn. Những thứ này cũng không là ta mong muốn. Cái gì đó mới là ngươi muốn. Tề Tưu Nhi yên lặng không nói, ánh mắt phức tạp. Vậy sư muội trường kiếm vung lên, mang một cổ dũng mãnh khí, giống như sát thần vậy. Vô số trong trẻo lạnh lùng kiếm quang, giống như mũi tên như nhau cao, ùng ùng mang chạy thiên thế, xông về Tề Tưu Nhi. Tề Tưu Nhi màu bạc trường thương mạ lên một tầng màu xám bạc ánh sáng, lạnh lùng mà hàn lạnh gió lốc lớn, gào thét cuốn sạch toàn bộ thần môn. Vậy vô cùng ngang ngược cánh đồng hoang vu băng khí, để cho Trương Nhược Linh đều không khỏi được ôm chặt cánh tay, vẻn vẹn là hội, nàng cũng đã cảm nhận được năm đó đánh một trận, là như vậy oanh thiên liệt địa. Bành! Trường thương cùng trường kiếm đụng vào nhau, phát ra vô cùng là to lớn phá sập tiếng. Tề Tưu Nhi hai cánh tay dương ra, một chuôi trường thương để ngang lồng ngực trước, lại ngưng tụ ra một tòa màu băng lam hồ, những cái kia băng, điều động thiên địa nguyên khí băng xương lực, ngưng kết ra 10 phần bền bỉ băng cạnh. Chợt, theo Tề Tưu Nhi trường thương chỉ một cái, to lớn kia hồ băng, từ trong hư không rơi xuống, hàm chứa 10 phần lực lượng kinh khủng, đánh về phía sư muội. Sư muội trong cơ thể xông ra số lượng cao nguyên khí, ở phía trên đỉnh đầu, ngưng kết ra một cái mang ngọn lửa hơi thở hỏa long. Thần môn long cốt, diễm hỏa long. Vậy lao nhanh cự long, hướng vậy oanh thiên hồ băng đi, đụng vào nhau, lập tức phát ra ầm thanh âm. Vậy ngàn trượng cao hư không, hai cổ lực lượng đụng vào nhau, nguyên bản hồ băng bị hỏa long này hơi thở hòa tan, tạo thành một đạo to lớn thác nước, thủy rơi xuống đất. Toàn bộ thần môn bên trong. Hóa là một vùng đại dương, đem toàn bộ thần môn quảng trường mặt đất thấm nhuần, tạo thành mặt nước. Thần môn khí phách, hóa băng. Tề Tưu Nhi hai tay hàm chứa cao nhất hàn băng nguyên pháp, cả người tản ra hàn băng khí tức, từng đạo hàn băng từ trong bàn tay xông ra, đánh vào trên mặt đất. Toàn bộ trên mặt đất mênh mông đại dương, ngay tức thì biến thành một phiến mặt băng. Rào. Sư muội trong lòng bàn tay trường kiếm đã thu hồi, chắp hai tay, trong miệng lẩm bẩm. Xoay người tới giữa, hai tay tới giữa tản mát ra màu đỏ ánh sáng, ở tia sáng kia bên trong, phơi bày ra một con rồng lửa hư ảnh. Trong phút chốc, một cổ vô cùng là nóng bỏng ánh sáng rực rỡ, từ hỏa long trên thân hình tản ra, tràn ngập ở giữa thiên địa. Phá cho ta! Sư muội hét lớn, vậy lao nhanh hỏa long xuyên qua tầng tầng băng xương hơi thở, xuyên qua Tề Tưu Nhi thân thể. Phốc suy! Tề Tưu Nhi sắc mặt thảm trắng. Trong miệng khạc ra lau một cái máu, cả người từ trong hư không rớt xuống. Nhốt vào địa lao. Sư muội một đôi mắt nhìn thẳng Tề Tưu Nhi, con người trở nên có chút trống rỗng vô thần,
vì sao nàng cùng sư tỷ tới giữa, cuối cùng binh mâu mặt đối mặt. Sư phụ, Trương Nhược Linh hơi biến sắc mặt, nhìn sư phụ bị thương, đau lòng không được. Nhược Linh, Diệp Thần vẫy tay nhẹ khẽ kéo kéo Trương Nhược Linh, tỏ ý nàng không muốn khẩn trương quá độ. Màn sáng đã hóa là chấm tinh huy, tứ tán ở nơi này lòng đất tế đàn. Sư phụ sau đó chính là bị nhốt ở chỗ này. Trương Nhược Linh chạm trước vậy vây quanh tế đàn bích họa, cảm xúc rất sâu nhìn. Ừ, sư phụ ngươi xem bộ dáng là 10.000 năm trước thần môn thánh nữ, chỉ là, nàng tại sao sẽ làm phản thần môn? Diệp Thần có chút suy nghĩ mãi không xong nhìn bích họa, có thể hết thảy đáp án đều đưa ở bích họa bên trong vạch trần. Bích họa ban đầu là một cái khô cằn người phụ nữ bị khóa ở vô biên hầm giam bên trong, thê lương mà hỏng mất cô tịch, ở đó le que mấy bút bên trong buộc vòng quanh tới. Rồi sau đó là nàng lại thông qua sức một mình, miễn cưỡng chế tạo một nơi đi thông cái này tế đài vực sâu nấc thang. Vô số ác ma cùng thú bị nhốt vây quanh nàng, giống như là uy hiếp, cũng giống là cảnh cáo. Nàng đem mình máu chảy vào trong tế đàn, tựa hồ là tản mát ra vô cùng là mênh mông thần quang. Trên mặt lộ ra khao khát ánh sáng. Nhưng vào lúc này, sau lưng nàng lại xuất hiện một tôn vô cùng là to lớn bóng đen tản ra hắc ám nguyên khí đem nàng vây quanh trói buộc. Là người nào đánh lén sư phụ? Trương Nhược Linh không nhịn được kinh hô lên, nàng thậm chí có thể tưởng tượng lúc ấy Tề Tưu Nhi không giúp. Tiếp tục xem. Diệp Thần bình tĩnh thanh âm, từ Trương Nhược Linh phía trên truyền tới. Một chuôi lưỡi dao sắc bén đã đâm thủng Tề Tưu Nhi thân thể. Mặt nàng cho đổi được bi thương mà đắng đau, nàng nhìn vậy ánh mắt của bóng đen hết sức phức tạp, tựa hồ khó tin vậy. Bóng đen một kiếm đem vậy trên tế đàn thần vật đánh tan, nhìn về phía co rúm ở mặt đất Tề Tưu Nhi, thẳng rời đi. Ở sau Tề Tưu Nhi giống như cào mộc vậy, tu vi mất hết, lưỡi dao sắc bén nhập vào cơ thể vết thương rướm máu, cho đến trước màn sáng ở giữa sư muội tới là nàng trị thương. Sư phó sư muội là người tốt. Trương Nhược Linh có chút không thể tưởng tượng nổi nói, trước rõ ràng là sư muội đem sư phụ trọng thương nhốt vào địa lao. Không có truyền thống trên ý nghĩa tốt xấu xa phân chia, chỉ có một người chọn không cùng. Diệp Thần lắc đầu một cái, muốn đến, cái này bích họa, cũng là sư phụ ngươi sau khi thương thế lành, không biết làm sao lưu. Có lẽ sư phụ, là muốn để lại cho ta xem. Nhưng là... Bích họa vẫn là không có nói sư phụ ngươi vì sao trốn tránh, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, để cho sư phụ ngươi từ thần môn thánh nữ nhảy một cái trở thành thần môn tội nhân. Diệp Thần lời còn chưa dứt, vậy trên tế đài ngọc bội phát ra vỡ vụn tiếng. Linh Nhi, một đạo thanh âm mờ mịt hư vô, tựa hồ từ bốn phương tám hướng vang lên. Sư phụ, Trương Nhược Linh cả kinh, lúc này cũng không đoái hoài được trong lòng sợ hãi, vội vàng nhìn chung quanh. Là ngọc bội. Diệp Thần nhìn về phía vậy tan vỡ ngọc bội, không nghĩ tới ngọc bội này tới giữa, lại ẩn giấu Trương Nhược Linh sư phó lau một cái thần niệm. Nếu ngươi có thể kích hoạt ta cái này thần thức, thuyết minh ngươi đã ở sư muội ta dưới sự hướng dẫn, đi tới tế đàn. Trương Nhược Linh gật đầu liên tục, chút nào chưa thấy được nàng sư phụ thật ra thì căn bản xem không thấy. 10.000 năm trước thần môn bí mật, ta mặc dù ghi nhớ chuyện về sau, trước mặt cũng không dám lưu lại chút nào. Chỉ có thể ở lâm chung lúc tách ra cuối cùng lau một cái thần thức, cho biết cùng ngươi. Sư phụ xuất thần môn ở một cái thời đại có thể coi như là thiên nhân vực tông phái đứng đầu, chỉ là mấy chục ngàn năm qua đóng đời hồi lâu, rất nhiều người đã không biết. Năm đó ta sư thừa tiền nhậm thần môn môn chủ, thiên tư lớn lao, huyết mạch dễ dàng người thường, cộng thêm được trời ưu đãi xuất thân điều kiện, nhập môn không lâu liền bị định là thần môn thánh nữ, hưởng vô biên quyền lực. Chỉ tiếc. Năm đó ta tình cờ tới giữa, bước vào thần môn cấm địa, phát hiện thần môn sau lưng những cái kia nhân thần cộng phẫn chuyện xấu. Diệp Thần hơi nâng lên lông mày, xem ra cái này thần môn nhất định không phải cái gì danh môn chánh phái. Người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, thiên nhân vực bên trên, chính là vậy vô hạn rộng lớn thái thượng thế giới. Thần môn trên thực tế chính là vạn khư tay sai, hàng năm cũng sẽ cung cấp nhiều võ tu. Cung cấp thái thượng thế giới trẻ tuổi người thừa kế hút kỳ đạo nguyên, tăng lên tự thân tu vi. Diệp Thần trong bụng trầm xuống, lại cùng vạn khư có liên quan. Thái thượng thế giới những cường giả này, đơn giản là cầm thiên nhân vực võ tu làm nhà mình trong hậu hoa viên mặt cửu rau, suy nghĩ gì cắt liền lúc nào cắt. Làm người ta cực kỳ tức giận. Trẻ tuổi như ta, khinh thường cùng nhập bọn,
dứt khoát trốn tránh thần môn, cùng sư muội kinh thiên đánh một trận cuối cùng thua ở tay nàng bên trong, bị giam vào hầm giam, ta vốn định sử dụng tế đài, cắt đứt thần môn cùng thái thượng thế giới liên lạc, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nhưng nếu không phải sư muội cứu ta, ta đã sớm mất mạng ở ta sư phụ trong tay. Cái đó tổn thương Tề Tiêu Nhi bóng người, lại là sư phụ của nàng. Linh Nhi, năm đó ta lẻn trốn lúc đó, đã từng mang đi thần môn thánh vật, vật này cùng thái thượng thế giới cường giả tức tức tương quan, một khi hiện thế đem sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Ta hy vọng có thể mượn sư muội lực, đem hoàn toàn hủy đi. Ta biết sư phụ. Trương Nhược Linh thần sắc bi thương, trong tròng mắt đã tích góp đầy nước mắt. Thần môn thánh vật, ta từng hai tay giao cho ngươi. Tương lai hết thảy, liền dựa vào chính ngươi. À, Trương Nhược Linh có chút khiếp sợ, sư phụ lúc nào giao cho qua mình cái gì thánh vật, một chút ấn tượng cũng không có. Diệp thần lại như vậy, cái này sợ rằng là Tề Tiêu Nhi lo lắng nàng sư muội đã bị thần môn đồng hóa, cuối cùng mịt mờ nhắc nhở. Chỉ tiếc, sự việc cùng nàng phán đoán một trời một vực, nàng cái này một uyển chuyển nhắc nhở, lại để cho Diệp thần và Trương Nhược Linh càng bị động. Ngọc bội đã hoàn toàn hóa là phấn vụn, mà cùng lúc đó, vốn là tế đàn, cùng với chung quanh bích họa, vậy giống như có thần chú xu hướng xứ vậy, cùng trong chốc lát vỡ vụn là cát đá. Diệp thần vội vàng dùng tuất thổ nguyên phù tạo thành kiếm trận, bảo vệ Trương Nhược Linh. Nhìn dáng dấp, Tề Tiêu Nhi thì không muốn lưu lại một tia dấu vết, tới để cho người khác biết trong đó chuyện do. Nàng đối với sư môn căm hận, giống như là đạo bất đồng bất tương vi mưu nổi nóng. Đối với mình từ đầu đến cuối không dám vạch trần tàn nhẫn chân tướng tự trách, còn có nồng đậm tiếc nuối và thất vọng. Cùng lúc đó, toàn bộ thần môn cũng cảm nhận được liền một cổ chấn thiên thế. Đó là hầm giam. Bất đồng đền bên trong, các môn môn chủ cũng không hẹn mà cùng nhìn về phía hầm giam phương hướng, thần môn đã nhiều năm không có xuất hiện qua lớn như vậy động tĩnh. Là Diệp thần và Trương Nhược Linh, Hạc môn chủ trong lòng giật mình, tông chủ còn không có bất kỳ trả lời. Lúc này bọn họ xuất hiện bất kỳ biến cố, hắn sợ là đã không thể ra sức. Thiên băng địa hãm, toàn bộ hầm giam khắp nơi đã rung sụp, tạo thành một cái hố sâu to lớn, mơ hồ còn có thể thấy trước tế đài dấu vết, chỉ là tất cả tế tự dùng cái, đã toàn bộ hủy đi. Chỉ còn lại Trương Nhược Linh và Diệp Thần hai người bóng người. Ở mọi người nhìn lại, chỉ cần Trương Nhược Linh và Diệp Thần muốn, tất nhiên có thể mượn hầm giam bị hủy, dễ như trở bàn tay rời đi. Diệp thần, Trương Nhược Linh, dám can đảm vượt ngục. Âm dương trưởng lão thủ làm trong đó, đen trắng hai màu dày đặc nguyên lực cùng với quy luật khí, đã người trước hụt ngã người sau tiến lên dâng trào về phía trước. Hai tôn Phật dinh vậy đồ sộ xem, đang từ bọn họ sau lưng từ từ dâng lên. Diệp thần Trương Nhược Linh, thiện trốn hầm giam, tuyên đời tông chủ lệnh, toàn lực đánh chết. Hắc trưởng lão thanh âm đè nén tầng tầng lửa giận, ngập trời chiến ý đã dâng trào tới. Diệp thần quả quyết không nghĩ tới, hầm giam bất ngờ, lại để cho đối phương tức giận như vậy. Xem ra, trận chiến này là khó tránh khỏi. Rào rào. Diệp thần con người đông lại một cái, phần huyết quyết, thiên yêu thân thể, bách tà thể vân. Vân, thi triển đến trình độ cao nhất, ngũ trọng thiên hủy diệt đạo ấn, trôi lơ lửng ở trước người, diệt pháp tắc dạo dực, cả người, giống như diệt thế ma thần vậy, không sợ chút nào nghênh đón. Sát kiếm bên trên. Hóa là một chuôi màu đen cự kiếm, treo trên không trung, hướng âm dương trưởng lão đi. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Âm dương trưởng lão tức giận thanh âm vang lên, hướng nghe tiếng mà đến sáu vị môn chủ, giống to. Một chuôi to lớn chiến chủy cấp tốc bay lên không, hiện ra lục đạo bất đồng quy luật ý, tản ra cường đại man hoang cổ sức lực, cùng sát kiếm tản mát ra cao nhất luân hồi khí tức hủy diệt địa vị ngang nhau. Sốt cuộc. Vậy tập hợp 6 người lực chiến chùy cùng sát kiếm đụng vào nhau, tạo thành năng lượng kinh khí, tung lên mấy chục mét cao sóng gió. Vậy cổ lực phản chấn, để cho Diệp thần khí huyết sôi trào, về phía sau bay ngược, hoành ngăn cản ở phía sau hang trên vách đá, đem cự thạch kia đụng được sụp đổ, rơi xuống hòn đá đem hắn chôn. Phệ hồn thông thiên. Diệp thần cưỡng ép đứng lên thân thể, quanh thân hồn lực cuồng trào, hồn thể đổi thành thi triển, nghiêm nghị a nói. Một khắc sau, một đạo to lớn hư ảnh đã xuất hiện ở âm dương trưởng lão sau lưng, trường kiếm càn quét. Mà vậy âm dương trưởng lão mặc dù bị đột nhiên này lên nhất kích, con người có rút nhanh, nhưng hai người nhưng lấy tốc độ cực nhanh sắp tối trắng khí tương liên,
ngay tức thì hình thành một vòng bảo tháp, trôi lơ lửng ở sau lưng, cùng người khổng lồ kia nơi chém đi ra ngoài, do hồn lực ngưng tụ trường kiếm đụng vào nhau. Vô cùng là mênh mông cường đại hồn lực chập chờn lẫn nhau đánh thẳng vào, Diệp Thần khẽ nhíu mày, hắn có thể cảm giác nói, vậy bảo tháp lực lượng phòng ngự vô cùng là mạnh mẽ. Thần môn chiến trùy, vô cùng vô phong, cuồn cuộn nguyên tức, hồn chém thánh thiên. Nháy mắt tức thì, một chuôi mang vô cùng dâng trào đạo nguyên chiến trùy, kích động ra, đồng thời, vậy chiến trùy bên trên vang lên lục đạo hoàn toàn bất đồng cao vút thanh âm. Long bào, hạc minh, phong khiếu. Vậy chiến trùy bên trên, bọc quấn vòng quanh các vị hư ảnh, ở hắn bề ngoài hiện lên, theo nó thế công chặt chẽ, hơi thở vậy càng phát ra mạnh múc. Nổ âm không ngừng chiến trùy, phía trên lưu chuyển đường vân, lúc này vậy biến thành đỏ như máu sắc, lôi cuốn vô cùng đạo nguyên linh lực, hóa là một đạo sợ hãi chùm tia sáng, hướng Diệp Thần điên cuồng trùy tới. Diệp Thần trong mắt xuất hiện vẻ rung động, cái này chiến trùy hợp 6 vị cường giả lực, bộc phát ra uy lực, xa xa vượt qua hắn dự liệu cường hãn. Hôm nay liền là hai người các ngươi ngày rỗ. Âm dương trưởng lão vậy một đen một trắng cao nhất nguyên khí. Lúc này giống như bát quái luân bàn vậy, tản ra chí cao vô thượng đạo nguyên, hai người bàn tay cơ hồ là cùng trong chốc lát vỗ về phía Diệp Thần, mang dễ như bỡn hơi thở. Trương Nhược Linh sắc mặt thảm trắng, mấy vị này cường giả, tựa như cùng núi cao vậy, cho nàng một loại căn bản không cách nào vượt qua cảm giác tuyệt vọng. Chẳng lẽ, bọn họ liền phải chết ở chỗ này sao? Thần ấn ngọc bội, mở. Một tiếng nặng lạnh hét lớn, bỗng nhiên ở nàng bên tai vang lên. Đó là Diệp Thần thanh âm. Tiếng này hét lớn bên trong, hàm chứa luân hồi lực, Trương Nhược Linh theo bản năng hướng Diệp Thần nhìn, phát hiện Diệp Thần ánh mắt thần mang nghiêm nghị, tràn đầy vô cùng chiến ý. Cho dù là mạnh như vậy địch, Diệp Thần vẫn không có buông tha. Trương Nhược Linh thấy hắn anh dũng không sợ dáng vẻ, giống như tìm được người tâm phúc như nhau, trong tay hàn băng trường thương liền nói, ánh mắt kiên quyết. Diệp Thần trong lòng biết, cái này chính là sinh tử nguy cơ thời khắc mấu chốt. Hắn căn bản không cách nào ở mấy vị này quá thật cường giả dưới quyền sống sót, cho nên chút nào không do dự chút nào vận dụng thần ấn ngọc bội. Tay trung thần ấn ngọc bội, hồng mang hào phóng, luân hồi uy lực mạnh mẽ đến trình độ cao nhất. Vậy dù sao cũng đạo hồng mang, ước chừng trong nháy mắt đã chui vào Diệp Thần trong cơ thể. Mở mắt lần nữa Diệp Thần, vậy trong mắt đen nhánh bên trong có vô tận quy luật chớp động. Vậy, là hủy diệt quy luật, đó là luân hồi chi chủ lực lượng. Thời khắc này Diệp Thần, nhìn qua càng giống như là diệt thế thần ma trọng lâm mặt đất, hắn trên người tán phát ra uy thế, cho dù là âm dương trưởng lão như vậy cường giả, đều cảm thấy thần hồn đang rung rung. Luân hồi chi chủ thần niệm đã lơ lửng ở Diệp Thần trên thân hình, hắn nhìn bằng nửa con mắt nhìn thần môn đám người. Hắn cuồng tiếu, mắt lạnh đưa mắt nhìn vạn vật, đắm chìm trong vậy hai đạo vô cùng là nóng bỏng thế công dưới, quanh thân quấn vòng quanh tia chớp sấm sét. Hắn lại không tránh. Thần môn đám người lúc này sắc mặt khiếp sợ, đối mặt Diệp Thần, cho dù là Hạc trưởng lão, vậy không có chút nào nương tay, đều là xứ ra cả người thủ đoạn, sử dụng mỗi người bản lãnh giữ nhà, đem vậy chiến trùy thúc dục đến trình độ cao nhất. Diệp Thần trước người ầm ầm xuất hiện ba bánh màu đen dương ngày. Một vòng dương hồng đầy trời, cuồn cuộn thương lưu. Một vòng cuồng sát tàn phá, giơ lên trời xuống. Một vòng cuồng đập lôi vẫn, nổ ầm trụ vũ. Tam dương bên trong đầy áp lục đạo luân hồi khí tức kinh khủng, mỗi người tạo thành mênh mông mưa lớn nước xoáy, hướng thần môn cường giả đi. Bốn phương tám hướng cao nhất luân hồi nguyên khí, lôi cuốn loạn vũ tinh thần, cuồng đập đi. Toàn lực xuất thủ luân hồi chi chủ thần uy, há là đám này thái chân cảnh cường giả có thể địch nổi. Vậy ngang nhiên không sợ khí thế, toàn bộ hư không quy luật cơ hồ đều phải bị xé nát. Vậy nguyên bản địa vực chật hẹp lòng đất tế đàn. Ở cái này dưới một chiêu, chung quanh thạch bích toàn bộ sụp đổ, oanh bắn ra. Toàn bộ thần môn không gian, đụng phải liền to lớn đụng, rung động. Mặt đất đang rung rung, thần ma đang gầm thét, thế gian luân hồi chi chủ lưu lại lực lượng nhất kích, hoàn toàn dao động toàn bộ thần môn căn bản. Phốc phốc, tám tên thần môn cường giả, lúc này cơ hồ là đồng thời khạc ra một ngụm máu tươi, thức hải bị ăn mòn, nội tức rối loạn, ngũ tạng đồ sộ tổn. Con kiến hôi mà thôi, cũng dám ngăn cản ta đường. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần quanh thân bạo khởi gào thét gió lốc lớn nước xoáy, chợt kinh khủng vân lôi đã từ trên trời hạ xuống. Mang vô cùng ngang ngược luân hồi lực,
vậy vân lôi hủy thiên diệt địa vậy đổ ập xuống đập về phía thần môn. Oanh oanh oanh, vô cùng vô tận lôi hỏa, lúc này khuấy động ở toàn bộ thần môn bên trong, sấm sét điện uy, oanh bạo thần môn. Bạch trưởng lão, làm thế nào? Sáu môn môn chủ lúc này giống như con kiến trên chảo nóng, vậy ngang ngược luân hồi lực, coi như là hợp bọn họ sáu người lực, cũng không cách nào chống lại. Một cái thủy nguyên cảnh tiểu tử tại sao sẽ đột nhiên có vượt xa thái chân cảnh lực lượng? Bày trận, thần môn thủ phương trận. Âm dương trưởng lão thân hình thoát một cái, đã chiếm cứ tâm trận vị trí, một người mạnh chống đỡ bảo vệ màn hào quang, một người trong miệng nói lẩm bẩm. Đi đôi với một loạt lôi nguyên gầm thét, sáu môn môn chủ rối rít sử dụng mạnh nhất linh ảnh, một người một ảnh, mỗi người chấn thủ một góc, liệt ra toàn bộ thần môn mạnh nhất bảo vệ trận pháp. Ha ha ha! Luân hồi chi chủ tùy ý liều lĩnh tiếng cười cuốn lên lên, lấy làm cái này là có thể ngăn trở hắn thế công sao? Nằm mộng ban ngày, luân hồi chi chủ trong tay sát kiếm nhất ra, một kiếm chém vạn kiếp, luân hồi trong lòng đãng. Bành! Màn hào quang kịch liệt rung động, phát ra một tiếng kêu đau, núp ở trong đó cường giả, thậm chí thấy được phía trên đã ở dưới một kiếm này, hình thành một đạo mịn kẽ nứt. Không ngăn được. Ở tám người trong lòng đồng thời toát ra như vậy ý tưởng, là tuyệt vọng, là tử vong trước tan vỡ. Một đạo lại một đạo kiếm mang chém vào phòng vệ màn hào quang bên trên. Không đúng. Bạch trưởng lão bén nhạy phát giác một chút vấn đề, mở miệng nói, hắn thế công đang không ngừng yếu bớt, hắn là mượn thần thông lực. Hắn kiên trì không được bao lâu. Các vị cường giả ở bạch trưởng lão nhắc nhở dưới, mới hậu chi hậu giác phát hiện, diệp thần thế công nhưng là dần dần yếu bớt, từ lúc ban đầu vậy gào thét lao nhanh lực, cho tới bây giờ, đã thoái hóa tới miễn cưỡng chống lại thái chân cảnh. Ha ha ha! Âm dương trưởng lão dữ tợn từ bảo vệ trong đại trận nhảy ra, Diệp Thần, người chết chắc. Lúc này Diệp Thần cũng càng là tuyệt vọng cực kỳ, luân hồi chi chủ thần niệm nhập vào người, ước chừng có thể chống đỡ một nén nhang thời gian, không nghĩ tới lại nhanh như vậy liền bị thần môn người nhìn ra đầu mối. Lúc này, một nén hương thời gian đem phải đi, hắn nội tức linh lực cơ hồ bị luân hồi chi chủ bá đạo chiêu thức rút sạch, đã là nỏ mạnh cung dáng chống đỡ. Lúc này, đối mặt âm dương nhị lão, liền vạn sát che trời kiếm vậy không xử ra được. Trương Nhược Linh đã bị ai nhắm hai mắt lại, bất quá là chết một lần mà thôi. Dừng tay. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một đạo vô cùng là trong trẻo lạnh lùng thanh âm, từ trên hư không truyền tới. Đó là một vị màu xanh tiên bào thêm thân, trên trán đeo một vòng mặt trời đỏ bảo châu cô gái, nước chữ mặt mũi, một mặt hạo nhiên chi khí. Tông chủ. Sáu môn môn chủ kiến đến phụ nữ kia sau đó, rối rít quỳ xuống đất thi lễ, liền liền âm dương trưởng lão, vậy buồn rầu buông xuống sát ý ngập trời, tung người quỳ bái. Sự việc ta đã biết được, đem bọn họ hai người mang tới thần môn điện đi. Cô gái màu xanh tiên bào bên trên, còn có loang lổ vết máu, thế nhưng thánh chủ tôn quý hơi thở, để cho đám người thậm chí không dám theo dõi nàng hình dạng. Là màn sáng người ở bên trong, là sư phụ ta sư muội. Trương Nhược Linh kinh ngạc vui mừng nói. So với thần môn những người khác vậy đầy áp sát ý hành vi, vậy tông chủ nhưng lộ vẻ được vô cùng là rửng rưng, tựa hồ là biết bọn họ sẽ tới vậy. Sau một nén nhang, thần môn điện. Thần môn tông chủ lúc này đã thay cả người đạo bào, trên mặt vẫn như cũ hiển lộ ra mấy phần mỏi mệt. Diệp Thần sắc mặt hơi biến hóa, hắn có thể cảm nhận được tông chủ thực lực tuyệt đối xa xa cao hơn mấy vị kia môn chủ. Ở thái chân cảnh bên trong cũng không coi là yếu. Rốt cuộc là người nào có thể đem nàng bị thương thành như vậy? Có một số việc, không phải ngươi có thể theo dõi, coi như ngươi là kiếp trước luân hồi chi chủ chuyển thế, cũng không được. Tông chủ thanh âm lạnh như băng vang lên, một mắt liền nhìn thấu Diệp Thần thân phận. Luân hồi chi chủ. Trương Nhược Linh sắc mặt ngay tức thì trở nên có chút kinh ngạc, nàng vẫn luôn biết Diệp Thần thân phận đặc thù, nhưng không biết. Lại cường hãn đến như vậy bước, mặc dù Nam Tiêu Cốc cơ hồ không tham dự ngoại giới sự việc, nhưng là, đồ sát thánh đại hội sự việc nhưng mà mọi người đều biết à. Diệp đại ca, ngươi là luân hồi chi chủ. Diệp thần cũng chẳng muốn giấu giếm nàng, chỉ có thể khẽ gật đầu, sau đó hướng tông chủ cười nói. Tiền bối thật là tinh mắt. Tông chủ cũng không có làm nhiều để ý, ngược lại hướng Trương Nhược Linh đưa tay, nói tin đâu. Ở chỗ này. Trương Nhược Linh nhanh chóng tiến lên một bước đem tin đưa cho thần môn tông chủ. Tông chủ vậy không có chút nào che giấu,
lúc này mở ra giấy viết thư, sắc mặt vậy trở nên có chút khẽ nhúc nhích, lộ ra một phần khó có thể dùng lời diễn tả được bi thương. Ngươi chính là Trương Nhược Linh. Tông chủ con mắt nâng lên, giống như là lợi kiếm vậy, đâm về phía Trương Nhược Linh. Ngạch, ta là... Trương Nhược Linh gật đầu một cái, có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Thần. Nhược Linh, không cần lo lắng, muốn đến tiền bối cùng thần môn dài lão môn chủ cửa không giống nhau. Diệp Thần một lời hai nghĩa nói, thuận tiện cũng đem trước bọn họ hai cái cảnh ngộ lần nữa nói tới. Hừ, ngươi ngược lại là sẽ kết giao tình. Tông chủ có chút khinh miệt liếc một mắt Diệp Thần, không âm không dương nói, ngươi cũng không biết sư phụ ngươi trong thư cũng nói gì không. Trương Nhược Linh lắc đầu, từ sư phụ qua đời sau đó, nàng vẫn luôn cẩn tuân sư phụ hiệu lệnh, không dám tự mình tháo tin, nhưng nếu không phải bởi vì Diệp Thần, chỉ sợ nàng còn không biết năm nào tháng nào mới có thể thấy người nhận thơ. Sư phụ ngươi ở trong thơ để cho thần môn tiếp nhận ngươi nhập môn, trở thành thần môn đệ tử chính thức. Cái gì? Trương Nhược Linh trên mặt lộ ra cổ quái diễn cảm, nàng một mực lấy vi sư phó phong thư này cực kỳ trọng yếu, sẽ là thần môn chí cao pháp bảo, không nghĩ tới lại là chuyện liên quan đến mình. Sư tỷ ta tính ra ngươi sẽ có sanh tử một cái nhân quả, hy vọng có thể do thần môn phò hộ ngươi. Giờ khắc này, nóng bỏng lệ nóng ngay tức thì tràn ngập ở Trương Nhược Linh hốc mắt tới giữa. Tiền bối, vậy ngài có đáp ứng hay không Tề Tưu Nhi tiền bối yêu cầu đâu? Diệp Thần hơi hất cằm lên, có lẽ thần môn tông chủ và năm đó Tề Tưu Nhi tới giữa tình đồng thủ túc, nhưng đã cách nhiều năm, nàng phải chăng sẽ phò hộ nàng sư tỷ đệ tử. Ừ, đó là tự nhiên, đây là sư tỷ ước nguyện, ta tự làm đáp ứng. Tông chủ không có phân nửa do dự, nhìn về phía Trương Nhược Linh vậy tưởng nhớ rõ vẻ mặt, tựa hồ là thông qua nàng nhìn thấy Tề Tưu Nhi vậy. Nhưng mà, ta không muốn lưu ở thần môn. Trương Nhược Linh nhưng kéo Diệp Thần ống tay áo. Ở thần môn mấy ngày nay, nàng tựa hồ đã trải qua trong thế gian tàn khốc nhất chuyện, thần môn âm dương trưởng lão đáng ghét mặt mũi, còn có vậy sáu môn môn chủ chút nào không nói lý thái độ xử sự, cũng để cho nàng nhìn mà sợ. Nhược Linh, Diệp Thần nhìn về phía Trương Nhược Linh, Nam Tiêu Cốc cần ngươi trở nên mạnh mẽ, Lạc Hư Tông đã cho Nam Tiêu Cốc đầy đủ áp lực. Không có ai có thể thay thế người khác trở nên mạnh mẽ, không có người có thể vĩnh viễn giữ vui vẻ không lo. Chẳng qua là một mực có người ở vì ngươi mang nặng đi tới trước. Mà ngươi, vậy chung muốn lớn lên, đi gánh vác trách nhiệm của mình, thực hiện mình sứ mạng, nắm trong tay mình vận mệnh. Trương Nhược Linh trầm mặc, nàng cũng biết mình mới vừa nói là biết bao tự do phóng khoáng. Bọn họ trước khi rời đi, Trương Tiên Kiện muốn nói lại thôi thần sắc, cùng với Trương Tiên Kiện không ngày không đêm tu hành, trên mình không ngừng tăng thêm cái thúng. Hắn cũng bởi vì Nam Tiêu Cốc, mà không phải mình. Thật xin lỗi, tiền bối, là ta tự do phóng khoáng. Tông chủ nhìn xem Trương Nhược Linh, trong con mắt lóe lên, đối với người sư tỷ này tiểu đồ đệ, trong lòng cũng ít nhiều có chút không đành lòng cùng đồng tình, người không cần lo lắng bọn họ, có ta ở đây, bọn họ không dám làm cái gì. Thần môn tông chủ thân thể bỗng nhiên tản mát ra nóng bỏng sáng bóng, môi đỏ mọng khép mở, để cho ta xem ngươi thực lực. Trương Nhược Linh toàn bộ thân hình khó khăn lắm nhất định. Ở nơi này sáng bóng bọc dưới, không cách nào nhúc nhích. Tiền bối. Diệp Thần bàn tay thay đổi, nhìn về phía tông chủ thần sắc, lại dừng lại, nhìn dáng dấp, hẳn là sẽ không đối với Trương Nhược Linh có chút tổn thương. Còn thật cảnh sáu tầng thiên, người thiên phú lực cùng sư tỷ ta cũng coi là truyền thừa vô cùng làm tướng tựa như, khó trách nàng sẽ chọn ngươi. Vậy tông chủ ánh mắt trở nên có chút ôn nhu, phảng phất là nhớ lại trước kia đủ loại. Ngày sau. Ngươi lại kêu ta sư cô đi. Trương Nhược Linh gật đầu một cái, nàng có thể từ mới vừa màn hào quang bên trong, cảm nhận được sư cô đối với nàng sư phó nhớ. Sư cô, thần môn tông chủ cũng không phải là một cái thói quen đem tâm trạng khơi thông ra người, vậy lau ngắn ngủi vẻ ôn nhu thoáng qua rồi biến mất, nhìn về phía Diệp Thần thời điểm đã lại thuộc về liền lạnh như băng. Luân hồi chi chủ, ngươi chuyến này là vì sao? Diệp Thần đem đã mất đi dốc sức thần ấn ngọc bội đưa cho thần môn tông chủ. Tiền bối, ta là muốn biết rõ khối ngọc bội này lai lịch. Tông chủ sắc mặt thấy ngọc bội trong nháy mắt, đổi được nặng nề, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, hết sức phức tạp. Hỗn độn sinh bách linh, âm dương lộ vẻ ngũ hành, sống chết có thần ấn, phi thăng phá bằng sinh. Diệp Thần không rõ ràng hàm nghĩa, nhưng cũng biết tông chủ nhất định là biết cái gì. Không nghĩ tới cái này thần ấn.
cuối cùng là rơi xuống đời trước luân hồi bên trong tay. Ta mới vừa nói, chính là thần môn nhiều lần đảm nhiệm tông chủ nơi đời đời lưu truyền xuống. Ngài là nói, thần ấn ngọc bội là xuất từ thần môn. Thật ra thì, chính xác mà nói, là thần môn thứ nhất đảm nhiệm tông chủ đem thần ấn ngọc bội mang tới thiên nhân vực. Trương Nhược Linh lúc này vậy chớ có lên tiếng, nghiêm túc nghe sư cô giải thích. Các ngươi nếu đã đi qua tế đàn, vậy nhất định đã biết năm đó sư tỷ làm phản lý do. Diệp thần hai người gật đầu một cái, thần môn cùng vạn khư cấu kết chung một chỗ, thiên lý bất dung. Thật ra thì sự thật chân tướng xa so sư tỷ tưởng tượng muốn tàn khốc hơn. Tông chủ sắc mặt đổi được phiền muộn, ứ động tại lòng phẫn uất, ngầm chứa ở nàng thần sắc bên trong. Thần môn thứ nhất đảm nhiệm tông chủ, xuất thân thái thượng thế giới, năm đó bị thái thượng thế giới trục xuất, mà tay cầm thần ấn đi tới thiên nhân vực, vì có thể có một ngày có thể lại trở lại thái thượng thế giới. Nhiều năm như vậy, một mực cùng thái thượng thế giới duy trì nhân thần cộng phẫn kinh tởm giao dịch, hắn không tiếc hết thảy mượn dùng bí pháp, đóng băng mình, chờ đợi trở lại ngày hôm đó. Lại không có chết. Trương Nhược Linh ánh mắt trợn to, thứ nhất đảm nhiệm tông chủ lại vẫn còn sống. Diệp thần kiến thức hiển nhiên muốn phong phú hơn một chút, gặp phải như vậy biến thái cường giả, chỉ có thể là xúc động đối phương thật sự là quá mức ích kỷ. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, thần ấn ngọc bội mất, cho nên hắn ở đóng băng trước, dặn dò nhiều lần đảm nhiệm tông chủ, nhất định phải không tiếc bất kỳ giá nào tìm về thần ấn ngọc bội. Thần ấn ngọc bội rốt cuộc là vì sao uy năng, có thể làm cho hắn như vậy coi trọng. Truyền thuyết, cái này thần ấn ngọc bội có thể đột phá trùng trùng quy tắc những ràng buộc, là thông hướng thái thượng thế giới chìa khóa, có không thể tưởng tượng nổi uy năng, ngoại lệ phi thăng. Diệp thần khiếp sợ nhìn đã biến mất sáng bóng thần ấn ngọc bội, lại là thông hướng thái thượng thế giới chìa khóa. Thần ấn trên ngọc bội mặt đồ đằng, bị thứ nhất đảm nhiệm trưởng môn làm đồ đằng vậy, khác ở chúng ta đệ tử truyền thừa bên trong, cho nên, Nhược Linh ngọc bội mới sẽ ở ngươi xem ra như vậy giống nhau. Diệp thần sáng tỏ, muốn đến thần môn cũng là thông qua như vậy phương thức, muốn tìm được liên quan tới thần ấn ngọc bội đầu mối. Những năm gần đây, ta cũng là một mực bí mật điều tra thần ấn ngọc bội rơi xuống, đích xác có chút phát hiện. Tiền bối cả người tổn thương, chẳng lẽ là vì cái này thần ấn ngọc bội? Tông chủ sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nghiêm túc gật đầu một cái, thần sắc khá là căm tức, thần ấn chuyện dính dấp vô cùng là rộng lớn, xa so với người tưởng tượng phức tạp hơn. Toàn bộ thiên nhân vực bên trong, có mấy phe thế lực cũng đang bí mật thăm dò thần ấn ngọc bội rơi xuống. À! Diệp thần hồ nghi nhìn tông chủ, luân hồi chi chủ năm đó bố trí đem thần ấn ngọc bội giấu được như vậy bí mật, tin tức này là như thế nào tiết lộ đâu? Ngươi không cần nghi ngờ, cái này thần ấn ngọc bội vào năm đó cũng không phải là bí mật, thần ấn ngọc bội xuất hiện thời gian xa so với ngươi tưởng tượng còn phải sớm hơn, đây chính là ta thần môn lập phái căn bản chỗ. Thái thượng thế giới có lẽ không phải tất cả võ tu theo đuổi, nhưng là rất nhiều cường giả hướng tới địa phương, tám đại thiên kiếm, hồng mông cổ pháp, vậy một môn thần thông thần binh không phải bao hàm thái thượng dấu vết. Diệp thần trầm mặc lại, trước Nhâm Phi phàm bạn già, chính là như vậy, bị thái thượng thế giới chân bảo dị thú hấp dẫn, tạo thành mấy chục nghìn năm roi lửa đốt tổn thương. Mọi người đối với thực lực truy đuổi phụng, từ xưa đến nay, chưa bao giờ loãng yếu. Thần môn đối với thần ấn ngọc bội hỏi dò, từ xưa đến nay, đã trùng điệp mấy chục ngàn trở, mơ hồ dò xét đắc chí. Năm đó ngọc bội thần bí đánh rơi sau đó, rơi vào một khối đại năng trong tay, hắn hiệu Triệu liền vực ngoại đứng đầu 81 vị đúc luyện đại sư, mưu toan căn cứ thần ấn ngọc bội, chế tạo ra càng nhiều lấy thần ấn ngọc bội. Bọn họ thành công. Không biết, tông chủ thần sắc hoảng hốt, thần môn trên dưới đã điều tra nhiều năm. Nhưng không biết vậy tụ tập 81 vị đúc luyện đại sư đại năng là thần thánh phương nào, phải chăng thật giống như mong muốn đúc vô số thần ấn. Diệp thần có chút tiếc nuối, thần môn môn chủ hỏi dò lâu như vậy, nhưng cũng không thu hoạch được gì. Bất quá, có một việc có thể khẳng định, toàn bộ thiên nhân vực, không chỉ có một quả thần ấn ngọc bội, còn có một tôn tìm thần cổ bàn. Tìm thần cổ bàn. Diệp thần lộ ra cảm thấy hứng thú con mắt, xe tới trước núi tất có đường. Ừ, năm đó vậy 81 vị đúc luyện đại sư, bị đại năng nơi nhờ, vì phòng ngừa thần ấn ngọc bội lần nữa biến mất, đặc biệt luyện chế tạo cái này tôn tìm thần cổ bàn, nó cùng thần ấn ngọc bội tới giữa có khí linh liên lạc, có thể tìm lẫn nhau. À, đó chính là nói, chẳng những tìm thần cổ bàn có thể tìm được thần ấn ngọc bội vậy có thể tìm được tìm thần cổ mâm.
Diệp Thần con mắt lóe lên, lòng tin mọc tùm. Ngươi không cần cao hứng quá sớm, ngươi cái này thần ấn ngọc bội sáng bóng tiêu tán, không biết là thật là giả. Tông chủ nói giống như một chậu nước lạnh, tưới vào Diệp Thần trên đầu. Thần ấn trong ngọc bội ký thác luân hồi chi chủ lau một cái nguyên vẹn thần niệm, hắn trước trong lúc nguy cấp vận dụng, đưa đến lúc này ngọc bội sáng bóng toàn bộ tiêu tán. Chẳng lẽ là giả? Diệp Thần không thể tưởng tượng nổi nhìn ngọc bội trong tay, trên ngọc bội mặt hoa văn đồ đằng như cũ rõ ràng. Chẳng lẽ đây là vậy 81 vị đúc luyện đại sư chế tạo hàng giả? Nhưng là có thể chịu đựng luân hồi chi chủ lau một cái nguyên vẹn thần niệm, làm sao xem cũng không nên phàm là vật. Ngươi cũng không cần như đưa đám, nói không chừng chỉ là bởi vì không có cách nào thúc giục nó mà thôi, nhưng là muốn chứng minh nó thật giả, cũng có tìm được tìm thần cổ bàn, mượn khí linh tới giữ liên lạc, xem là thật là giả. Diệp Thần gật đầu một cái, nếu đã lấy được nhắc nhở, thuyết minh phương hướng của hắn cũng không có tìm sai. Hoặc là luân hồi chi chủ vốn là bố trí, kịp thời để cho hắn thông qua tìm thần cổ bàn đến tìm đến chân chính thần ấn ngọc bội. Tiền bối, hiệu triệu 81 vị đúc luyện đại sư đại năng không tìm được nhân quả dấu vết, vậy 81 vị đúc luyện đại sư đâu? Bọn họ không thể nào mỗi một cái đều như vậy mắt thần thông trời, xóa bỏ mình nhân quả đi. Bọn họ, tông chủ lộ ra một cái lạnh như băng nụ cười tàn nhẫn. Nghe nói, trong một đêm, tất cả tham dự qua luyện chế tạo đại sư, toàn bộ chết hoặc là biến mất. Đều chết hết. Trương Nhược Linh vậy không tự chủ được há to miệng, những cái kia sống trong lịch sử vĩ đại cao quý tên chữ, vực ngoại đứng đầu luyện chế đại sư là người nào lại có như năng lực này? Là có người cố ý xóa bỏ nhân quả, vậy có lẽ là vì bảo vệ tìm thần cổ bàn và thần ấn ngọc bội, dẫu sao chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Diệp Thần nụ cười lạnh như băng mà không biết làm sao, hắn lớn lên bước chân, đã nghe qua vô số kiện như vậy thảm tuyệt nhân hoàn sự việc, không thể nói thấy thường xuyên, chỉ có thể nói thấy có lạ hay không. Đúng vậy, là có người muốn xóa bỏ hết thảy nhân quả, hoàn toàn chôn hai kiện thần vật rơi xuống. Không thể không nói, bọn họ thành công, nhiều năm như vậy, không chỉ là thần ấn ngọc bội, liền liền tìm thần cổ bàn, vậy không chút nào lộ ra nửa điểm hành tung. Diệp Thần trầm mặc. Dùng mạng người đắp đi ra ngoài bí mật, mang mùi máu tanh chân tướng. Ngươi muốn đi tìm thần cổ bàn, ngươi có biết đoạn đường này hung hiểm, vô số thế lực cũng sẽ đem ngươi coi là cái đinh trong mắt thịt bên trong gai. Ha ha ha, có gì sợ hãi? Diệp Thần cười tùy ý mà liều lĩnh, cùng hắn thế bất lưỡng lập người đã quá nhiều, coi như là hơn nữa một ít cướp đoạt thần ấn, hắn vậy không có vấn đề. Đã như vậy, là cảm ơn đem ngươi Nhược Linh ngàn dặm xa xôi đưa tới, ta có thể truyền cho ngươi một môn thần môn công pháp. Truyền thụ ta công pháp. Diệp Thần mỉm cười lắc đầu một cái, hắn đã có luân hồi chi chủ truyền thừa, còn có Nhâm Phi Phàm bọn họ tinh chuẩn chỉ điểm, càng không muốn cùng thần môn loại này, cam là vạn khư làm chó môn phái nhập bọn, quả quyết lắc đầu. Ngươi không muốn. Diệp Thần lần nữa lắc đầu, vãn bối đã có thích hợp công pháp căn nguyên, không hề rất lưu luyến bọn họ hắn phái. Sư cô, Trương Nhược Linh nhìn thấu tông chủ nổi nóng, Diệp Thần mặc dù không có nói gì nhiều, nhưng là hắn mặt mũi bên trong mơ hồ khinh thường, lại để cho tông chủ có chút tức giận. Bao nhiêu người muốn yêu cầu bái nhập thần môn môn hạ, cũng còn chưa đủ tư cách. Hôm nay thần môn tông chủ tự mình muốn giáo sư Diệp Thần, lại bị hắn trước mặt cự tuyệt. Hừ, vậy ngươi lại tự đi rời đi thôi. Tông chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, tức giận thần sắc. Để cho nàng cả người đều có chút nghiêm nghị. Sư cô, ta được cùng Diệp đại ca cùng đi. Trương Nhược Linh xem Diệp Thần một bộ muốn cáo từ thần sắc, liền vội vàng nói. Nhược Linh, chẳng lẽ ngươi vậy coi thường ta thần môn công pháp thần thông sao? Tông chủ lúc này thật là nổi cơn giận dữ, cái này một cái hai cái, là xem nàng thần môn dễ khi dễ sao? Không đúng không đúng. Trương Nhược Linh khoát tay lia lịa, là như vậy. Trước sư phó thần niệm nói cho ta, nàng năm đó từ thần môn mang theo một kiện thánh vật, hy vọng có thể mượn ngài lực, đem nó tiêu hủy, để tránh nguy hại thế gian. Vậy thánh vật đâu? Tông môn môn chủ nghiêm mặt nói, so với Diệp Thần, nàng càng coi trọng môn phái ổn định cùng hưng suy. Ngạch, sư phụ biểu đạt tương đối mịt mờ, cho nên ta còn không biết là vậy một kiện, cho nên được hồi một chuyến Nam Tiêu Cốc, thuận tiện cùng ca ta nói một tiếng, miễn được hắn không tìm được ta cuống cuồng. Tông chủ lúc này nghe nàng vừa nói như vậy, khẽ vuốt cằm, sự quan trọng đại,
ngươi cần mau sớm tìm về, ta sẽ cùng ngươi hiệp lực đem tiêu hủy. Ngay tại lúc này, Diệp Thần cảm giác được cái gì, diễn cảm khẽ biến. Luân hồi mộ địa ở dị động. Cái này dị động không phải tới từ tại hoang lão. Chẳng lẽ là lại có đại năng muốn vấn thế? Diệp Thần cũng không lo dưới mắt trường hợp, ý thức trực tiếp tiến vào luân hồi mộ địa. Giờ phút này, luân hồi mộ địa bên trong, cuồn cuộn vô tận linh khí từ một khối mộ bia bên trên bay lên ra. Toàn bộ luân hồi mộ địa đổi được đen thui như mực, vô hạn luân hồi quy luật lực, hóa thành từng đạo tia chớp sét đánh, cuồng phong bạo vũ vậy chém ở luân hồi mộ bia bên trên. Gào thét gió lốc lớn ở luân hồi mộ địa bên trong tùy ý lăn lộn, chỉ trích mưa gió tới giữa, lưu chuyển ra vô tận sinh linh hơi thở, vậy hàng tỷ đạo hư không tia chớp đè xuống tầng tầng đạo pháp, làm cho cả luân hồi mộ địa đều có chút nhỏ nhẹ rung động. Khá tốt trước Diệp Thần luyện hóa tuất thổ nguyên phù, nếu không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thật chẳng lẽ có một tôn đại năng mộ bia ra đời? Nháy mắt tức thì, hắn cảm nhận được luân hồi mộ địa bên trên, trong hư không nguyên bản ngang qua xuống tia chớp đã rơi xuống, loang lổ tinh huy, tụ lại thành bất đồng khí linh hình dáng, giống như biển cả chảy xiết như nhau, ở trong hư không cuồng đào loạn trào. Oanh oanh oanh, tất cả khí linh ở cùng trong chốc lát vỡ ra, tản ra chập chờn nhiều vẻ bảy thải thánh quang, như một làn khói chui vào một tòa mộ bia bên trong. Diệp Thần ngừng thở, có chút khẩn trương nhìn cái này mộ bia, ngay sau đó vậy vội vàng nhìn một cái bị xích sắt vây khốn thế gian cấm kỵ mộ bia, phòng ngừa đối phương lại có cái gì không tốt thiện hành vi. Bất quá từ thế gian cấm kỵ sau đó, hắn đối với cái này luân hồi mộ địa bên trong ẩn núp đại năng, nhưng cũng không dám 100% tín nhiệm. Hống! Một tiếng vô cùng là vang dội gầm thét tiếng, từ mộ bia bên trong truyền ra, chợt một đạo thân ảnh đã xuất hiện ở trong hư không. Thân ảnh kia cao lớn nhưng ở trần, hình dáng cùng cổ thất khá là nhất trí. Chẳng lẽ cũng là một vị luyện đúc sư? Diệp Thần trong lòng vui mừng, tông chủ trước mới vừa nói qua vậy đại năng đã từng hiệu triệu liền 81 vị đại sư. Sẽ hay không bởi vì chuyện này dính dấp đại năng ra đời? Ngươi chính là luân hồi chi chủ. Thân hình kia chậm rãi ngưng bữa, ánh mắt nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Diệp Thần, tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Diệp Thần gật đầu một cái, tiền bối là. Hừ, nói ngươi vậy không nhận biết. Đại hán kia tục tằng mà nóng nảy, sắc mặt âm trầm, cũng không phải là một người để cho người gần gũi hình dáng. Vãn bối là không nhận biết, bất quá vãn bối cũng không tốt mỗi lần đều gọi hô ngươi là quang bàng tử tiền bối đi. Đại hán hiển nhiên bị Diệp Thần nghẹn một tí, buồn rầu tiếp tục nói, phong thiên thương. À, nguyên lai là phong tiền bối. Diệp Thần lộ ra vẻ tươi cười, xem tiền bối lối ăn mặc, ngược lại là cùng ta một người bạn khá làm tướng tựa như. Hư ảnh kia đại hán khinh thường qua loa lấy lệ một tiếng, thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không thèm để ý Diệp Thần giải thích. Ta vị bằng hữu kia xuất từ thái thượng thế giới luyện thần tộc, tám đại thiên kiếm trong hoang ma thiên kiếm, cũng là do hắn nghiên chế niết bàn phương pháp sống lại. Ngươi nói tới ai? Phong thiên thương nghe đến chỗ này, mới hơi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Thiên kiếm cũng có thể niết bàn sống lại không? Ta cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, ngươi nên không phải gạt ta đi. Diệp Thần ba ngón tay giơ thiên, vãn bối nói chính là luyện thần tộc cổ thất tiền bối, hắn đối với thần binh lúc đã đến lô hỏa thuần thanh bước. Cổ thất, ngươi nói đúng cổ thất. Phong thiên thương bừng tỉnh hiểu ra, từ thái thượng thế giới đi tới thiên nhân vực luyện thần tộc chỉ có một, đó chính là cổ thất, chỉ bất quá cổ thất hành tung mờ mịt. Hắn cũng không có cơ hội đi trước viếng thăm. Chỉ là, có thể đem một thanh kiếm niết bàn, có thể gặp hắn thực lực. Tiền bối biết cổ tiền bối à? Diệp Thần thở dài, chỉ tiếc, tiền bối đã chết tại thái thượng thế giới trong tay cường giả. Cái gì, giờ khắc này, phong thiên thương diễn cảm cực độ dữ tợn. Thậm chí có chút thất thố. Cổ thất chết. Phong thiên thương lúc này trên mặt lộ ra vẻ thương cảm vẻ. Như vậy trẻ tuổi lại dị bẩm thiên phú luyện chế đại sư, lại lúc này bỏ mạng. Ai, thế gian nhân quả, luôn có như vậy nhiều chúng mục tiêu định trước. Diệp Thần thở dài, nhìn về phía phong thiên thương thần sắc mang yêu sầu, tiền bối có thể cùng cổ tiền bối như nhau. Ta chính là thượng cổ khí linh sư. Phong thiên thương khá là tự hào nói, khí thế của cả người đã đột nhiên dương cao. Thượng cổ khí linh sư. Gặp Diệp Thần thật giống như đối với thượng cổ khí linh sư có chút không đủ như vậy, đại hán kia nhẹ giọng liếc mắt một cái Diệp Thần,
chê nhìn hắn, phảng phất là trách móc hắn kiến thức nông cạn. Ở nơi này võ tu trên thế giới, vũ trụ dị biến, nguyên tố khó hiểu, khí linh bên trên hàm chứa vô thượng năng lượng vật chất, cũng có tinh thần lực bao trùm, thậm chí có khí linh ở nơi này muôn vàn trong năm tháng, đã hình thành linh mệnh thái độ, có thể biến hóa muôn vàn, phơi bày tất cả loại hình thái. Những cái kia khí linh tới giữa lẫn nhau liên lạc, lại nữa dựa vào giác quan, mà là tinh thần chi niệm cảm giác đối phương, không có xa gần trói buộc. Mà trong đó, kinh khủng nhất chính là, vậy thao túng khí linh người, ở trên chiến trường, trong nháy mắt hoảng hốt, đủ để thay đổi đúng cái kết quả. Diệp Thần vội vàng gật đầu, nếu như một cái cường hãn khí linh sư, có thể làm cho đối phương thần binh chân bảo cũng hoặc là quy luật thần khí, ở lúc mấu chốt đổ mâu mặt đối mặt, vậy thật là sẽ có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tiền bối kia, nếu khí linh tới giữa có muôn hình vạn trạng liên hệ, ngài là hay không nghe qua tìm thần cổ bàn? Ngươi nói gì sao? Giờ khắc này, Phong Thiên Thương thần sắc ngay tức thì đổi được nghiêm túc, có chút phòng bị nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần đem thần ấn ngọc bội móc ra, có lẽ ta nói như vậy, tiền bối có phải hay không rõ ràng hơn một chút? Phong Thiên Thương ánh mắt rơi vào thần ấn trên ngọc bội, thần sắc ngưng trệ một cái, mang theo mấy phần bi thiết ai oán. Lại là nó. Đúng đạo hư ảnh dò nửa mình dưới tới, cơ hồ là nhào vào thần ấn ngọc bội trước. Nếu như không phải là bởi vì nó, năm đó, kết quả của chúng ta có lẽ sẽ có không cùng. Tiền bối, ngài chính là tham dự vào năm đó luyện chế thần ấn ngọc bội 81 vị đại sư một trong. Diệp Thần kinh ngạc vui mừng hô, âm lượng cũng không tự chủ tăng cao. Không nghĩ tới ta tỉnh lại sau đó, cũng không thể cùng ngọc bội này thoát khỏi nhân quả. Phong Thiên Thương thần sắc đau thương thê lương, nguyên bản lãnh đạm cô cách thân hình, lúc này lại là dính vào một tầng mịn vẻ lo lắng. Tiền bối, nó nếu là ngài nhân quả, muốn chân tránh thoát khỏi nó, chính là tháo ra sau lưng nó tất cả bí mật. Diệp Thần ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Phong Thiên Thương, tiếp tục truy hỏi nói, tiền bối, đây là thật thần ấn ngọc bội sao? Phong Thiên Thương lắc đầu một cái, nói, năm đó chúng ta 81 người, hợp lực luyện chế ngọc bội. Chế tạo qua thần ấn ngọc bội không dưới vạn cái, chỉ tiếc cũng không có chân chính thần ấn ngọc bội thần thông. Nhưng cũng có ba khối, mang cao nhất uy năng. Nếu là không có tìm thần cổ bàn nơi tay, mắt thường khó mà phân biệt. Ừ, Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, tiền bối kia có biết tìm thần cổ bàn ở nơi nào? Năm đó chúng ta luyện chế thần ấn ngọc bội cùng tìm thần cổ bàn, bản thân hao phí hàng loạt tâm huyết, mỗi cái đều là dáng chống đỡ. Lại không nghĩ rằng ở trong một đêm, chúng ta tất cả người tham dự đều bị tiêu diệt, chỉ có ta và mấy cái bạn già dùng hộ thân chân bảo kéo dài hơi tàn còn sống. Diệp Thần trong lòng buông lỏng một chút, chỉ cần có người còn sống, đó chính là thuyết minh nhất định còn có cơ hội. Vậy một đêm sự tình phát sinh quá mức kinh hoàng, ta cũng không muốn lại nói tới, lúc ấy truy đuổi giết chúng ta cũng không chỉ là một phe thế lực, chúng ta chạy tứ tán thời điểm. Chỉ mang đi tìm thần cổ bàn, mặc cho thần ấn ngọc bội bị bọn họ chia cắt. Không có tìm thần cổ bàn, không có ai biết trong tay mình có phải hay không thần ấn ngọc bội, các vị tiền bối kế giỏi. Diệp Thần nói, cũng chính là vì vậy, mấy phe thế lực tranh đoạt, cho chúng ta chạy trốn đường sống, vì an toàn khởi kiến, chúng ta cuối cùng cũng chia mở chạy thoát thân, cái cuối cùng tiếp xúc tới tìm thần cổ mâm thật ra thì không phải chúng ta 81 cái bất kỳ một người nào, mà là Nho Tổ đệ tử Đạo Vô Cương. Nho Tổ đệ tử. Nho Tổ chính là năm đó hiệu triệu chúng ta 81 người cường giả, đệ tử của hắn chạy tới lúc đó, chúng ta đã sớm bị người đuổi giết giống như chó chết chủ, hắn bị Nho Tổ giao phó, đem tìm thần cổ bàn mang về. Mà chúng ta không có tìm thần cổ bàn, bị chu diệt vậy yếu bớt. Diệp Thần liễu nhiên gật đầu một cái, xem ra bước ngoặt liền Đạo Vô Cương trên người. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị tiếp tục hỏi lúc đó, bên ngoài đột nhiên truyền tới một tiếng giày. Người nào, lại dám xông vào ta thần môn? Quát to một tiếng từ chân trời truyền tới, Diệp Thần thần niệm vậy vội vàng từ luân hồi mộ địa bên trong chiều ly ra. Bọn họ đuổi tới. Thần môn tông chủ sắc mặt đột nhiên lạnh lùng, nhìn về phía Diệp Thần và Trương Nhược Linh ánh mắt đổi được sắc bén. Bọn họ chính là những năm gần đây, cùng ta thần môn như nhau, đều ở đây thăm dò thần ấn ngọc bội tung tích người. Xem ra thần ấn ngọc bội tranh đoạt, so Diệp Thần tưởng tượng càng tiêu lửa đốt. Tiền bối có thể biết Đạo Vô Cương? Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói. Đạo Vô Cương, tông chủ đôi mi thanh tú hơi nhíu lên, tựa hồ có chút ấn tượng, chờ ta đem hai người đánh lui,
lại tới cùng ngươi nói tỉ mỉ. Thần môn ra giữa không trung, bay lên hai cái quang cầu. Một cái huyến tím, một cái xanh thẳm, bên trong mỗi người nổi lơ lửng một bóng người. Nữ màu tím tiên bào tung bay, nam màu xanh da trời đạo bào nhẹ nhàng. Hai người vừa thấy được thần môn tông chủ xuất hiện, lập tức hai tay thi triển pháp quyết, thúc giục hai đạo xanh màu tím thần hồng, liên tục không ngừng đụng vào thần môn bảo vệ đại trận bên trên. Không nghĩ tới các ngươi còn dám tới. Tông chủ trên trường kiếm tản ra nóng bỏng xích long thân hình, khí thế ngập trời từ thần môn trong điện dâng trào ra. À, quen biết nhiều năm, chúng ta vẫn là lần đầu tiên biết, lúc đầu đường đường thần môn tông chủ cũng là hạng người ham sống sợ chết đây. Dám làm nhục ta tông chủ, nhận lấy cái chết. Nóng nảy sáu môn môn chủ, đã sớm bị cái này rộng lớn rung động hấp dẫn tới, lúc này nghe được bọn họ lại ngay trước thần môn chúng đệ tử mặt, làm nhục tông chủ, trong lòng vô tận lửa giận cháy. Trong hư không vung mạnh ra một chuôi to lớn chiến chùy, lấy thế dễ như bỡn đánh về phía liền vậy xanh màu tím trai gái. Tàn phá vô hạn hư không, thanh thế chấn thiên động địa. Hơi thở đậm đà chiến chùy lôi cuốn vô thượng oanh thiên thế, cùng vậy hai luồng xanh ánh sáng màu tím đụng vào nhau, toàn bộ hư không giống như hỏa thiêu vân vậy, lăn lộn. Hừ, chỉ bằng các ngươi. Nam tử kia khinh thường nói, bàn tay lần nữa mới vừa nâng lên, đậm đà hơn xanh thẳng nguyên khí, đã theo vậy ánh sáng kéo dài tới. Sáu vị môn chủ trước cùng Diệp Thần hàm chiến dưới, bị luân hồi chi chủ hư ảnh trọng thương, lúc này chiến chùy oai. Sớm đã không có trước khi bạo lực cùng cường hãn. Rào rào. Một đạo vô cùng là hoa lệ to lớn vảy rồng màn hào quang, mang xích long thần uy, hoành ngăn ở sáu vị môn chủ trước người, thay bọn họ đỡ được nam tử kia tăng thêm nhất kích. Các ngươi không phải hắn đối thủ, đi xuống. Tông chủ sắc mặt lạnh lùng, trở tay đã dùng vảy rồng màn hào quang, đem vậy sáu vị trưởng lão cưỡng ép đẩy cách chiến cuộc. Trưởng lão. Sáu môn chủ thực lực cố nhiên mạnh. Nhưng hai bên giao thủ dưới, đã cảm nhận được một nam một nữ kia thực lực mạnh, chỉ có âm dương trưởng lão vẫn có thể cùng miễn cưỡng chống lại. Bạch trưởng lão trên mặt cũng lộ ra vẻ do dự, như không phải trước cùng Diệp Thần đánh một trận, hao phí to lớn nguyên khí, lúc này cũng có thể có sức đánh một trận. Hắc trưởng lão không nói gì, chắp tay sau lưng nhìn tông chủ vậy quyết nhiên bóng người, trong ánh mắt cũng là tràn đầy lo âu. Sáu môn chủ biết âm dương trưởng lão cũng là không thể ra sức. Lúc này bọn họ coi như là miễn cưỡng tham chiến, cũng bất quá là cho tông chủ quá mức gia tăng gánh vác. Diệp Thần kéo Trương Nhược Linh đứng ở thần môn cửa điện, ánh mắt khẩn trương xem chừng chiến cuộc, liên quan tới đạo vô cương tin tức, cho dù tông chủ không biết, như vậy hai người có biết hay không đâu. Thiên Tà Cung rác rưởi, cũng dám tới ta thần môn quấy rối, liền đừng trở về. Tông chủ trường kiếm bên trong xích long sâu ngày, ích ra đầy trời dáng ngũ sắc. Đồng thời hàm chứa vô hạn kinh khủng quy luật lực. Phách thiên xây đất tiếng rồng ngâm, đột nhiên bay lên không, uy danh vô hạn, dương nanh múa vuốt, phích lôi chụp điện, nhanh mạnh mà hào hùng gào thét đi. Nam kia nữ hộ thân màn hào quang ngay tức thì tan vỡ mở, hai người trong tay vậy hiện lên một chuôi mang xanh tím sáng bóng thần kiếm. Đều là phẩm cấp rất cao quy luật thần khí. Hai đạo kiếm hồng mang ánh sáng sáng chói, nhanh mạnh cực kỳ, vậy ác liệt cực kỳ. Mỗi một đạo kiếm hồng cũng chính xác không có lầm nhắm ngay thần môn tông chủ, ngay chớp mắt đã chém đến trước mặt nàng. Không tốt, sư cô gặp nguy hiểm. Trương Nhược Linh không khỏi được bắt chặt Diệp Thần ống tay áo, thậm chí nhắm hai mắt lại, không dám tiếp tục xem. Không có sao, người sư cô là thần môn tông chủ, có thể so với đám kia thần môn môn chủ mạnh. Diệp Thần lãnh đạm liếc liếc về thần môn đám người môn chủ, trùng hợp hạc môn chủ đang hướng bọn họ nhìn tới. Vội vàng khẽ gật đầu hỏi thăm. Thần môn tông chủ tựa hồ là hồn nhiên không có đem vậy mấy đạo kiếm hồng để ở trong lòng, nàng trường kiếm biến thành gió lốc lớn nước xoáy, đã đủ để cho những cái kia kiếm hồng lệch phương hướng. Bên tai là chấn động bầu trời vang lớn, vô số đạo đỏ màu xanh kiếm hồng, mang ngàn lần lôi uy, cưỡng ép xé vậy gió lốc lớn nước xoáy. Thần môn tông chủ khóe miệng tựa hồ hơi vuốt. Hỏa long nóng bỏng giống như nham thạch nóng chảy giống vậy hơi thở, ngang qua hư không. Hư không, kiếm ảnh mờ mịt, dưới chân mặt đất nứt nẻ. Thương khung, long hành sôi trào, biến dạng mỗi đạo kiếm hồng. Nguyên bản sáng chói xanh ánh sáng tím mang giải tán, gào thét thanh âm biến mất, gầm thét nuốt trời bị vậy xích long cắn nuốt, toàn bộ hư không chỉ như vậy đột nhiên yên lặng xuống,
chỉ còn lại kiếm ảnh dưới xích long long chảo dấu vết, nhất kích nơi nơi đỏ thẫm màn kiếm. Tông chủ vạn tuế! Từng đạo thần môn mọi người truy đuổi nâng tiếng vang lên, đây chính là bọn họ tông chủ, bọn họ thần môn chiến thần. Ngươi dám giết chúng ta! Phụ nữ kia bị cường hãn hỏa long uy đánh tan, nửa nằm trên mặt đất bên trên, sắc mặt có chút sợ hãi, vẫn còn là cảnh trước cổ cứng tiếng nói. Ngươi giết chúng ta chính là cùng thiên tà cung là địch. Cái giá này, ngươi không gánh nổi. Thần môn tông chủ lộ ra lau một cái nụ cười châm chọc, cùng thiên tà cung là địch giá phải trả. Ha ha ha, các ngươi hai cái không khỏi vậy đánh giá quá cao mình đi. Trước khi thế cục mặc dù hỗn loạn, nhưng là thiên tà cung vị kia cũng biết, ta cũng không có tổn thương đạt tới căn nguyên, liền không kịp đợi để cho các ngươi hai cái đi tìm cái chết, các ngươi cho là tại sao? Chàng trai sắc mặt đổi một cái, ân cần nhìn một cái cô gái, đừng giết chúng ta, giữ lại chúng ta đối với ngươi hữu dụng. Nhưng mà ta thần môn, không hề nuôi người nhàn rỗi. Thần môn tông chủ lắc đầu một cái gì thiên tà cung, nàng cho tới bây giờ không có coi ra gì, đối mặt thần ấn ngọc bội, chẳng qua là thế lực khắp nơi cũng duy trì một màn kia lảo đảo muốn ngã thăng bằng mà thôi. Thần ấn, chúng ta biết thần ấn rơi xuống. Ha ha ha. Thần môn môn chủ hết sức lông bông cười một tiếng, chỉ bằng các ngươi sao? Nếu như thiên tà cung thật biết thần ấn rơi xuống, trước còn sẽ cùng ta đánh nhau một trận. Thật chứ, chúng ta thiên tà cung đã lấy được mật báo, mặc dù không phải là thần ấn vị trí chính xác, nhưng là 80% có thể được tìm thần cổ bàn. Trước cung chủ đi chỉ là vì tốt hơn ẩn núp hành động. Hừ, thần môn tông chủ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhưng cũng không muốn để cho bọn họ tiếp tục ở trước mặt mọi người đang nói đạt tới liên quan tới thần ấn sự việc, trực tiếp đem hai người mang nhập thần môn trong điện. Diệp Thần và Trương Nhược Linh cũng là tiến vào trong đó. Diệp Thần lúc này đã sớm không kềm chế được hỏi, tìm thần cổ bàn ở nơi nào. Nam kia nữ lần nữa liếc nhau một cái, tựa hồ là ở lẫn nhau khích lệ, cuối cùng vẫn là nam tử quyết nhiên nói, đạo vô cương. Thần môn tông chủ vẻ mặt có chút quỷ dị nhìn về phía Diệp Thần, danh tự này, nàng vừa mới từ Diệp Thần trong miệng nghe qua. Đạo vô cương. Trong truyền thuyết nho tổ đệ tử, năm đó vậy 81 vị đúc luyện đại sư mất mạng sau đó, tin đồn là nho tổ đệ tử đạo vô cương bọn họ thu thập hài cốt, cuối cùng mang tất cả luyện đúc tàn liệu, ẩn nặc hành tung. Vậy các ngươi thiên tà cung là như thế nào biết được? Thần môn môn chủ nhìn bằng nửa con mắt vừa nói. Tựa hồ đối với bọn họ tin tức nguồn 10 phần nghi ngờ. Thiên tà cung có nhất bí pháp, cung chủ hiến tế 21 võ tu, sử dụng cái này nhất bí pháp. Hiến tế 21 võ tu. Trương Nhược Linh khuôn mặt nhỏ nhắn tái mét, Nam Tiêu Cốc cho tới bây giờ không có phát sinh qua như vậy sự việc, mỗi một vị võ tu đều bị vô cùng là khoan hậu chiếu cố, so với người bình thường hưởng thụ càng nhiều hơn phúc lợi. Ngược lại là vậy phù hợp nàng làm việc quy luật. Không để ý chút nào nhân quả luân hồi. Thần môn tông chủ lạnh như băng hừ nhẹ nói. Thông qua bí pháp tìm được một chút nhân quả dấu vết, cho thấy đạo vô cương cùng tìm thần cổ mâm liên lạc, hơn nữa, tìm được hắn bây giờ chỗ. Hắn ở đâu? Hẳn là thiên nhân vực nơi cực đông, hắn ở nơi đó hoa là cương, vực ngoại mấy vực hắn tự nhiên không có tư cách chấp trưởng, liền tự chế một cái kêu là đông cương vực địa phương, còn tự xưng đông cương vực cao nhất nắm giữ. Hừ. Khó khăn vì các ngươi cung chủ là chúng ta làm đồ cưới. Thần môn tông chủ châm chọc nụ cười lần nữa nâng lên, sau đó liền phân phó thần môn đệ tử, làm vậy hai người uống diệt nguyên đan, nhốt vào địa lao bên trong. Luân hồi chi chủ, ngươi là làm thế nào biết đạo vô cương cái tên này? Diệp Thần khẽ mỉm cười, chỉ có thể tìm một cái cớ nói, đời trước luân hồi chi chủ thần niệm đã từng đề cập tới, ta cũng vừa vặn nghĩ đến luyện đúc nhất mạch, dẫu sao nổi tiếng là số ít. Muốn thử vận khí một chút. Xem ra, người đời này khí vận, thật tốt. Diệp Thần cười cười, không nói gì thêm. Sư cô, vậy ngài cùng chúng ta cùng đi không? Trương Nhược Linh trong lòng biết Diệp Thần đối với cái này thần ấn ngọc bội vô cùng là cố chấp, lần này biết ngọc bội này rơi xuống, không có không đi có khả năng. Ha ha! Thần môn tông chủ nhìn về phía Diệp Thần rõ vẻ mặt lộ ra một nụ cười, cho tới nay ta muốn phải tìm thần ấn ngọc bội. Cũng không phải là muốn mượn nó thần uy, mà là muốn hủy diệt nó, hoàn toàn chặt đứt ta thần môn cùng vạn khư liên lạc. Nếu luân hồi chi chủ cảm thấy hứng thú, ta tự nhiên sẽ không đoạt người nơi yêu, chỉ là, hy vọng các ngươi ván cờ có thể có cuối cùng hạ hết một ngày.
Thần môn tông chủ nói chuyện mịt mờ, Diệp Thần cũng đã rõ ràng, nàng là biết người bố trí, cho dù không hẳn vậy biết rõ, vậy tất nhiên là tiếp xúc qua đời trước luân hồi chi chủ, hoặc là nói, nàng là vạn khư trung thật nhất người chống cự. Cho nên, ta còn sẽ giết tới Thiên Tà Cung, vì ngươi kéo bọn họ cung chủ, nhưng là thời gian có hạn. Còn như Nhược Linh, ta không hy vọng nàng quá nhiều tham dự bố trí, tiếp theo ta thần môn sẽ chiếu cố nàng, trước hết để cho Nhược Linh hồi nàng tới địa phương đi. Đa tạ tiền bối, như vậy thì tốt nhất. Diệp Thần cúi mắt, cái thế giới này thật ra thì không ít người đều ở đây trợ lực luân hồi chi chủ bố trí. Mà hắn là chấp tử người, hắn không thể cũng sẽ không để cho bọn họ thua. Sư cô, Trương Nhược Linh mặc dù không quá rõ ràng sư cô nói là ý gì, nhưng là cũng biết, sư cô là giúp Diệp Thần, lúc này cũng là cảm ơn nhìn sư cô, nhưng nàng nhưng trong lòng thì mơ hồ muốn cùng Diệp Thần. Nhược Linh, nếu như sư tỷ ta ở trên trời có linh, cũng sẽ không muốn cho ngươi tham dự vào như vậy chuyện phức tạp tình bên trong. Luân hồi chi chủ, nếu như Nhược Linh gặp nạn, thần môn lại dọn ra không ra thân, xin ngươi hãy bảo vệ một hai. Đây là tự nhiên, tiền bối yên tâm. Diệp Thần vội vàng đáp ứng, bảo vệ là hắn trẻ sơ sinh không đổi quật cường. Hư không lối đi bên trong, Diệp Thần và Trương Nhược Linh phân biệt. Hắn đi cái gọi là Nam Cương vực, mà Trương Nhược Linh thì trở về cùng anh nàng hội họp. Nhưng rất nhanh, Diệp Thần bước chân dừng lại, bởi vì sau lưng truyền đến Trương Nhược Linh thanh âm. Diệp đại ca, ta muốn đi theo ngươi. Diệp Thần không biết làm sao, nếu đã biết đạo vô cương rơi xuống, hắn chủ ý chính là từ được đi, Trương Nhược Linh trở lại Nam Tiêu Cốc tìm nàng sư phụ để lại cho nàng thần môn thánh vật. Ngươi đáp ứng ban đầu liền đại ca ta, phải chiếu cố ta, không thể để cho ta tự mình một người trở về, vạn nhất ta gặp phải nguy hiểm làm thế nào. Diệp Thần đầu đầy mồ hôi, còn thật cảnh sáu tầng thiên, thật giống như không phải nói gặp nguy hiểm liền có nguy hiểm đi. Nhược Linh, người cũng nhìn thấy Thiên Tà Cung hai người kia, thực lực cường hãn như vậy, coi như là sáu môn chủ cũng không phải bọn họ đối thủ, chuyến này chuyện liên quan đến thần ấn ngọc bội, không phải chuyện nhỏ, hở một tí dính dấp sống chết. Diệp đại ca, ta biết, đoạn đường này, ta thấy nghe được, cũng không còn là thiên nhân vực, mà là dính dấp đến thái thượng thế giới. Ta đã sớm dính liền thái thượng thế giới nhân quả, đã không phải là ta muốn rời khỏi là có thể rời đi. Hơn nữa, ta mơ hồ cảm thấy, Đông Cương vực cùng ta có chút nhân quả. Cái này là phụ nữ trực giác, ta cũng không biết tại sao. Diệp Thần chăm chú nhìn Trương Nhược Linh mặt đẹp, còn như Trương Nhược Linh tìm mượn cớ, hắn tự nhiên không tin. Nhược Linh, người bây giờ biết muốn vượt qua xa đại ca ngươi, như Đông Cương vực thật có ngươi nhân quả, vậy tương lai Nam Tiêu Cốc. Đem ngươi giàu có không thể đẩy trách nhiệm. Trương Nhược Linh gật đầu một cái, ta biết, năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều, nhưng ta không thể vĩnh viễn giúp lại ca ca ta sau lưng, làm cái đó chỉ sẽ gây phiền toái người, Lạc Hư Tông sự việc, ta không muốn nặng hơn diễn. Lời đã nói đến nơi này, Diệp Thần cũng không tốt nói gì nữa, chỉ có thể nói, được. Vậy Đông Cương vực chuyến này, chúng ta cùng đi, có vấn đề gì, liền núp ở ta sau lưng. Trương Nhược Linh gật đầu một cái, nhìn về phía Diệp Thần thần sắc, mang theo một chút ỉ lại ấm áp. Lâu ngày, nàng ngược lại có chút thói quen ở lá bên cạnh đại ca. Một ngày sau, xanh tươi tốt rừng rậm, che Diệp Thần và Trương Nhược Linh phải đi phương hướng. Hai vị là muốn đi Đông Cương vực. Một người vô cùng nhỏ tạp thành phố đang chiếm cứ ở phía trước đi Đông Cương vực đường phải đi qua trên. Trương Nhược Linh đã sớm đổi lại đạo bào. Nguyên bản tán lạc mái tóc vậy chiếm cứ lên, giống nhau một bộ nữ võ tu hình dáng. Diệp Thần giống nhau như đúc khiêm tốn lối ăn mặc, lúc này trên đầu mang một chuôi nón lá, nhìn về phía nói chuyện người nọ, nói, đúng vậy, chúng ta muốn đi Đông Cương vực, thay gia chủ đưa một phong thơ. Vậy các ngươi sẽ phải không công mà về rồi. Vậy táy máy dị thú mua bán tán tu, lộ ra một cái các ngươi tới uổng một trận diễn cảm. Huynh đệ vì sao nói như vậy? Diệp Thần vừa nói, một bên đã nhét một quả tự mình luyện chế phẩm cấp không cao đan dược đi qua. Người nọ xem lại có chỗ tốt cầm, lúc này trên mặt cũng là lộ ra lau một cái hàm cười. Xem ra các ngươi và trước mặt mấy đợt người như nhau không biết Đông Cương vực quy củ, cái này Đông Cương vực ra vào vô cùng là nghiêm ngặt, độc môn độc phái chọn đời xếp bên ngoài, nếu như các ngươi không có trời xanh văn ấn, liền chọn đời không được bước vào. Trời xanh văn ấn. Đúng vậy. Các ngươi hẳn không biết,
Tin đồn Đông Cương vực bên trong có vô số chân bảo, ta ở nơi này tạp thành phố vậy lưu chuyển nhiều lần, đụng gặp qua mấy lần Đông Cương vực người, không nói cái khác, chỉ là vậy thần binh dị thú đi, tuyệt đối nhất đẳng một. Chiếu ngài nói như vậy, chẳng phải là rất nhiều người cũng muốn đi vào. Vậy khẳng định, người nọ lộ ra hoảng sợ mặt mũi, nhưng là không có ai thành công qua, nếu như ngươi chỉ là đơn thuần muốn đi vào Đông Cương vực, như vậy thông qua trời xanh văn ấn trắc nghiệm là được, nếu như không có có thể tự đi trở lại. Nhưng là nếu như ngươi dùng những phương pháp khác, ví dụ như tay của người kia chỉ hướng cách đó không xa rừng rậm, thanh âm đổi được cực thấp. Nếu như ngươi muốn tự đi xuyên thấu cánh rừng kia lẻn vào, chỉ có một con đường chết. Đã nhiều năm như vậy, tất cả lẻn vào rừng rậm người cũng chết không có chỗ chôn, dù là thái chân cảnh. Diệp Thần liễu nhiên gật đầu một cái, xem ra muốn tiến vào Đông Cương vực, nhất định phải nghĩ biện pháp ngụy tạo trời xanh văn ấn, ngay sau đó lại nhét một viên thuốc cho đối phương, liền dẫn Trương Nhược Linh rời đi. Hai tiếng sau đó, cực kỳ nồng đậm rừng rậm ra, Diệp Thần và Trương Nhược Linh đứng ở một nơi tương đối bí ẩn khu vực, hai người trên mặt cũng toát ra một chút tiêu lửa đốt, trời xanh văn ấn, bọn họ liền gặp cũng không có gặp qua, như thế nào có thể ngụy tạo. Trời xanh văn ấn mà thôi, có cái gì khó đâu. Ngay tại lúc này, một đạo hơi có vẻ khinh bỉ thanh âm ở luân hồi mộ địa bên trong vang lên, Diệp Thần nghe được cái thanh âm này, lộ ra vẻ mừng rỡ thái độ, là Phong Thiên Thương. Tiền bối ngài có biện pháp. Phong Thiên Thương người to con hình dáng, mặt mũi giống như là đao khắc dìu đục vậy sắc bén, có chút nhìn bằng nửa con mắt trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong, đạo vô cương cùng ta cũng coi là đã từng nhiều năm bạn già, hắn một ít thói quen ta vẫn là sờ được đi lên. Quá tốt, tiền bối, ta nên làm như thế nào? Diệp Thần vui tại bày tỏ, có lẽ cái này luân hồi mộ địa bên trong các vị đại năng, cũng không phải là vô duyên vô cớ bị khóa nhập cái này nghĩa địa bên trong, nhân quả trong đó hơn phân nửa cùng luân hồi chi chủ có liên quan. Ngươi cao hứng cái gì? Ta lại chưa nói muốn giúp ngươi. Phong Thiên Thương phiết liễu phiết ánh mắt, một bộ không muốn thấy được Diệp Thần hình dáng, ngạo kiều thái độ cầm nặn được vừa đúng lúc. Tiền bối, hôm nay ngài cũng coi là sống nhờ ở luân hồi mộ địa bên trong, chúng ta cũng có nhân quả cơ duyên phúc báo. Hừ! Ta giúp ngươi đối với ta có ích lợi gì? Diệp Thần hạng thông minh, lời vừa nói ra, đã biết cái này luân hồi đại năng nhất định là có chuyện muốn nhờ. Tiền bối như là để phân phó, cứ nói đừng ngại. Phong Thiên Thương cũng không có từ chối, chuyện năm đó, chúng ta 81 người cơ hồ cùng trong chốc lát bị ám sát, rất nhiều bạn già chết, mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng thủy chung như nghẹn ở cổ họng. Tiền bối là muốn cho ta đi trước dò xét một hai. Phong Thiên Thương gật đầu một cái, ngươi còn có chút thực lực, có lẽ ngươi có thể tra ra năm đó chúng ta bị diệt khẩu nguyên nhân thực sự. Diệp Thần tạm thời tới giữa cũng không rõ ràng cái này vị tiền bối là đang khen mình vẫn là khinh bỉ mình. Nhìn ra Diệp Thần do dự, Phong Thiên Thương nói lần nữa, ngươi phải biết, ta là thế gian duy nhất biết như thế nào ngụy tạo trời xanh văn ấn người, không có ta giúp ngươi, ngươi không vào được Đông Cương vực. Hơn nữa, đi dò xét diệt khẩu nguyên nhân. Cùng bản thân ngươi mục cũng không gánh cách, có thể làm cho ngươi rõ ràng hơn nhân quả trong đó. Không thể không nói, Phong Thiên Thương bản thân trao đổi đối với Diệp Thần mà nói không hề cảm mạo, nhưng là rõ ràng cái này thần ấn ngọc bội sau lưng nhân quả dấu vết lại để cho Diệp Thần cảm thấy hứng thú vô cùng. Trong này thái thượng dấu vết, có lẽ là luân hồi chi chủ muốn hắn hiểu một phần chia. Được, ta đáp ứng ngươi. Diệp Thần quả quyết nói, đại trượng phu làm việc quả cảm lưu loát. Liền ở chỗ này, ngươi lập tức lên đường. Phong Thiên Thương bàn tay một chút, ở Diệp Thần ấn đường hóa là một đạo vô cùng là đen thui chùm ánh sáng, đã xuyên qua vào hắn thức hải bên trong. Đó là một mảnh đất địa điểm, Diệp Thần thậm chí đã cảm nhận được nơi đó sâu xa không nghỉ tràn lan linh khí. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi thăm dò đến bí mật, ta nhất định giúp ngươi ngụy tạo văn ấn, mang ngươi lẫn vào Đông Cương vực. Diệp Thần gật đầu một cái. Thần thức đã trở lại thân thể bên trong. Nhược Linh, đi. Hai người giống như lưu quang vậy, một cước bước vào hư không, chạy về phía Phong Thiên Thương chỉ chi địa. Đây là địa phương nào? Cái này mảnh xứ sở vô cùng là thâm thúy, là một phiến mênh mông mà kỳ dị rừng rậm. Nơi này cây cối cũng phơi bày ra mặc lam sắc, tản ra quỷ dị linh quang, nhìn về nơi xa đi, đúng phiến trùng điệp rừng rậm cũng tản ra giống như. Đại dương vậy tia sáng kỳ dị.
Chỉ là như vậy linh khí răng đầy địa phương, lại không có từng tia tiếng vang, bốn phía yên bình không tiếng động, lại để cho người rợn cả tóc gáy. Diệp Thần khẽ lắc đầu một cái, tỏ ý Trương Nhược Linh đi theo phía sau mình. Ở nơi này dạng một phiến u lan cây trong rừng, Diệp Thần cẩn thận ngắm bốn phía, rất là cảnh giác. Hắn cũng không có tùy tiện bước vào, cái này mấy chục ngàn năm tới giữa, gần như 81 vị đại năng đất chôn xương, sẽ có như thế nào nguy hiểm không thể dự liệu. Thấy Diệp Thần diễn cảm ngưng trọng, Trương Nhược Linh cũng không dám thở mạnh một tí, liền giúp cổ đi theo Diệp Thần sau lưng. Ở nơi đó, Phong Thiên Thương đã sớm ở luân hồi mộ địa bên trong mô tả ra toàn bộ u lan rừng rậm cảnh tượng, ánh sáng tụ điểm chỗ, chính là những cái kia đại năng hải cốt chỗ. Diệp Thần gật đầu một cái, lau một cái tuất đất nguyên khí đã dẫn đầu giống như du ti vậy, bí mật đi đi. Bốn phía không gian nhưng bởi vì cái này tuất đất nguyên khí xâm lược đổi được vặn vẹo, đúng cánh rừng diện tích thật giống như lập tức làm lớn ra, mỗi một cái cây cối tới giữa khoảng cách, lại đổi được vô cùng xa xôi. Có người bày ra không gian ảo trận. Phong Thiên Thương nhướng mày một cái, rồi sau đó chợt lại bật cười, Diệp Thần, phá vỡ ảo trận, người sau lưng này, nhất định cùng chuyện năm đó có liên quan. Diệp Thần gật đầu, cái này cắm rễ tại sâm trong rừng không gian ảo trận, cần đối không gian đại trận đặc biệt tinh thông, mới có thể có biện pháp phá giải. Hắn cũng không có dự định chuyên tâm cảm ngộ tâm trận, chỉ có thể lấy lực phá trận. Tầng 5 hủy diệt đạo ấn sáng lạng ra từng đạo hủy diệt dấu vết, giống như hòa hợp yêu sương mù như nhau, càng ngày càng nồng đậm, tạo thành từng đạo sóng âm, không tiếng động phô triển ra. Trong chốc lát, bốn phía cây cối toàn bộ chập chờn, lá cây lại là vang xào xạc, lại là phun ra màu u lam sương mù. Ngay sau đó, nồng đậm xanh thấm tràn đầy sương mù, bao phủ cái này đang cánh rừng. Mặt đất bắt đầu sáng lên, phía trên cành khô bắt đầu mãnh liệt lay động. Lại hối tụ tập với nhau, ngưng hình là một cái to lớn lá khô dị thú. Trong trận trận, Diệp Thần lấy làm kinh hãi, hắn không nghĩ tới tại không gian ảo trận bên trong, lại có người còn có thể bày một đạo cao thâm hơn dị thú lồng giam trận. Hủy diệt đạo ấn hàm chứa vô cùng hủy diệt nguyên khí, ung ung đụng vào cái này dị thú trên mình. Rào 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 rào, vô số lá rơi bị tiếng này sóng chấn động rơi xuống đất, thế nhưng chút lá rơi còn không cùng Diệp Thần kịp phản ứng. Đã lại lần nữa trở lại dị thú trên mình. Không phải là loài người, cũng sẽ không bị thương. Vốn là lá khô tạo thành, rơi xuống tự nhiên có thể lại tụ lại. Diệp đại ca, ta có thể dùng băng xương lực, đem trên đất lá cây đông đứng lên. Trương Nhược Linh giống như mũi hừ anh thanh âm, thận trọng nói. Diệp Thần gật đầu, một vật khác một vật, có thể hết sức cố gắng để cho Trương Nhược Linh thử một lần. Nếu như bất hạnh, hắn liền mượn Nhan Tuyền Nhi lực lượng. Đem cái này đống lá cây một cây đút đốt. Hàn băng súng. Trương Nhược Linh quanh thân phun trào ra băng xương quy luật, thân thể phi đạn ra, cả người đã hiện ra gào thét thế, vô cùng hàn lạnh băng xương nguyên khí từ nàng trên mình lưu chuyển đi ra, trước nhất tiếp xúc tới nàng rừng rậm sương mù, vậy ở một chớp mắt kia dịch hóa, hóa là chấm giọt nước rơi trên mặt đất áo quần bên trên. Vô cùng hung ác hàn băng súng thô bạo bại lộ, đem vậy dị thú lá rụng trên người hoàn toàn cố hóa. Thành. Trương Nhược Linh kinh ngạc vui mừng nhìn đã đặt lên một tầng băng xương lá khô dị thú, trong lòng đại hỉ, cất bước liền dự định tiến lên tra xem, không nghĩ tới cái này dị thú chỉ là không có hắn đồng hồ à. Chú ý! Diệp Thần khẩn trương thanh âm dồn dập từ sau lưng nàng truyền tới, là lúc đã chậm, vậy dị thú nhập vào người băng xương giống như khôi giáp như nhau vỡ ra, mỗi một khối băng giáp mục tiêu nhắm thẳng vào Trương Nhược Linh. Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng. Hồn thể đổi thành, phần huyết quyết thi triển đến mức tận cùng, cuồng bạo sát kiếm đã điên cuồng bốc cháy, hung hãn đụng vào vậy lá khô dị thú bên trên. Trương Nhược Linh thân thể lúc này lại bị vậy tung tóe mà đến băng giáp đánh trúng ngực, nguyên bản đơn giản võ tu áo, ngay tức thì thấm ướt máu đỏ tươi. Phá cho ta! Diệp Thần thân hình động một cái, đem Trương Nhược Linh an rộng trên mặt đất, trong tay sát kiếm vạch ra một đạo kiếm quang chém ra, tầng tầng kiếm ý bộc phát ra. Trong một cái chớp mắt này, Diệp Thần phát huy sát kiếm toàn bộ lực lượng, oanh triệt phân tiêu cường hãn hủy diệt lực, bạo ngược ra. Không khí bốn phía, ở nơi này một tí sau đó ngay tức thì ngưng trệ một cái, giống như vạn vật lâm vào vũng bùn bên trong, liền liền lá khô dị thú hành động cũng thay đổi được vô cùng là chậm chạp, nó tựa hồ là bị từng đạo màu đen đạo nguyên vây khốn, không cách nào thoát thân. Bành! Hắc ám nguyên phù lực lượng,
thấm vào đến sát kiếm bên trong, mà vậy trói buộc ở lá khô dị thú màu đen lực lượng, vậy giống vậy đến từ hắc ám nguyên phù. Vô cùng bền bỉ, không ngừng chiếm đoạt dị thú ở giữa vậy một món đạo vết, trong một cái chớp mắt này uy lực có thể so với thái chân cảnh. Cực hạn ràng buộc, cuối cùng chính là oanh thiên diệt đất hủy diệt. Lá khô dị thú bị Diệp Thần cường hãn thần uy có hạn chế, trong cơ thể cuồng bạo uy năng không cách nào phóng thích, bị buộc tự bảo. Đúng phiến xanh thấm rừng rậm, bị cái này chấn thiên hỏa trụ tử nơi cháy, vô số lá khô cây cối vậy tiếp liền lửa đốt thiêu cháy. Trương Nhược Linh hai tay kết ấn, cố nén yếu ớt trạng thái, bàn tay hung hãn đánh vào trên mặt đất. Từng đạo băng xương hơi thở, từ bốn phương tám hướng bọc lại cháy khu vực. Nhược Linh. Diệp Thần vội vàng quay đầu, nhìn về phía Trương Nhược Linh, lẩm bẩm nói, thật là cô gái khờ, ta có chính là biện pháp tiêu diệt điểm này ngọn lửa à. Trương Như Linh hư yếu răng môi khẽ nhúc nhích, ta tổng không thể một mực núp ở Diệp đại ca sau lưng, ta cũng ở trưởng thành à. Tiểu nha đầu trên mặt còn lộ ra một vẻ điềm tĩnh nụ cười, từ bây giờ về sau, nàng không chỉ là Nam Tiêu Cốc đại tiểu thư, nàng vẫn là một cái mới có thể bảo vệ được người khác tồn tại. Người, không thể bởi vì bị che chở liền cam tâm một mực mềm yếu. Trở nên mạnh mẽ, lại nữa chỉ là ca ca một người nguyện vọng, cũng là nàng Trương Nhược Linh nguyện vọng. Diệp Thần lộ vẻ xúc động, chung đụng mấy ngày nay, hắn nhìn tận mắt cái này đơn thuần ngây thơ đại tiểu thư đang không ngừng trưởng thành. Có lẽ nàng đã từng bởi vì sợ hãi trở lui xúc, nhưng hôm nay, nàng cũng đã bền bỉ mà dũng cảm, nàng đem có càng sáng chói tương lai. Ngươi trưởng thành, Diệp đại ca thấy được. Diệp Thần vừa nói, bát quái thiên đan thuật đã từ từ thi triển, là Trương Nhược Linh khôi phục thương thế. Ồ, luân hồi mộ địa bên trong phong thiên thương lúc này lại làm như có thật phát ra một tiếng nghi vấn. Tiền bối, có vấn đề gì không? Chẳng lẽ mới vừa lá khô dị thú có độc? Diệp Thần liền vội vàng hỏi nói, hắn mới vừa rõ ràng cẩn thận dò xét qua, cái này xanh thẫm rừng rậm nhìn như quỷ bí, nhưng cũng không có bất kỳ khói độc. Không phải, nàng huyết mạch, rất kỳ quái. Huyết mạch, Diệp Thần cũng không có cảm thấy huyết mạch có bao nhiêu ly kỳ, nghe được phong thiên thương mà nói, cũng là đầu óc mơ hồ. Ngươi dùng linh khí bọc lại con bé này tay. Phong thiên thương trong giọng nói cất giấu một chút không thể tưởng tượng nổi dồn dập. Diệp Thần liền vội vàng gật đầu, linh khí hóa hình ra, bọc lại Trương Nhược Linh bàn tay. Ha ha ha, thật là ông trời mở mắt, được tới toàn không uổng thời gian. Phong thiên thương giữa không trung hư ảnh lộ ra 10 phần thỏa mãn mỉm cười. Tiền bối, chuyện gì như vậy thoải mái? Diệp Thần cúi đầu nhìn xem giống vậy một mặt mê hoặc Trương Nhược Linh, không nhịn được hỏi hướng phong thiên thương. Hừ, tiểu tử, coi là ngươi có phúc. Ta trước nói toàn bộ thế gian chỉ có ta có thể ngụy tạo trời xanh văn ấn, lời này cũng không có gạt ngươi, chỉ là, muốn chân tránh ngụy tạo vô cùng là chính xác văn ấn, nhất định phải có một vị chân chính trời xanh văn ấn người đi cùng, mà ta sẽ lợi dụng khí linh oai, đem hai cái văn ấn điêu khắc thành giống nhau như đúc, như vậy ngươi liền có thể thuận lợi tiến vào Đông Cương vực. Diệp Thần lúc này không khỏi trong lòng ngầm mắng, cái này luân hồi đại năng gian hoạt vô cùng, căn bản không có thể 100% trợ giúp mình ngụy tạo văn ấn. Nhưng lại lấy này là điều kiện để cho mình đáp ứng tìm 81 vị việc lớn rơi xuống bí mật. Hắn tâm tư thâm trầm khó dò. Nhìn thấu Diệp Thần lửa giận, phong thiên thương nhưng là một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng điệu, ta cũng không có lửa gạt ngươi, coi như con bé này không phải trời sinh văn ấn, ta cũng có biện pháp vì ngươi tìm một cái trời xanh văn ấn người. Diệp Thần không nói gì nữa, như vậy một cái lão gian cự hoạt đại năng, để cho người chân thực không nói. Cho. Đây là ta nhiều năm qua như vậy nghiên cứu chế tạo băng vết áo lụa phương pháp luyện chế, ngươi chỉ cần góp ra vật liệu, liền có thể chiếu cái phương pháp này luyện chế một kiện cực phẩm hộ thể thần thông cho con bé này. Phong thiên thương hai tay tới giữa trôi lơ lửng ra một trang màu vàng kim trang sách, tản ra vô cùng là chói mắt màu vàng kim sáng bóng. Băng vết áo lụa. Diệp Thần nhận lấy, ngay sau đó xem là nguyên liệu đạt tới phương pháp luyện chế, không khỏi được xúc động, đây thật là một kiện thần vật. Nếu như trước Trương Nhược Linh ăn mặc này y, liền nhất định sẽ không bị thương. Xem ra có cơ hội, hắn nhất định phải là Trương Nhược Linh luyện chế một kiện, thành tựu hộ thể phòng ngự vật. Tiền bối yên tâm, vãn bối nếu đã tới đây, cũng sẽ không nuốt lời. Diệp Thần hơi hơi hí mắt, nhìn về phong thiên thương ánh mắt đã tràn đầy cảnh kỳ, chỉ là tiền bối, ta hy vọng chỉ lần này một lần.
Phong Thiên Thương dĩ nhiên là rõ ràng Diệp Thần ý, được. Diệp đại ca, ta không sao, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Trương Nhược Linh thanh âm vang lên, yếu ớt trạng thái, ở nơi này Hồng Mông cổ pháp sửa đổi dưới, đã khôi phục hơn nửa. Xa xa một đạo cuồng dã gió, hướng bọn họ hai người cuốn tới. Bình bịch bịch, nặng nề thanh âm từ đàng xa truyền tới, quả thực để cho nhân tâm miệng có tim hồi hộp cảm giác. Đây là thanh âm gì? Không gian ảo trận đem nơi này vây khốn liền nhiều năm như vậy, vốn là gió cắt quy luật phần lớn đều bị trận pháp khó khăn, hôm nay chúng ta cầm trận pháp cùng với lá khô dị thú cũng kích phá, gió cắt tụ tập trung một chỗ, tự nhiên sẽ tạo thành như vậy thần uy. Trương Nhược Linh gật đầu một cái, vậy mộ bia, chính là Thiên Tà Cung hai người nói sao? Hẳn là, từng ngọn sắp hàng vô cùng là chỉnh tề mộ bia, bị an trí ở nơi này xanh thẫm rừng rậm chỗ sâu. Loáng thoáng còn có thể thấy trước luyện chế đạo lò nhất kích nghỉ ngơi cung điện dấu vết. Nếu như Thiên Tà Cung bí pháp không có sai, mộ bia là đạo vô cương xây dựng, vậy cung điện cũng là hắn hủy sao? Có lẽ là, có lẽ không phải, có lẽ hắn chạy đến thời điểm, đã phá hủy, có lẽ là hắn hạ lệnh hủy, đã không thấy dấu vết có thể tìm ra. Diệp Thần suy đoán nói, ở Phong Thiên Thương trong miệng, đạo vô cương là hắn bạn già, nho tổ đệ tử. Nhưng là ở Thiên Tà Cung xem bói bên trong, tìm thần cổ bàn chỉ cho thấy hắn một người dấu vết, thành tựu nho tổ đệ tử nhưng tự lập Đông Cương vực vương. Hành vi quỷ bí vô thường, không giống như là bề ngoài thân phận như vậy đơn giản. Diệp đại ca, nơi này tổng cộng 81 tòa mộ bia, sư cô nói quả nhiên không sai, tất cả tham dự luyện chế đại sư toàn bộ mất mạng ở chỗ này. Diệp Thần nhưng nhẹ nhàng nhíu mày một cái, nếu như dựa theo Phong Thiên Thương nói chuyện, là có mấy người chạy trốn, cùng người nơi này đếm không giống số. Ừ, Diệp Thần lục đạo luân hồi mệnh bàn từ trong tay nổi lên, từng đạo luân hồi dấu vết từ mộ bia bên trong sôi trào ra. Làm sao chỉ có 80 đạo dấu vết? Trương Nhược Linh một đạo đếm, nhưng phát hiện có một đạo mộ bia bên trong không có chút nào luân hồi dấu vết, vậy phía trên mộ bia bất ngờ viết ba chữ Phong Thiên Thương. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Thần thời gian đầu tiên đã đem tin tức cho biết liền luân hồi mộ địa bên trong Phong Thiên Thương. Không thể nào, năm đó có mấy vị bạn già, là ta nhìn tận mắt bọn họ an toàn rời đi. Phong Thiên Thương rõ vẻ mặt lạnh lùng mà sợ hãi, năm đó chạy trốn cả đêm mạc mạc cảnh tượng, hắn lần nữa nhớ lại ở trước mắt. Nếu như bọn họ chạy trốn thành công, hiện tại lại xuất hiện ở nơi này, hành tung của bọn họ, người nói với ai? Diệp Thần thanh âm lạnh như băng. Tựa hồ là đánh tan Phong Thiên Thương còn sót lại lý trí. Không thể nào, không thể nào. Hắn liên miên giống to, toàn bộ luân hồi mộ địa ở hắn gào thét dưới, lại mơ hồ có chút đung đưa. Hừ, có cái gì không thể nào. Một mực không lên tiếng Hoang Lão thanh âm đột nhiên vang lên, mang một chút giễu cợt và khinh thường. Diệp Thần ánh mắt bóng mát nhìn về phía xích sắt kia xích sao giam cầm mộ bia, không nghĩ tới cái này thế gian cấm kỵ lại còn dám ló đầu. Là đạo vô cương đúng không? Chỉ là lúc này Diệp Thần cũng không bận tâm thế nào Hoang Lão, chỉ là đầy áp cảnh cáo nhìn một cái, rồi sau đó nhìn về phía Phong Thiên Thương. Ngươi làm thế nào biết? Phong Thiên Thương lộ ra vẻ khổ sở, thế nào lại là hắn đây? Nho tổ còn có thể đủ tụ tập 81 vị đại sư thần uy, còn đối với cái này 81 vị đại sư nhất là hiểu chắc hẳn chính là đạo vô cương, thành tựu nho tổ đệ tử. Có lẽ hắn rất sớm đối với các ngươi mỗi một người đều đã rất quen thuộc. Có ai, có thể trong một đêm tìm được các ngươi tất cả người? Có ai, có thể quen thuộc đến xem các ngươi như vậy khí linh đại sư đều không cách nào ngăn trở? Chỉ có, cái gọi là người mình. Phong Thiên Thương sắc mặt tụ đổi, hắn cảm nhận được tự thân máu kịch liệt dòng nước chảy, ngực khó chịu. Bất quá, như ngươi mà nói, hắn là người bạn già, cho nên 81 vị đại sư. Cũng chỉ có 80 đạo luân hồi dấu vết, hắn bỏ qua ngươi. Phong Thiên Thương sắc mặt tái xanh âm lãnh, quay đầu nhìn về phía phương xa, ta muốn tận mặt hỏi một chút tại sao. Một cổ cuồng bạo huyết khí lực phun trào, giống như đang phun núi lửa, hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra. Là ai, dám quấy rầy đám người khí linh đại sư an nghỉ. Một đạo vô cùng là thanh âm bén nhọn vang lên, màu đỏ như máu hơi thở bọc lại hắn quanh thân. Diệp Thần trong mắt sâu thẳm đứng lên, không nghĩ tới vẫn còn có người trấn thủ một phe này nghĩa địa, chẳng lẽ nói, nơi này còn có ẩn giấu bí mật gì?
Người nọ hai tròng mắt xuất hiện dựng ngược ngọn lửa, không có chút nào rông dài, trực tiếp hai bánh huyết khí nước xoáy, dễ như bỡn sôi trào hướng Diệp Thần. Một kích này, đủ để chu diệt bất kỳ thái chân cảnh xuống tồn tại. Một tích tắc này, Trương Nhược Linh cũng cảm giác là bị một đầu thái cổ thần thú theo dõi, sống lưng một hồi hàn lạnh. Xoát! Diệp Thần con người đông lại một cái, hồn thể vòng vo một chút, ngang qua ra sát kiếm, đụng vào máu kia luồng khí xoáy qua bên trong, lại sinh ra mấy phần thiên chuyển. Người kia khí mạch lực, lại cường hãn như vậy. Hồng Mông đại tinh không, cho ta trấn áp. Ngàn cân treo sợi tóc để gặp, Diệp Thần hơi thở bùng nổ, vung tay lên, một phiến rộng lớn tinh không sáng chói, nhất thời nổi lên, che khuất bầu trời, đem máu kia người tâm phúc ảnh vây quanh bao phủ xuống. Mảnh tinh không này, nhấp nhô vô tận hồng mông cổ khí, có từng hạt tròn ngôi sao to lớn, yên tĩnh lơ lửng. Nhìn kỹ lại, lúc đầu viên kia viên tinh cầu khổng lồ, lại là in hồng mông cổ pháp phù triệt, vô tận hồng mông thiên uy trấn áp, làm người ta rung động. Đỏ tươi bóng người hơi thở thấy một màn này lại đột nhiên biến hóa, cả người huyết khí lực lập tức bùng nổ, dung nham phóng lên cao, hóa là một đạo vạn trượng hỏa thú, đáp xuống. Hắn lại có thể chống cự hồng mông lớn tinh không áp chế, điều này không khỏi làm Diệp Thần trong lòng căng thẳng. Đầu kia vạn trượng hỏa thú đánh tới, cùng hồng mông đại tinh không đụng vào nhau, hồng mông lớn trong tinh không phù triện tinh thần, ngay tức thì không cách nào chịu đựng như vậy hào hùng huyết khí lực, rối rít tán loạn. Máu rồng nuốt cốt kiếm. Máu kia người tâm phúc ảnh hai tay một phen, một chuôi vô cùng là khoan hậu kiếm to xuất hiện ở hắn lòng bàn tay bên trong. Chuyện này bởi vì ta dậy, thằng nhóc, để cho ta tới. Phong Thiên Thương thanh âm ở Diệp Thần bên tai vang lên, một giây kế tiếp, Phong Thiên Thương đã nắm trong tay hắn thân thể. Người mánh khóe liền chỉ là như vậy sao? Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, đứng sừng ở tại chỗ, nhìn vậy khua kiếm mà đến đỏ tươi bóng người. Bá bá bá. Đột nhiên, Diệp Thần trong tròng mắt ánh sáng màu đỏ thấm chớp mắt, vẫy ngút trời hồn lực ngay tức thì quấn quanh ở máu rồng nuốt cốt kiếm bên trên. Không có ai có thể so với khí linh đại sư càng hiểu được thần binh, trừ tám đại thiên kiếm, cũng không có thần binh có thể tránh thoát khí linh đại sư kêu gọi. Nguyên bản thế như trẻ che nuốt cốt kiếm, lúc này ở màu đỏ thấm tia sáng lóe lên dưới, ngay tức thì uể oải không phấn chấn. Ngươi là khí linh sư. Vậy màu đỏ như máu bóng người thấy vậy muốn rời khỏi, nhưng đã không có cơ hội. Nghịch chủ. Diệp Thần bàn tay bên trong xuất hiện một đạo phù triện gào thét ra, dán vào máu rồng nuốt cốt kiếm bên trên. Cuồng bạo huyết khí lực từ máu rồng nuốt cốt kiếm thân kiếm tàn phá ra, thân hình giãy giụa, lại thoát khỏi màu máu bóng người nắm trong tay, mà kiếm kia mang không chút do dự nào chỉ hướng đỏ tươi bóng người. Đỏ tươi bóng người phát ra gào thét, thanh sắc câu lệ. Tràn đầy kinh hoàng ý, hắn làm sao vậy không nghĩ tới, cái này thế gian vẫn còn có như thực lực này khí linh đại sư. Tiền bối chờ chút. Diệp Thần thanh âm từ luân hồi mộ địa bên trong vang lên, hắn chủ nhân có thể chính là chúng ta muốn người muốn tìm. Phong Thiên Thương gật đầu một cái, bị máu rồng nuốt cốt kiếm nơi đánh tan bóng người, lại cũng không phải Diệp Thần đối thủ. Người chủ nhân, nhưng mà đạo vô cương. Diệp Thần trọng trưởng thân thể quyền sở hữu. Tựa hồ cũng không có dự định ép cung vậy, trực tiếp mở miệng hỏi nói. Trương Nhược Linh có chút kỳ quái nhìn về phía hắn, nhưng vậy không nói gì. Bóng người kia lộ ra lau một cái nụ cười dữ tợn, rồi sau đó, sinh mạng hơi thở toàn bộ mất, lại trực tiếp từ ta đoạn. Diệp đại ca, hắn là một tên tử sĩ. Trương Nhược Linh hỏi, nàng mặc dù nghe nói qua tất cả đại môn phái cũng sẽ đào tạo một nhóm tử sĩ võ tu. Đặc biệt vì bổn môn phái xử lý một ít không thể chính diện ló mặt sự việc, nhưng lại chưa bao giờ chân chính gặp qua. Diệp Thần gật đầu một cái, có thể bị phái trấn thủ nghĩa địa mấy vạn năm người, đại khái là tử sĩ, cho nên ta không có ép cung, mà là hy vọng có thể thông qua hắn sau cùng diễn cảm nói cho ta, ta có phải hay không đã đoán đúng. Vậy Diệp đại ca đã đoán đúng sao? Không có, hắn tựa hồ cũng không biết hắn chủ nhân là ai. À! Trương Nhược Linh có chút tiếc nuối gật đầu một cái, như vậy cũng không tệ. Ít nhất chúng ta có biết một ít tin tức, có thể đối với chúng ta tiến vào Đông Cương vực có trợ giúp. Nàng cũng không biết Phong Thiên Thương tồn tại, tự nhiên lấy vì thế được cũng là vì lẻn vào Đông Cương vực mà là. Ừ, Nhược Linh, ta có chuyện phải nói cho ngươi, ta có một chân bảo, phía trên kèm theo một vị đại năng thần hồn,
vậy đại năng chính là năm đó 81 vị đại sư bên trong may mắn còn sống sót Phong Thiên Thương. À, Trương Nhược Linh có chút không thể tưởng tượng nổi chỉ Phong Thiên Thương mộ bia. Ừ, chỉ là hắn cũng không biết năm đó là người nào muốn vẫn diệt bọn họ, bất quá, hắn từng cùng Đạo Vô Cương là bạn già, có biện pháp giúp chúng ta lẫn vào Đông Cương vực. Mới vừa ở trên tay ngươi, hắn cảm nhận được huyết mạch ngươi lực có chút đặc thù, là trời xanh văn ấn người. Ta, trời xanh văn ấn sao? Diệp Thần gật đầu một cái, ta chủ ý không hề muốn ngươi tham dự vào Đông Cương vực bên trong, nhưng giờ phút này, lại không thể không kéo ngươi cùng đi. Diệp đại ca, ta ngược lại rất vui vẻ, như vậy ta thì không phải là cái đó tự do phóng khoáng ngông là cho ngươi thêm loạn người, mà là ngươi giúp ích. Được, đã như vậy, chúng ta liền cùng đi. Rào 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 rào. Diệp Thần tay phải bên trên một quả nóng bỏng quang vòng lóng lánh, vô số sáng chói ánh sáng rực rỡ trào hiện ra, hắn toàn bộ bàn tay, trong nháy mắt đổi được như Trương Nhược Linh bàn tay vậy tế nhuyễn. Cái này, Diệp Thần sắc mặt vô cùng là lúng túng, hắn một người đàn ông, cái này tay phải cùng cô gái nhỏ như nhau, có thể không để cho người nổi lên nghi ngờ sao? Gấp làm gì? Phong Thiên Thương nóng nảy thanh âm vang lên. Khí linh đại sư nóng nảy từ trước đến giờ đều là vô cùng là hỏa bạo, lúc này bởi vì Đạo Vô Cương sự việc, hắn cũng sớm đã nổi cơn giận dữ, hận không thể lập tức đi vào trước mặt chất vấn Đạo Vô Cương. Diệp Thần chỉ là biết ăn nói, không có ở nói chuyện, hắn cũng không muốn đi chọc một cái ở nổ tung danh giới luân hồi đại năng. Tốt lắm, nhớ, thông qua văn ấn trắc nghiệm thời điểm, ngươi không thể thoát khỏi cái này bé gái ba bước. Diệp Thần gật đầu một cái. Nhìn mình khôi phục bình thường tay phải, lấy hắn tu vi, vậy nguyên bản phụ ở trên tay quang vòng, vậy chút nào không gặp bóng dáng. Đây chính là thế gian đứng đầu khí linh đại sư năng lực. Diệp Thần không khỏi tưởng nhớ nói, nếu như cổ thất tiền bối còn ở, vậy hắn đúc tu vi nên là như thế nào cao thâm khó lường. Thằng nhóc thúi, con bé này huyết mạch lực không đơn giản, trời xanh văn ấn không phải là người nào đều có, nàng sanh ra đã có, rất có thể là gia tộc huyết mạch. Mà theo ta biết, phàm là gia tộc huyết mạch sinh ra trời xanh văn ấn, cũng từng ở nho tổ dưới quyền. Ý của tiền bối là, trời xanh văn ấn người, xuất từ nho tổ một môn, rất có thể cùng Đạo Vô Cương có liên quan. Đúng vậy, xem con bé này tuổi tác, rất có thể hắn tổ tiên là từ Đông Cương vực đi ra, mà không phải là từ nho tổ môn hạ đi ra. Vãn bối rõ ràng, đa tạ tiền bối. Diệp Thần gật đầu một cái, mắt lộ ra vẻ cảm kích. Ngươi cũng không cần cảm ơn ta nói cho cũng là muốn để cho ngươi mau sớm tiến vào Đông Cương vực, để cho ta tháo ra quanh quẩn nhiều năm nghi ngờ. Bất kể như thế nào, tiền bối cùng ta nếu hình thành ước định, vậy Diệp Thần nhất định hết sức mà là. Rất nhanh, Diệp Thần và Trương Nhược Linh liền đi tới Đông Cương vực vào miệng chỗ. Giống như xanh thẫm rừng rậm giống vậy quỷ dị rừng cây, cùng bất đồng chính là chú đóng ở lối vào võ tu thế lực cực kỳ hơn. Rất hiển nhiên, những thứ này tồn tại cũng là thủ hộ Đông Cương vực không bị người ngoài xông vào. Các ngươi là người nào? Dám can đảm bước vào Đông Cương vực? Diệp Thần không có vẻ sợ hãi chút nào, người nào, mới vừa cản đường của ta. Nói xong, Diệp Thần liền kéo Trương Nhược Linh một bước đến trắc nghiệm đá trước, dẫn đầu đem tay phải ấn ở trên đá. Ngay tức thì huỳnh quang hiện lên, toàn bộ đá phơi bày ra màu xanh ánh sáng. Trương Nhược Linh vội vàng học Diệp Thần dáng vẻ. Đưa bàn tay ụp lên trên đá, đồng dạng là oánh oánh lục quang. Lần sau lau sáng mắt chó của ngươi, thấy rõ ràng ta là ai. Diệp Thần trước khi đi còn không quên cuồng ngông nói, để cho vậy giữ cửa võ tu một hồi hổn hển, nhưng lại không dám phát tác, không biết Đông Cương vực ở giữa nhà nào thiếu chủ, lại như vậy ngông cuồng. Gặp Diệp Thần bọn họ rời đi, vũ tu kia quay đầu nhìn về phía bên cạnh, người nhận ra mới vừa vậy là ai nhà liền sao? Không có. Nam không gặp qua, nữ ngược lại là cùng Trương gia hơi thở có chút tương tự. Hừ, cùng lão tử có một ngày vậy phối hợp cái vực hạ sứ đương đương, để cho đám này không biết trời cao đất rộng đứa nhỏ cháu, cảm thụ một chút lão tử lợi hại. Người có thể kéo xuống đi, chính là sau lưng phát cào nhau, được, vị kia lại tới. Một tên đeo màu bạc mặt nạ nam tử, đang đạp phá hư không tới, giữ cửa võ tu liền vội vàng khom người thi lễ. Nam tử kia cũng không nói nhảm, đến khi đá phát ra giống vậy oánh oánh lục quang, thân hình đã nhanh chóng xuyên qua bọn họ, hướng Đông Cương vực đi. Vậy Trương gia bé gái, ngược lại là rất tươi ngon mọng nước.
hai người nhìn màu bạc mặt nạ biến mất, nhớ tới trước Trương Nhược Linh vậy như hoa như ngọc gương mặt, phát ra vô cùng là nụ cười dâm đãng. Diệp Thần và Trương Nhược Linh tự nhiên không biết đang bị người phía sau nghị luận, giờ phút này, bọn họ tiến lên không hề mau, mặc dù bọn họ tiến vào trước, Diệp Thần đã có ở thành phố nhỏ trên hỏi dò rất nhiều liên quan tới Đông Cương vực sự việc, lựa chọn so với là ngang ngược nhập môn phương thức. Nhưng cái này hỗn loạn không có chút nào trật tự có thể nói Đông Cương vực, hắn từ đầu đến cuối tồn một chút cảnh giác. Trương gia nha đầu, một người mặc màu bạc áo choàng, mặt lộ vẻ màu bạc mặt nạ nam tử, từ xa đến gần, đi tới Diệp Thần và Trương Nhược Linh bên người lúc đó, đột nhiên dừng thân hình. Vậy ước chừng lộ ra hai tròng mắt sóng mắt, lộ ra lau một cái tham lam trần trụi ánh sáng. Ngươi là ai? Diệp Thần rời bước ngăn ở Trương Nhược Linh trước người. Ngươi không nhận biết ta. Ta tại sao phải biết ngươi? Ngươi không phải Đông Cương vực người. Nói tại sao phải tới Đông Cương vực, có âm mưu gì, ngươi là làm sao phối hợp tiến vào. Vậy bạc nam mặt nạ tức giận hừ một tiếng, mặt nạ lại toát ra chói lọi, nhanh chóng thực chất hóa, hóa là một kiện màu bạc khôi giáp, khoác lên người, khoát tay, một chuôi sáng bạc lưu chuyển thần kiếm, đã xuất hiện, lúc này chém trừ, vô cùng hư không nhận đã bọc phong xương tới. Đinh! Diệp Thần sát kiếm, che ngũ trọng thiên hủy diệt đạo ấn thần uy, cùng đụng vào nhau, phát ra vô cùng là vang dội va chạm tiếng, lẫn nhau vô hình kia sát ý, xen lẫn va chạm. Đinh đinh đinh, vô cùng là dày đặc va chạm thay nhau nổi lên, mỗi một tiếng va chạm cũng làm ra đầu tê dại, bạc mặt nạ khô kiếm, hết sức ứng chiến, nhưng là cũng đã hiển lộ ra xu thế suy sụp, căn bản không có sức tấn công, chỉ có thể phòng thủ. Trên người hắn màu bạc khôi giáp đã vỡ vụn, không cách nào chịu đựng Diệp Thần hủy diệt sát kiếm mũi nhọn. Bạc nam mặt nạ một hồi kinh hãi, như thực lực này và võ đạo, ngươi không phải ta Đông Cương vực người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Diệp Thần thế công nhưng càng thêm sinh mãnh, hung hãn đụng vào bạc mặt nạ sáng bạc thần kiếm bên trên. Bạc mặt nạ cánh tay cầm kiếm run rẩy, không ngừng lay động, ở nơi này điên cuồng đánh chúng, cơ hồ đều muốn không cầm được thần kiếm. Trong rừng cây cối theo bọn họ chiến đấu sinh ra ánh sáng mà chập chờn, Trương Nhược Linh cảnh giác nhìn bốn phía, phòng ngừa có cái khác Đông Cương vực người ra vào, thấy cảnh này. Đừng giết ta! Bạc mặt nạ đã bị sát kiếm ép được liền liên tục đánh bại lui, lại cũng không có trước âm nhu ngang ngược hình dáng, lúc này giống như chó chết chủ vậy, quỳ xuống ở Diệp Thần trước mặt. Không giết ngươi, giữ lại ngươi ăn Tết sao? Cùng là người đàn ông, Diệp Thần quá rõ bạc mặt nạ lúc ấy nhìn về phía Trương Nhược Linh ở một chớp mắt kia nơi lộ ra thần sắc, như vậy tàn bạo thèm thuồng hình dáng, là hắn nơi không thể nhịn được. Diệp đại ca! Trương Nhược Linh mười phần lo lắng nói, bọn họ cái này mới vừa bước vào Đông Cương vực, thậm chí nói bọn họ liền Đông Cương vực chân chính chủ thành còn chưa tới, liền gây ra như vậy động tĩnh, có phải hay không hơi quá khoe khoang? Không có sao. Diệp Thần lắc đầu, hắn sẽ không để cho người cặn bã như vậy tiếp tục đánh Trương Nhược Linh chủ ý, hơn nữa, hắn đã đoán được mình không phải là Đông Cương vực người thân phận, người này chưa trừ diệt, sợ vô cùng hậu hoạn. Trương Nhược Linh chỉ có thể gật đầu một cái, đối với Diệp Thần nàng vẫn luôn là 100% tín nhiệm và chống đỡ. Đao dậy người mất, bạc mặt nạ hai tròng mắt lộ ra khiếp sợ không biết làm sao cùng với không cam lòng. Nếu như lại cho hắn một cái cơ hội, hắn nhất định sẽ không bởi vì Trương gia cô gái dừng lại. Diệp đại ca, giết hắn thật không có chuyện gì sao? Diệp Thần lộ ra lau một cái lãnh đạm nụ cười, nơi này là Đông Cương vực, là dựa vào thực lực nói chuyện. Hắn người này như vậy hành vi, nhất định ở Đông Cương vực cũng là tiếng xấu rõ ràng, ta giết hắn, là cho Đông Cương vực tạo phúc. Cùng lúc đó, Đông Cương vực chỗ sâu, một tòa cung điện bên trên. Trà mùi thơm khắp nơi cung điện bên trong, một nâng lại một nâng chân bảo cây trà bị trồng trọt ở trong đó, tràn ngập mà hơi thở ngưng tụ vô thượng linh khí, đem đúng tòa cung điện cũng thấm nhuần lên một chút trà thơm. Bành! Nguyên bản úp ngược lên cây trà trên một bản kinh thư. Đột nhiên rơi trên mặt đất, phát ra một hồi tiếng vang. Hầu hạ ở bên cạnh điện Nga lập tức khom người về phía trước, muốn đem vậy kinh thư nhặt lên. Quyển sách kia rớt. Điện Nga vội vàng quỳ sụp xuống đất, thậm chí không dám ngẩng đầu liếc mắt nhìn ngồi ở vương tháp trên người đàn ông. Là tám một lòng kinh. Điện Nga thận trọng vừa nói, vương đã ngủ say nhiều năm chưa bao giờ tỉnh lại, ngày hôm nay lại bởi vì quyển sách này, tỉnh. Nhưng là mới vừa, thật giống như cũng không có gió à.
Ngươi đi xuống đi. Đạo Vô Cương phất phất tay, một kiện màu đen trù mềm đang bao quanh hắn thân thể, tùy ý tung bay mái tóc dài, mày kiếm tinh mắt ngũ quan, có thể nói Mỹ Nam Tử cũng không quá đáng. Nhưng cũng chính là một cái như vậy Mỹ Nam Tử, để cho vậy Điện Nga Hù được run 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 rẩy. Có người đi xanh thấm rừng rậm, thật giống như có bạn già mùi vị à. Giờ phút này, Đạo Vô Cương tàn nhẫn mà phệ giết thanh âm, từ hắn răng môi gian lưu chuyển ra, đã nhiều năm như vậy, phàm là nhân quả cũng chỉ có một cái kết. Dứt lời, một đạo mỏng như cánh ve xem bói la bàn đột nhiên xuất hiện ở Đạo Vô Cương bàn tay bên trong, hắn cũng muốn xem là ai, muốn kết thúc cái này vạn năm nhân quả. Xem bói la bàn phẩm chất đặc biệt huyền diệu, là một loại kỳ dị vật chất, tản ra mỏ sắt giống vậy thần huy, thậm chí còn lưu chuyển quy luật ý. Trên la bàn cây kim chỉ lay động kịch liệt trước, tựa hồ là thế gian đủ loại màn sáng, đang một chút xíu lan truyền. Bên trong cung điện cây trà, lại bởi vì cây kim chỉ đung đưa, mà cùng nhau đồng tình vậy run rẩy, cái đừng hoa sơn trà lúc này đã ở nơi này không tiếng động ánh sáng dưới, ủ rũ cúi đầu rơi trên mặt đất bên trên. La bàn cây kim chỉ chậm rãi dừng lại, Đạo Vô Cương ánh mắt nhỏ hơi nheo lại, tựa hồ ngầm chứa lửa giận. Không nghĩ tới lại có lá gan xông vào ta Đông Cương vực. Năm đó hắn mai táng 80 vị đại năng sau đó, chẳng những lưu lại thủ mộ tử sĩ, còn bày ra lượng nặng trận pháp, lại là để lại mình thần niệm, hóa là 81 lòng kinh, đã làm hậu thủ. Hôm nay 81 lòng kinh đánh mất, lượng nặng trận pháp bị buộc, thủ mộ tử sĩ đã chết, mà vậy đầu sỏ, lại dám lúc này tiến vào Đông Cương vực, thật sự là tim gấu gan báo. Truyền thụ ta Đông Cương vực phương lệnh. Có người ngoài sông vào ta Đông Cương vực, lấy trời xanh văn ấn là nghiệp, khắp thành lùng bắt, ắt sẽ tiểu nhân kia chém chết. Vô Cương Vương, truyền lệnh sứ quỳ một chân trên đất nói. Cùng lúc đó, mấy đạo giống vậy ánh sáng bạc bốn phía bóng người, hạ xuống ở xanh thẫm sâm trong rừng. Đại ca, Bác Lâm hắn đã chết. Là ai giết ta thương con Bác Lâm? Ngập trời gầm thét, vang khắp toàn bộ rừng sâu, vậy vô cùng tức giận. Để cho tất cả mọi người đều chùn bước. Vị kia chết. Giữ cửa võ tu lúc này trên mặt lộ ra lau một cái vẻ sợ hãi. Người không có nghe gặp bạc hạ sứ nổi điên gầm to sao? Nghe được, người nói, là mới vừa vậy đối với huynh muội đã hạ thủ sao? Khó mà nói, hơn phân nửa là, tính một chút thời gian kém không nhiều. Chúng ta làm thế nào? Người điên rồi sao? Liên quan chúng ta chuyện gì? Chúng ta một mực ở đàng hoàng giữ cửa cấm, cái này hai vị nhân vật ân oán, chúng ta cũng không biết. Một người cưỡng ép tu tránh diễn cảm, giả bộ một bộ không biết chuyện chút nào hình dáng. Một cái khác trước nói ẩu nói tả người, lúc này lại giống như chim cút như nhau, rụt rè e sợ đứng ở một bên. Ngươi chột dạ cái gì, coi như là người nọ giết, quản chúng ta chuyện gì, chúng ta lại không có năng lực ngăn cản. Áp lực vô hình, ở người kia gầm thét bên trong. Tràn ngập ở lòng của tất cả mọi người bên trên. Lúc này Diệp Thần và Trương Nhược Linh đã bước vào Đông Cương vực một cái thành nhỏ, hai người đang ngồi ở một nhà võ tu đạo quán nghỉ ngơi. Diệp đại ca, vậy bạc mặt nạ trong miệng Trương gia, có liên quan tới ta sao? Trương Nhược Linh đem mình trong lòng nghi ngờ nói ra. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, ngươi trời xanh văn ấn, có thể ngươi tổ tiên chính là xuất từ Đông Cương vực, sau đó bởi vì nguyên nhân gì cũng không có trở lại. Hôm nay chúng ta đi tới Đông Cương vực, Trương gia có lẽ chính là nhà của ngươi tộc. Trương Nhược Linh lúc này có chút khát vọng ca ca ở bên người, đối với cái này xa lạ thêm quen thuộc Trương gia, nàng tâm tình rất phức tạp. Ngươi cũng không cần nghĩ như thế nhiều, nếu huyết mạch ngươi bên trong hàm chứa cái này thần kỳ lực, đi theo tim đi là được, nó sẽ chỉ dẫn ngươi như thế nào làm. Diệp Thần sờ một cái Trương Nhược Linh đầu nhỏ, trấn an nói. Ta biết Diệp đại ca. Diệp Thần gật đầu một cái, Trương Nhược Linh trước bị thương, bọn họ nếu đã tiến vào Đông Cương vực, cũng không thể nóng vội, không bằng ở chỗ này chỉnh đốn một tí, thuận tiện hỏi dò một tí Đạo Vô Cương sự việc. Ngươi ở lại đạo quán nghỉ ngơi, ta đi một lát sẽ trở lại. Trương Nhược Linh có chút lo âu hỏi, Diệp đại ca, ngươi nếu như rời đi ta, vậy ngươi trời xanh văn ấn không cũng chưa có. Diệp Thần khẽ mỉm cười, nói, không có sao, ta hỏi qua bọn họ. Chỉ có ở nhập môn thời điểm mới biết sử dụng, sau khi đi vào liền sẽ không lại tra xem. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi, thật tốt điều chỉnh, không cần lo lắng ta. Trương Nhược Linh lúc này mới yên tâm gật đầu một cái.
Cùng Diệp Thần rời đi, Trương Nhược Linh chẳng biết tại sao nhưng là cảm giác buồn ngủ tấn công tới, trực tiếp ngủ ngã xuống giường. Ngay tại nàng tròng mắt nhắm lại nháy mắt, một đạo cổ xưa phù văn ở ấn đường lưu chuyển. Tựa như cái gì thức tỉnh vậy. Trương Nhược Linh mộng bên trong, từng hạt tròn xanh thấm cây cối bị chém nứt, mỗi một viên trong cây cối cũng truyền ra sắc bén tiếng hô, vậy xanh thấm rừng sâu thực vật đều đang đã thông linh. Màu u lam sương mù bồng bềnh lên, từng cây chỉ như vậy vô căn cứ biến mất, nơi này ngay tức thì biến thành bình nguyên, mà vậy sương mù nhưng càng ngày càng đậm nặng. Trương Nhược Linh có chút sợ hãi nhìn trước mắt màu u lam sương mù, nhưng là thân thể nhưng giống như là bị thứ gì trói buộc ở như nhau, chút nào không thể nhúc nhích. Oanh! Vậy sương mù ở tiếp xúc tới nàng trong nháy mắt, bỗng nhiên biến mất, một cái trùng điệp chập trùng con đường, xuất hiện ở dưới chân của nàng, một mực kéo dài hướng phương xa. Ở đó con đường cuối, tựa hồ có người nào đang kêu gọi nàng, một tiếng so một tiếng mãnh liệt, cái loại này mãnh liệt mà kỳ dị cảm giác, để cho Trương Nhược Linh không tự chủ được đi về phía trước. Trương gia người thừa kế, người rốt cuộc đã tới. Nàng rốt cuộc nghe rõ ràng vậy kêu gọi tiếng, ở nơi này cùng trong chốc lát, hai tròng mắt đột nhiên mở ra. Diệp Thần vậy phóng đại mặt đang nàng trước mắt tiêu trước nhìn nàng. Đây là mộng. Trương Nhược Linh không tưởng tượng nổi đánh giá bốn phía, như vậy âm thanh rõ ràng lại trong sáng mộng, nàng thậm chí cảm giác huyết mạch kia bên trong ẩn chứa vô hạn cảm cho đòi năng lực. Mới vừa ngươi thế nào? Diệp Thần thần sắc khẩn trương, nhìn về phía Trương Nhược Linh ánh mắt tràn đầy lo âu. Diệp đại ca, mới vừa ta làm một cái thật là kỳ quái mộng, trong mộng có người đang kêu gọi ta. Nàng còn gọi ta là Trương gia người thừa kế. Chẳng lẽ là huyết mạch kêu gọi, là ngươi Trương gia tổ tiên chỉ dẫn? Diệp Thần nhưng một mắt liền xem rõ ràng liền loại chuyện này, xem ra Trương Nhược Linh và cái này Đông Cương vực Trương gia quả thật có nhân quả liên lạc. Liền liền bạc mặt nạ cũng có thể vừa đối mặt phát hiện Trương Nhược Linh trên mình Trương gia dấu vết. Chỉ có một giải thích, đó chính là Trương Nhược Linh huyết mạch phản tổ, đã xa xa vượt qua Trương gia những người khác huyết mạch lực. Diệp đại ca, ngươi làm sao trở về nhanh như vậy? Trương Nhược Linh tò mò hỏi. Diệp Thần con ngươi đông lại một cái, thần sắc trầm thấp. Bởi vì, đạo vô cương phát hiện chúng ta. Trương Nhược Linh rõ ràng vẫn còn ác mộng chung thần sắc. Lúc này càng hốt hoảng, hắn làm sao sẽ phát hiện chúng ta đây? Hẳn là ở xanh thấm rừng rậm, người kia trên mình hẳn mang hắn thần thức cảm ứng. À, như vậy chúng ta làm thế nào? Trương Nhược Linh thanh âm rõ ràng đè thấp, ánh mắt không ngừng hướng ngoài cửa sổ liếc. Hắn hẳn chỉ biết là chúng ta tiến vào Đông Cương vực, hiện tại đi tới chỗ nào đều cần nghiệm chứng trời xanh văn ấn, chúng ta còn có cơ hội. Diệp Thần chấn định nói. Đạo vô cương tốc độ phản ứng đúng là ra hắn ý liệu, hơn nữa căn cứ trước kia hắn quan sát được tình huống, đạo vô cương tựa hồ là không có đánh coi là hạ thủ lưu tình, cũng hoặc là Đông Cương vực người cũng là một đám phệ giết liền đồ. Trương Nhược Linh vội vàng dùng tay xoa xoa trên trán trước bởi vì mộng ngưng tụ mồ hôi hột. Nhược Linh, chúng ta đi Trương gia như thế nào? Đây là dưới mắt đường ra duy nhất. Diệp Thần thanh âm để cho Trương Nhược Linh dừng lại động tác, đi Trương gia. Vậy Trương gia tổ tiên tiếng gọi âm, tựa hồ còn vang ở nàng bên tai. Người nguyện ý không? Diệp Thần cũng không có tự chủ trương, cái này dẫu sao là Trương Nhược Linh sự việc, nàng huyết mạch phản tổ, cảm giác được tổ tiên kêu gọi, ở nơi này Đông Cương vực có lẽ sẽ có một phen cơ duyên. Nhưng cái này dẫu sao là nhà nàng chuyện, mình không tốt tham dự. Chúng ta đi Trương gia, nếu ta xuất thân Trương thị nhất mạch, vậy hãy để cho ta đi gánh vác hẳn gánh vác sứ mạng. Trương Nhược Linh sắc mặt đổi được nặng nề, nếu như đưa tin sau đó còn đi theo Diệp Thần là bởi vì là không thôi, vậy nàng hiện tại là chân tránh phải làm mình chuyện phải làm. Trương gia tổ tiên rời đi Đông Cương vực nguyên nhân, hết thảy để cho nàng tháo ra. Hai người nhìn nhau, không do dự nữa, chuẩn bị rời đi. Các ngươi là người nào? Diệp Thần và Trương Nhược Linh mới vừa bước ra nghỉ ngơi chi địa, liền bị vậy Đông Cương vực tuần tra võ tu cản đường. Người của Trương gia, các ngươi cũng dám động, không muốn sống sao? Diệp Thần mặt lạnh, kéo một cái Trương Nhược Linh, bàn tay đã chạm được vậy kiểm tra thực hư đá bên trên. Lục ánh sáng óng ánh, đem vũ tu kia sắc mặt chiếu 10 phần dữ tợn khó khăn xem. Trương Nhược Linh cũng không nhiều lời, vậy đưa tay đặt ở vậy kiểm tra thực hư đá bên trên. Võ tu không nói gì nữa, Trương gia mặc dù là Đông Cương vực mọi người thị tộc, nhưng từ trước đến giờ khiêm tốn.
môn hạ đệ tử tuy có ngang ngược hạng người, nhưng vậy tuyệt sẽ không giống cái khác thị tộc như nhau, hở một tí kêu đánh kêu giết. Lúc này chỉ có thể xoay người, nhường đường. Báo cáo hành tôn, bên kia phát hiện nhân vật khả nghi. Một vị người đeo đồ sộ thuẫn võ giả quỳ xuống lúc trước ngăn trở Diệp Thần võ tu trước mặt, ngón tay đã chỉ hướng một hướng khác. Vậy bị chỉ hướng một nam một nữ tựa hồ là cảm giác được cái gì, hai người hai tay đã rút ra trường kiếm, tốc độ ánh sáng giống vậy chém về phía vùng lân cận tuần tra võ tu. Truy đuổi. Vậy kêu là hành tôn tồn tại, tức giận mọc tùm, trong miệng quát to, nguyên bản bội kiếm bên hông đã bị hắn giống như ném ném trường thương vậy, gào thét xuyên thấu hư không đi. Diệp đại ca, chúng ta làm thế nào? Trương Nhược Linh nhỏ giọng nói, nhẹ khẽ kéo kéo Diệp Thần ống tay áo. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Thần mặc dù như thế vừa nói, lau một cái thần hồn đã 10 phần linh xảo chui vào vậy hành tôn áo khoác bên trên. Hai người thoát khỏi nguy hiểm thẩm vấn sau này, cũng không có lưu lại nữa, hướng Trương Nhược Linh báo cho biết địa phương đi, có Trương gia huyết mạch thành tựu theo nhờ, dọc theo đường đi cũng không có bị gây khó khăn. Ngay tại lúc này, Diệp Thần nguyên bản lãnh đạm gương mặt, đột nhiên lộ ra lau một cái phệ giết diễn cảm. Trương Nhược Linh ở trong một cái chớp mắt này hàn băng trường thương đã rút ra, Diệp đại ca, gặp nguy hiểm. Diệp Thần lắc đầu một cái, tỏ ý nàng không muốn khẩn trương quá độ, đạo vô cương thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, mới vừa rồi vậy có nơi hiểm nghi trai gái, bị vô cùng là hung tàn thủ đoạn chu diệt. Hơn nữa, bọn họ còn tìm một vị ông già, hơn nữa đạo vô cương lần nữa xuống mất làm, tất cả mới nhập người, toàn bộ chu diệt không chừa một mống. Tìm một vị ông già. Là Phong Thiên Thương. Trương Nhược Linh tự nhiên cũng là thông minh vô cùng, xanh thẫm rừng rậm như vậy bí ẩn tồn tại, nếu như không có hết sức quen thuộc người dẫn đường, chỉ bằng vào các nàng hai người, tìm sát khó khăn. Ừ, hẳn là lúc ấy Phong Thiên Thương mượn ta thân thể thi triển khí linh lực, để cho hắn dò tra được nhân quả dấu vết. Trương Nhược Linh gật đầu một cái, ta huyết mạch trong cơ thể lao nhanh lợi hại, khoảng cách Trương gia cũng không xa. Diệp Thần khá là lo lắng nhìn phía sau một mắt, hy vọng đạo vô cương động tác chậm một chút nữa, để cho Trương Nhược Linh có thể thành công tiếp nhận Trương gia tổ tiên truyền thừa. Đông Cương vực, Tam Tiêu chi địa. Nơi này, hội tụ gió sương mù lôi ba người linh tê khả năng, gào thét gió lạnh thấu xương hàn lạnh, Trương Nhược Linh trời xanh hàn băng nguyên pháp, đối với nơi này như vậy nồng đậm thiên địa nguyên khí, tự nhiên vui mừng không dứt. Diệp Thần chân mày nhưng hơi nhíu lại. Trương gia ở Đông Cương vực chắc coi là trên gia tộc lớn, cái này nhất phái giống như nghĩa địa giống vậy quỷ dị hoàn cảnh, không chút nào người ở. Trương Nhược Linh càng đi vậy càng cảm thấy không đúng, chốc lát nghi vấn sau này, đột nhiên nghĩ thông cái gì. Diệp đại ca, ta có thể lầm. Trương Nhược Linh thấp sập trước khuôn mặt nhỏ nhắn, có chút buồn bực nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhìn nàng có chút tự trách thần thái, cũng biết nguyên do trong này. Trương Nhược Linh là căn cứ tổ tiên kêu gọi đi tới nơi này, mà nàng tổ tiên tất nhiên là đã sớm mất mạng, các nàng theo tổ tiên chỉ dẫn, cũng không đã đến cái này đất chôn xương sao. Đang muốn mở miệng khuyên giải an ủi Trương Nhược Linh, hai người bên tai đột nhiên vang lên quát to một tiếng. Người nào lại dám xông vào Trương gia tổ địa? Diệp Thần và Trương Nhược Linh cùng hướng thanh âm kia nhìn. Gió cát cuộn sạch địa phương, đang ngồi xếp bằng ngồi một vị khổ hạnh hòa thượng. Người nọ trên thân hình tràn đầy đất cát, nếu như hắn không nói lời nào, tựa như cùng đá như nhau, chút nào không để cho người chú ý. Ta là Trương gia hậu bối, bị tổ tiên cho biết tới. Trương Nhược Linh tiến lên một bước, lớn tiếng nói. Hừ, nói bậy, Trương gia tộc nhân ta toàn bộ biết, nơi nào bọn chuột nhắt, lại liền người Trương gia cũng dám giả mạo. Tiền bối nếu không phải tin, có thể cảm giác ta Trương gia huyết mạch. Hừ. Bỏ mặc ngươi như thế nào tranh cãi, nơi này là ta Trương gia nơi quan trọng, không có Trương thị tộc trưởng dẫn nhập, ai đều không thể vào. Buồn cười, Diệp Thần đối với cái loại này trông nom trần từ lạm điều cố thủ cũ đạo tăng lữ từ trước đến giờ không có hảo cảm gì, lúc này lại là lửa giận mọc tùm. Trương gia tổ địa, dĩ nhiên là sẽ là hậu bối lưu lại phúc ấn, trên người nàng như vậy hùng hậu Trương gia huyết mạch, vượt qua xa bất kỳ một người nào người Trương gia, người nhưng như vậy hồ đồ ngu xuẩn. Ta chưa bao giờ gặp qua nàng. Vậy khổ hạnh hòa thượng hiển nhiên cũng là cảm giác được Trương Nhược Linh trên mình Trương gia huyết mạch lực, nhìn về phía Trương Nhược Linh ánh mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, nhưng vẫn như cũ cắn răng cự tuyệt. A, Trương gia mấy đời nhiều ít đệ tử,
ngươi cũng thấy qua chưa? Cũng nhớ ở sao, chẳng lẽ cũng chưa có rời đi Đông Cương vực? Thằng nhóc vô lý, nếu không phải thối lui ra tổ địa, đừng trách ta không khách khí. Khổ hạnh hòa thượng muốn đến ở Trương thị nhất tộc bên trong bối phận rất cao, bị Diệp Thần lời nói đánh mặt đỏ tới mang tai, trong tay Phật Châu một nghiền, giận dữ nói. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, hồn thể đổi thành, trong tay sát kiếm đã hiển lộ hàn mang, có thể uy hiếp người hắn, còn không ra đời. Diệp đại ca chú ý, tổ địa bên trong có tầng tầng lớp lớp không gian quy luật, giống như từng cái con sông, vắt ngang tại tiền phương, chú ý rơi vào vậy ác hòa thượng vòng bộ. Trương Nhược Linh cảm giác được cái này tổ địa bên trong bố trí không gian cổ văn trận, vậy không gian quy luật có đặc biệt đáng sợ lực tàn phá, một khi không người Trương ra xa vào, kịp thời miễn cưỡng không chết, vậy cực dễ bị lạc ở nơi này quy luật bên trong, rơi vào tầng tầng không gian mảnh vỡ, khó đi nữa đi ra. Diệp Thần nhưng không để ý chút nào, đây cũng không phải là lần đầu tiên hắn vùi lấp nhập không gian bên trong. Mà đang ở hắn bạo khởi cùng vậy khổ hạnh hòa thượng Phật Châu va chạm trong nháy mắt, hắn thấy tầng kia tầng nếp nhăn không gian, lại có từng ngọn phần mộ, giống như không có rễ tơ liễu, ở nơi này trong hư không trôi dạt, như ẩn như hiện. Những thứ này phần mộ không có một chút tức giận, nhưng ẩn ẩn hàm vô cùng là kinh khủng quy luật chập chờn, tựa hồ là lâm vào ngủ say vậy, tùy thời cũng sẽ giống như sư tử được vậy tỉnh lại. Nồng đậm khí tức tử vong lan tràn ở đúng phiến Trương gia tổ địa bên trên, tạo thành một phiến di thế độc lập không gian. Những cái kia táng thân nơi này Trương gia tổ tiên, xem ra đều là kinh thế hãi tục tuyệt đại thiên kiêu. Cái này vô số không gian cổ văn trận đan vào một chỗ, giống như bị mở ra tuyến đoàn, ngàn đầu vạn tia. Nhược Linh, ta kéo hắn, ngươi vào đi tiếp thu tổ tiên kêu gọi. Diệp Thần không chút do dự nói, khổ hạnh hòa thượng thực lực không kém, cũng là bước vào thái chân cảnh, là phòng ngừa vận dụng quá nhiều lá bài tẩy tiết lộ hành tung, hắn chỉ có thể nhún nhường ứng đối. Nhưng cái này sao kéo dài cũng không phải biện pháp, Trương Nhược Linh là người Trương gia cổ văn trận đối với nàng sẽ không có uy hiếp. Nếu bọn họ đã đến chỗ này, đó chính là cơ duyên. Trương thị tổ tiên kêu gọi, liền xem Trương Nhược Linh tự thân phúc báo. Trương Nhược Linh mơ hồ có chút lo âu liếc nhìn Diệp Thần, nàng thực lực xa ở khổ hạnh hòa thượng dưới, thật sự là không cách nào trợ giúp Diệp Thần, lúc này cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Khổ hạnh hòa thượng sắc mặt đen hơn, vô tận gầm thét vang khắp, cũng không ai có thể đi vào. À, vậy ngươi ngăn được sao? Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, trở tay sử dụng một tấm canh kim nguyên phù, diễn hóa ra vô số phi kiếm, hướng vậy khổ hạnh hòa thượng đi. Khổ hạnh hòa thượng thân hình thoát một cái, lại dùng cường hãn thân xác chống cự Diệp Thần công kích. Xuy xuy xuy, một cái cầm canh kim phi kiếm, canh kim dao nhọn, hung hăng xuyên thấu khổ hạnh hòa thượng thân thể. Hắn quanh thân ngay tức thì Phật quang văng khắp nơi, trong tay Phật Châu tóe ra vô cùng là sáng chói thần quang, lại biến ảo thành từng đạo Phật duyên chân khí, bảo vệ quanh thân gân mạch. Máu tươi giàn giụa, đối với khổ hạnh hòa thượng mà nói nhưng cũng bất quá là da thịt ngoại thương, không chút nào tổn thương đạt tới gân cốt. Diệp Thần hơi ngẩn ra, đáng chết. Hồng mông đại tinh không, mở. Hồng mông lớn tinh không thiên uy. Cuồn cuộn diễn hóa là đao khí, điên cuồng hướng khổ hạnh hòa thượng chém tới. Khổ hạnh hòa thượng tay cầm Phật Châu, liền liền đón đỡ, hắn chọn đời hành vi ở Diệp Thần hồng mông lớn tinh không dưới sự uy áp, từng bước lui về phía sau. Mà giờ khắc này, tổ địa bên trong không gian, Trương Nhược Linh 10 phần thuận sướng thông qua vậy từng miếng không gian kẽ hở, đi tới nàng cảm giác chi địa. Ngươi rốt cuộc đã tới. Một đạo đẹp và tĩnh mịch thanh âm lại lần nữa vang lên. Trương Nhược Linh không có sợ hãi vậy không có lùi bước. Vãn bối Trương Nhược Linh, không biết tiền bối kêu gọi, không biết có chuyện gì. Ta là Trương gia tổ tiên Trương Băng Vân, sư thừa Nho Tổ, Trương gia là gốc của chúng ta. Thanh âm kia vô cùng là ôn hòa, không có bất kỳ sát ý, chỉ là tràn đầy cảm giác nhu hòa. Ta ra đời cũng không tại Đông Cương vực, Trương Nhược Linh cũng không biết mình tại sao muốn cùng người phụ nữ này vạch rõ giới hạn, đột ngột nói một câu. Nghe vào ý thì không muốn cùng nàng leo lên bất luận quan hệ gì. Đông Cương vực là chúng ta cố hương, gia tộc ta người, trời xanh văn ấn, có thể tự do ra vào Đông Cương vực, có văn ấn bảo vệ, cho dù là không gian của văn trận cũng sẽ không đối với người có phân nửa tổn thương. Thanh âm kia tựa hồ không có nghĩ muốn tìm căn nguyên tố nguyên, chỉ là bình thản giải thích người Trương gia cùng Đông Cương vực sự việc.
Trương Nhược Linh nguyên bổn chính là dạy dỗ cực tốt danh môn thế gia võ người tu đạo, nguyên bản đối với người Trương gia cứng nhắc ngờ nghệch tâm trạng, ở như vậy hòa nhã tiền bối trước mặt, cũng không khỏi được khiêm tốn lắng nghe. Ta Trương thị nhất mạch, tu nguyên pháp đều là phụ thương hồn, lại hơn lấy thú lực làm chủ, người có biết lúc ban đầu ta Trương thị mở cửa lập phái, là bằng vào gì? Chẳng lẽ là hàn băng đạo nguyên? Trương Như Linh to gan suy đoán nói, Diệp thần nói mình huyết mạch phản tổ, vậy mình cái này cả người cùng Nam Tiêu Cốc đám người hoàn toàn bất đồng hàn băng khí tức, rất có thể chính là tổ tiên năm đó thần thông đạo nguyên. Không sai, thanh âm kia mang một chút nụ cười ôn nhu, tựa hồ rất hài lòng mình cái này hậu bối, ngươi là Trương gia trong hậu bối, duy nhất một phản tổ huyết mạch, là chúng mục tiêu nhất định phải gánh vác trấn hưng Trương gia sứ mạng cùng trách nhiệm. Gia tộc trách nhiệm cùng sứ mạng. Trương Nhược Linh không tự chủ được nghĩ tới còn ở Nam Tiêu Cốc ca ca, trên người hắn vậy lưng đeo Nam Tiêu Cốc sứ mạng cùng trách nhiệm. Mà giờ khắc này mình, vậy bởi vì mạng này bên trong đã định trước huyết mạch, sắp trở thành Trương gia trọng yếu dựa vào. Tiền bối, ta chưa bao giờ từng ở Trương gia sinh hoạt qua. Sợ sao, Trương Nhược Linh không sợ. Nhưng là nàng không muốn vì cái này cổ hủ gia tộc tống táng mình. Nhưng mà ngươi trong xương Trương gia máu một mực ở đây. Mà cho dù người đời trước rời đi Đông Cương vực, chẳng lẽ thì không phải là người Trương gia liền sao? Vực ngoại chi địa, các ngươi đạo nguyên phải chăng cũng là phụ thương hồn? Các ngươi phải chăng vậy có một ngày sẽ trở lại tổ địa đâu? Trương Nhược Linh trần chờ, nàng đột nhiên cảm thấy hết thảy là như vậy nhân quả tương liên. Đời trước rời đi Đông Cương vực, vậy có lẽ là vì để cho Trương thị còn có chỗ trống, tự nghĩ ra Nam Tiêu Cốc, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có buông tha cho Trương thị truyền thừa. Nàng thậm chí nhớ tới năm đó phụ thân từng sờ nàng và ca ca đầu, dạy dỗ bọn họ nhất định không nên cô phụ gia tộc hy vọng. Đúng vậy, nàng là người Trương gia, bất luận nàng thân ở phương nào. Tiếp nhận ta truyền thừa phù chiếu, dẫn Trương gia, đi về phía một cái càng lâu dáng dấp đường. Tổ tiên thanh âm đổi được đạm bạc mà du dài, vô số hồi âm tràn ngập ở Trương Nhược Linh bên tai, giống như đao tạc dìu khắc vậy, gõ ở lòng nàng ổ bên trên. Ta nguyện ý. Bá. Từ vô số không gian kẽ nứt bên trong bay lên ra một chút xíu ánh sáng, những cái kia ánh sáng tạo thành một cái thuần trắng phủ chiếu, chui vào Trương Nhược Linh trong cơ thể. Nàng đắm chìm trong đúng phiến hàn băng tuyết hoa bên trong, đóng chặt hai tròng mắt, yên lặng nhận lấy truyền thừa, không ngừng vững chắc mình thực lực. Lúc này, một đám Trương gia canh phòng nghe được động tĩnh, đã chạy tới. Trương Nhược Linh đóng chặt hai tròng mắt, xem nàng hình dáng. Sợ rằng còn có 15 p thời gian, mới khá hoàn toàn hoàn thành Trương gia tổ tiên truyền thừa. Một đám Trương gia canh phòng, võ đạo ý vận ngưng tụ, kiếm phong đồng loạt chém về phía Trương Nhược Linh. Mắt thấy Trương Nhược Linh sẽ bị chém chết, bỗng nhiên tới giữa, nàng mở mắt ra, một đạo tàn niệm hồn ảnh, từ thân thể của nàng bên trong bay ra. Cái này tàn niệm bóng người, cả người còn quấn hàn băng khí tức, là một cái dị thường xinh đẹp, dung mạo kinh thế cô gái. Lại là Trương gia tổ tiên tàn niệm. Trương Nhược Linh đạt được Trương gia tổ tiên kêu gọi, vậy truyền thừa phù chiếu bên trong, liền có dấu tổ tiên một chút tàn niệm. Lúc này Trương Nhược Linh gặp phải nguy hiểm, tổ tiên tàn niệm tự nhiên biết bay thân ra, phải bảo vệ nàng. To gan, ta Trương gia truyền nhân, các ngươi vậy dám đả thương. Trương gia tổ tiên làm vung tay lên, phiến phiến hàn mang thần quang, hội tụ thành vô hạn băng xương hoa, hung hăng đánh ra. Một đám Trương gia canh phòng, đụng phải băng xương hoa đánh vào, thân hình nhất thời bị đẩy lui. Trương gia truyền nhân. Lúc này Trương gia canh phòng trên mặt đều lộ ra lau một cái 10 phần quỷ dị diễn cảm, trước mắt cô gái này là người Trương gia. Thật lâu không có dùng thanh kiếm này, tới. Nắm giữ kiếm pháp, một kiếm nhập ma. Diệp thần hừ lạnh một tiếng, rút ra dáng trần hàng long kiếm, kiếm chỉ trời. Ung ung. Nháy mắt tức thì. Vô cùng vô tận ma khí, cuồn cuộn tràn ngập xuống. Diệp thần một kiếm này, không phải hóa tiên, mà là nhập ma. Khổ hạnh hòa thượng dày đặc năm là chuyên tu Phật Pháp, Diệp thần coi như là hóa thân tiên đạo nắm giữ, cũng chưa chắc có thể nhanh chóng giải quyết hắn. Thậm chí vô cùng cường đại nguyệt hồn trảm, đối với Phật Pháp vô biên, cũng kém hơn mấy phần. Nhưng là chỉ cần một kiếm nhập ma, biến thành thiên ma nắm giữ, dựa vào điên cuồng ma khí. Là có thể chiếm đoạt tất cả. Mặc dù, sử dụng một chiêu này, ma khí vào cơ thể, rất dễ dàng ăn mòn đạo tâm, đối với tu luyện về sau đem sẽ thật to bất lợi,
nhưng lúc này một đám Trương gia canh phòng đã từ Diệp Thần mí mắt phía dưới chạy vào tổ địa, nếu như Trương Nhược Linh đang tiếp thụ truyền thừa, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này tình thế nguy cấp, Diệp Thần cũng không quản được nhiều như vậy. Vô tận ma khí thêm thân, Diệp Thần trên thân hình, xuất hiện thiên ma nắm giữ chiến bào, phía trên hiện lên núi thây biển máu, vạn ma triều bái hình ảnh. Một tôn vạn trượng cao ma thần, từ Diệp Thần sau lưng từ từ dâng lên, đỉnh thiên lập địa. Diệp Thần hai tròng mắt, vậy hoàn toàn hóa là màu đỏ như máu, khuôn mặt dữ tợn, thậm chí còn mơ hồ hiện lên màu xanh răng nanh. Vạn Phật triều bái. Khổ Hạnh Hòa Thượng rõ ràng nhìn ra Diệp Thần nhập ma sau đó, vô cùng hung tàn, trong nháy mắt, chuẩn bị làm cuối cùng đánh cuộc. Vô số tòa Phật, ngọa Phật, lập Phật kim thân mau chóng hiện, vô số Phật ngữ từ bốn phương tám hướng ngâm sướng mở, mang vạn Phật triều tông giống vậy nuốt trời tướng, một cái to lớn màu vàng bàn tay, hung hãn đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần hình dáng dữ tợn tới cực điểm, bàn tay vung lên, sau lưng vạn trượng cao thần ma hư ảnh, ngay tức thì động. Khổng lồ thiên ma bàn tay, dường như muốn hái ngôi sao vậy, ùng ùng bao phủ đi xuống. Khổ Hạnh Hòa Thượng thân thể gầy ốm, nhất thời bị Diệp Thần ma chảo bắt, liều mạng vùng vẫy, nhưng nhúc nhích không được. Diệp đại ca. Diệp Thần ánh mắt tàn bạo, ngay tại bàn tay hắn chuẩn bị dùng sức đem bóp chết lúc đó, Trương Nhược Linh thanh âm vang lên. Diệp đại ca, có thể hay không mời ngươi thả qua hắn, hắn mặc dù cứng ngắc, nhưng cũng là ta Trương thị tộc nhân. Thấy Trương Nhược Linh bình an vô sự, Diệp Thần cầm trong tay Khổ Hạnh Hòa Thượng tùy tiện ném một cái, nhanh chóng thu hồi cả người ma khí, khôi phục trong sạch trạng thái, cả người chỉ còn lại một hồi mất sức cảm giác. Bát quái thiên đan thuật đã chậm rãi thi triển, là Diệp Thần tư bổ thân thể, khôi phục tinh thần. Mặc dù như vậy, hắn nhưng cũng bén nhạy nghe được Trương Nhược Linh lúc này lời nói không cùng. Ngươi tiếp nhận Trương thị tổ tiên truyền thừa. Mặc dù là nghi vấn câu, nhưng là dùng khẳng định câu giọng. Trương Nhược Linh gật đầu một cái, ở truyền thừa trong quá trình, nàng vượt qua đón nhận Trương thị tổ tiên truyền thừa phù chiếu, nàng còn thấy được Trương thị người dẫn đường cửa đẫm máu chiến đấu hăng hái, bảo vệ gia tộc mình vinh nhục. Diệp đại ca, ta muốn ta tìm được tương lai mình đường. Lúc này Trương Nhược Linh, tựa hồ là một trong chớp mắt biến thành một cái người phụ nữ thành thục, nàng rốt cuộc trở thành một cái có thể che chở người khác mạnh mẽ tồn tại. Ừ, Diệp Thần vui mừng gật đầu một cái, trưởng thành, có lẽ thật chính là ở chuyện trong chớp mắt tình. Diệp đại ca, được phiền toái ngươi cùng ta đi một chuyến Trương gia. Trương Nhược Linh giờ phút này lạnh nhạt cử chỉ, ưu nhã thần thái, cực kỳ giống một khối gia chủ. Không thành vấn đề, Diệp Thần hớn hở nói. Ta đáp ứng tổ tiên, đem Trương gia võ học nguyên pháp truyền thừa tiếp. Diệp Thần gật đầu một cái, coi như Trương Nhược Linh không sách, hắn vậy biết chủ động mang Trương Nhược Linh đi Trương gia xem. Trương Nhược Linh tay trắng chỉ một cái Khổ Hạnh Hòa Thượng, đã lại không trước khi thiếu nữ thần thái, vô cùng mạnh mẽ băng xương khí, xâm lạnh cậy thế ở Khổ Hạnh Hòa Thượng trên cổ. Dẫn đường. Vô cùng hùng hậu Trương gia huyết mạch lực, còn có trong truyền thuyết Trương gia cường hãn nhất hàn băng phù thương hồn. Trước mắt cô gái này, lại thật sự là huyết mạch phản tổ, là Trương gia tổ tiên mệnh chọn người. Khổ Hạnh Hòa Thượng lúc này hoàn toàn không có trước cao lãnh tượng Phật, liền liền gật đầu một cái, mang hai người đi Trương gia. Sau một nén nhang, đám người bước chân dừng lại, trước mắt là từng ngọn lơ lửng cổ điện, mang huyền diệu vô cùng cổ văn trận pháp. Nơi này chính là Trương gia. Diệp Thần nhìn như vậy rộng lớn đại khí Trương gia, xem ra nho tổ đệ tử cũng vô cùng là đặc biệt tốt, như vậy có thể biết, Đông Cương vực bá chủ đạo vô cương nên là bực nào thần uy. Gia chủ, là Hà Lão. Vậy Trương gia canh phòng thấy Khổ Hạnh Hòa Thượng trong nháy mắt, đã hô to gọi nhỏ đi bẩm báo làm mỗi gia chủ. Khổ Hạnh Hòa Thượng nhiều năm qua một mực đóng đời không ra, khổ thủ ở Trương gia tổ địa, nhưng thân phận địa vị, ở Trương gia cũng là đếm được. Ít nhất coi như là làm mỗi gia chủ, thấy hắn, vậy được rất cung kính kêu một tiếng Hà Lão. Lúc này chúng đệ tử thấy hắn lại đột nhiên rời đi tổ địa, trong lòng tự nhiên buồn bực cực kỳ. Rất sợ có chuyện gì, vội vàng đi trước bẩm báo. Hà Lão lúc này đã đồng ý Trương Nhược Linh thân phận, nơi nào còn dám đi ở Trương Nhược Linh và Diệp Thần trước mặt. Chỉ có thể lui cư ở hai thân người sau đó, yên lặng đi theo hai người. Hà Lão, ngài là nói, nàng là tổ tiên truyền thừa người. Trương gia lúc này gia chủ 10 phần trắng nõn, người đàn ông trung niên hình dáng,
hơi có chút hơi mập, đôi mắt 10 phần từ thiện, vừa thấy thì không phải là phệ giết liền người. Ừ, lão phu bất tài, để cho nàng tiến vào tổ địa, đón nhận truyền thừa. Gia chủ Trương Gia Trương Mạc đánh giá Khổ Hạnh hòa thượng vậy có chút xanh xưng thần giác, cùng với toàn thân chật vật, trong bụng sáng tỏ, có thể đem hắn ép đến mức này người, xem ra vậy không đơn giản. Hà lão nhiều lời, nếu là ta tổ tiên huyết mạch phản tổ, vậy dĩ nhiên là bị tổ tiên truyền đòi, không gian cổ văn trận muốn đến cũng sẽ không cùng làm khó đi. Trương Mạc vừa nói, nhưng cũng nhìn về phía Trương Nhược Linh, trong ánh mắt bao hàm tìm tòi nghiên cứu vẻ. Trương Nhược Linh thoải mái đang ngồi ở chỗ ngồi uống trà, không chút nào để ý Trương Mạc tìm tòi nghiên cứu. Cổ văn trận không có chút nào hỗn loạn. Hà lão vội vàng bổ sung nói. Trương Mạc trầm ngâm, Quang Minh Chánh Đại quay đầu nhìn về phía Trương Nhược Linh. Không biết xưng hô như thế nào. Trương Nhược Linh vừa nói, trong tay băng xương phụ thương hồn đã xuất hiện, vậy dày đặc như vậy khâu đầy băng xương lực trường thương, giống như ký hiệu vậy. Tượng trưng cho Trương Nhược Linh thân phận, xuất từ Nam Tiêu Cốc. Lúc đầu ngươi là hắn đời sau. Trương Mạc nhưng là sờ râu một cái, năm đó rời đi Đông Cương vực vị kia, không nghĩ tới hậu bối đã lớn như vậy. Ngươi biết ta đời trước, Trương Nhược Linh trong con mắt lộ ra một đạo tinh nhuệ thần thái. Năm đó hắn rời đi, vậy từng là vì trợ giúp Trương gia tìm một khối lánh đời chỗ. Lánh đời chỗ, Nam Tiêu Cốc nhưng là chỗ hẻo lánh, nhưng đầy ắp linh khí. Là cực tốt đóng đời, nơi ẩn cư. Chỉ tiếc năm đó, sau khi hắn rời đi, Trương gia tộc dài bị tiểu nhân che đậy, sai đem hắn rời đi làm phản bội. Trương Mạc tiếc nuối vừa nói, nhìn về phía Trương Nhược Linh ánh mắt mang than thở và vui vẻ yên tâm, bất quá khá tốt, con cháu của hắn vậy 10 phần không chịu thua kém. Trương Nhược Linh nghe vậy lộ ra một cái mỉm cười thân thiện. Nếu ngươi đã tiếp nhận ta Trương thị tổ tiên truyền thừa, Nam Tiêu Cốc vốn cũng là ta Trương thị tộc nhân một tay thành lập, lại thuộc về ta Trương thị nhất mạch, được không? Trương Mạc thành tựu đương đại gia chủ, khí lượng bao dung chi tâm 10 phần to lớn, cũng chính vì vậy, Đông Cương vực bên trong, Trương thị con cháu bên ngoài tuy chợt có ngang ngược tên, nhưng lại xử thế công bình. Gia chủ, ngài có thể không biết, ta chuyến này là vì đem tổ tiên võ học nguyên pháp truyền thừa cho các ngươi, ta cùng Diệp đại ca không thể lưu lại quá lâu, để tránh cho các ngươi chọc tới phiền toái. Chẳng lẽ, Vô Cương Vương muốn tìm, chính là các ngươi? Trương Mạc tự nhiên vậy liên tưởng đến Đông Cương vực ngày gần đây không quá bình, lúc này trên mặt bắn ra kinh hãi con mắt. Không sai. Diệp Thần gật đầu một cái, tiến lên một bước, tại hạ Diệp Thần, tới Đông Cương vực là vì tìm người. Tìm người? Đúng, ta muốn tìm Đông Cương vực Vương Đạo Vô Cương. Trương Mạc con người cũng sắp rơi ra ngoài, nếu như không phải là Diệp Thần mặt mũi quá ngay ngắn. Hắn cơ hồ cũng hoài nghi trước mắt người này đầu óc bị hư, lại chạy đến Đông Cương vực đến tìm Đạo Vô Cương. Ngươi có thể biết Đạo Vô Cương ở Đông Cương vực ý vị như thế nào? Chúng ta biết, Trương Nhược Linh gật đầu một cái, cho nên chúng ta sẽ không liên lụy đến các ngươi, truyền thừa công pháp giao cho các ngươi sau đó, ta lập tức rời đi. Trương Mạc trên mặt lộ ra vẻ do dự, Trương Nhược Linh tuổi còn trẻ, tu vi đã như vậy, lại có truyền thừa. Có thể nói là xứng đáng không thẹn Trương gia một đời thiên kiêu. Nhưng nếu là lúc này đối với Đạo Vô Cương, cũng bất quá là một con đường chết. Hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn Trương Nhược Linh vẫn thân, đây là bọn họ người Trương gia, hắn muốn bảo vệ xuống. Quyết định chủ ý sau đó, Trương Mạc thần sắc đổi được trịnh trọng, Nhược Linh, ngươi là ta người Trương gia, ta tự nhiên sẽ không trơ mắt nhìn Đạo Vô Cương khi dễ cùng ngươi. Nhưng là, cái này toàn bộ Đông Cương vực. Không một không phải Đạo Vô Cương địa bàn. Diệp Thần nhìn ra Trương Mạc có lòng phò hộ, trong lòng không khỏi than thở, Trương gia nhất tộc đều là thiên tính thuần thiện hạng người. Đa tạ gia chủ có lòng. Trương Nhược Linh hai tay hợp nhất, một món băng ánh sáng màu xanh thoáng hiện, đem toàn bộ cổ điện chấn động ra một đạo rung động. Một bản vô cùng là vừa dày vừa nặng đạo pháp thần thông vô căn cứ xuất thân, tản ra vô thượng băng xương khí. Đây là băng hồn ghi. Trương Mạc trợn to hai mắt, lịch đại gia chủ vì bảo vệ Trương gia, cũng chỉ có thể tu hành băng hồn ghi tàn quyển, mà hiện tại, phơi bày ở trước mắt hắn lại là một bản hoàn chỉnh băng hồn ghi. Gia chủ, mời ngài nhất định phải thu cất, đem Trương gia truyền thừa tiếp. Trương Nhược Linh vô cùng thần sắc nghiêm túc tràn ngập ở hốc mắt bên trong, rồi sau đó lại quả quyết nói, nếu như lần này chúng ta có thể sống sót, ta
ta sẽ khuyên ca ca ta, đem Nam Tiêu Cốc lần nữa dọn về Trương gia. Được được được. Trương Mạc vậy rõ ràng Trương Nhược Linh mà nói, hiển nhiên nàng đã đồng ý gia nhập Trương gia, bằng vào nàng hấp thu truyền thừa sau cơ duyên, định sẽ là Trương gia đúc một cái càng sáng chói tương lai. Đạo Vô Cương phát ra liền trùng trùng mật lệnh lùng bắt các ngươi, lúc này các ngươi chỉ cần bước ra Trương gia, tùy thời cũng sẽ bị người cố ý bắt, đưa tới Đạo Vô Cương chỗ. Tình hình bây giờ, chỉ còn lại một chỗ có thể đi. Địa phương nào? Trương Nhược Linh tò mò hỏi. Diệt Đạo Thành. Trương Mạc thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều, tựa hồ cái này Diệt Đạo Thành chỉ là nhắc tới, đã là 10 phần cấm kỵ. Diệt Đạo Thành không chịu Đạo Vô Cương quản hạt sao? Diệp Thần nghi ngờ nói, Đạo Vô Cương hoa là vương, làm sao sẽ bỗng dưng để mặc cho một cái Diệt Đạo Thành thoát khỏi nắm trong tay? Hừ, hắn làm sao sẽ không nhớ quản, là hắn không quản được. Trương Mạc hừ lạnh một tiếng, Đạo Vô Cương tàn nhẫn bá đạo, đem toàn bộ Đông Cương vực làm được oán thanh tái đạo, võ tu tới giữa so tài, ở nơi này loại nếp sống dưới ảnh hưởng, như cũ không chết không thôi. Đạo Vô Cương cũng không quản được địa phương. Trương Nhược Linh chậm rãi vừa nói. Ừ, Diệt Đạo Thành là cả Đông Cương vực duy nhất không chịu Đạo Vô Cương nắm trong tay tồn tại, bởi vì có một vị tuyệt thế cường giả trấn thủ ở nơi đó, cho dù là Đạo Vô Cương cũng không dám tùy tiện cùng là địch, bất quá vậy cường giả cũng không cái gì dã tâm, nhiều năm như vậy chỉ là trông nom Diệt Đạo Thành, hai người tới giữa cũng đạt tới loại nào đó thăng bằng. Như vậy, không chịu nổi chịu đựng Đạo Vô Cương quản hạt người, há chẳng phải là đều phải chạy tới Diệt Đạo Thành. A, à, Diệt Đạo Thành bên trong, không có quy tắc, giết hại, tử vong không chỗ nào không có mặt, từ ngươi bước vào Diệt Đạo Thành một khắc, đầu lâu ngươi bên trên đã trôi lơ lửng một chuôi lợi kiếm, tùy thời đều có thể lấy tính mạng ngươi. Trừ phi đến tuyệt lộ, không người nào nguyện ý tiến vào Diệt Đạo Thành. Rõ ràng, Diệp Thần gật đầu một cái này Diệt Đạo Thành đối với Đạo Vô Cương mà nói, căn bản không coi vào đâu, vậy cùng Đạo Vô Cương rằng co cường giả. Có lẽ chỉ là muốn một cái không chịu Đạo Vô Cương ước thúc địa phương. Các ngươi muốn tránh qua Đạo Vô Cương đuổi giết, tốt nhất biện pháp chính là tiến vào Diệt Đạo Thành. Diệp Thần nhìn Trương Nhược Linh một mắt, trước mắt bọn họ xa không phải Đạo Vô Cương đối thủ, chỉ sợ còn không để cho Phong Thiên Thương cùng đối lập, bọn họ trước hết bỏ mạng. Cho nên việc cần kíp, vẫn là tạm lánh phong ba. Chúng ta nguyện ý. Trương Nhược Linh nói, nàng tiếp thu truyền thừa sau đó. Thực lực bây giờ đã lại lần nữa leo lên, khó khăn lắm có thể đuổi theo Diệp Thần bước chân, bỏ mặc Diệt Đạo Thành như thế nào nguy hiểm, nàng cũng sẽ dứt khoát quyết nhiên cùng ở Diệp Thần bên người. Diệp Thần nhìn một cái Trương Nhược Linh, ngươi không cần cùng ta mạo hiểm. Diệp đại ca, ngươi đừng quên, không có ta, ngươi có thể cũng chưa có trời xanh văn ấn. Trương Nhược Linh dí dỏm nhỏ diễn cảm, lúc này xuất hiện lần nữa. Được rồi. Nhìn thấu Trương Nhược Linh kiên trì, Diệp Thần không thể làm gì khác hơn là lại nữa cùng phản bác, Diệt Đạo Thành, hắn có lòng tin có thể bảo toàn Trương Nhược Linh. Chân thực không được, cháy huyền yêu tinh máu chính là. Được, ta có một phe trận pháp, có thể trực tiếp đem các ngươi hai người đưa vào Diệt Đạo Thành. Trương Mạc buồn bực nói, Nhược Linh, vô luận như thế nào, hy vọng ngươi có thể bình an trở về. Gia chủ yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại, Trương Nhược Linh nói. Đã như vậy, các ngươi liền cùng ta tới, ta lập tức khởi động vậy liên thông Diệt Đạo Thành trận pháp. Sau một nén nhang, làm trận pháp lối đi biến mất trong nháy mắt, Trương Nhược Linh thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp đại ca, đây chính là Diệt Đạo Thành sao? Gào thét lạnh thấu xương gió cát, tàn quyển trước tầng tầng mây sương mù. Vô số liếm máu con người rắn giỏi, lúc này đang chiếm cứ ở Diệt Đạo Thành bên trong. Diệp Thần và Trương Nhược Linh xuất hiện. Ngay tức thì đưa tới tất cả mọi người chú ý, bọn họ không giống với những người khác lối ăn mặc, ngay ngắn mà sạch sẽ áo khoác, cùng những cái kia trong tay dính đầy máu tươi, trên áo bào lật đổ có máu khô khốc dấu vết người một trời một vực. Vô số Diệt Đạo Thành võ tu, nhìn về phía Diệp Thần và Trương Nhược Linh ánh mắt, giống như là chó sói theo dõi con mồi. Diệp Thần nhưng một mặt lãnh đạm kéo Trương Nhược Linh hướng Diệt Đạo Thành bên trong đi tới. Mới tới, muốn nhập ta Diệt Đạo Thành. Biết quy củ không? Một vị ông già nửa nằm ở trên cửa thành, hắn bên người là không đếm xuể người làm, người trước gục ngã người sau tiến lên hầu hạ. Diệp Thần lộ ra lau một cái lãnh đạm nụ cười, ta nghe nói, Diệt Đạo Thành dựa vào thực lực nói chuyện, muốn mang muội muội mưu cái con đường sống. Ha ha ha,
ta vẫn là lần đầu tiên nghe có người cầm diệt đạo thành làm con đường sống. Lão kia người cuồng vọng nụ cười oanh triệt, cửa thành dưới tất cả trạng thái người đàn ông, vậy rối rít phát ra châm chọc nụ cười. Ta cũng là lần đầu tiên thấy có người nếu không phải là đuổi chịu chết. Diệp Thần thờ ơ vừa nói, không chút nào nhượng bộ. To gan. Một tiếng giống giận, tràn đầy vô tận sát ý. Chỉ gặp một người thanh niên nam tử bước lên trước, toàn thân bao phủ ở vàng rực bên trong, sáng chói lóa mắt, đâm người không mở mắt nổi mâu. Vậy chàng thanh niên nhìn chằm chằm Diệp Thần, ánh mắt lạnh lùng như điện, thân hình nhưng bỗng nhiên lao ra, một cán kim thương phá không tới, mang rồng vàng khổng lồ mãnh liệt dâng trào. Trong chốc lát, toàn bộ diệt đạo thành điên cuồng rung động, vậy hoàng kim cự long nhanh như tia chớp, hàm chứa vô hạn ý định giết người, đã ầm ầm tấn công tới. Đại thành người tuyệt thế thương pháp, hàm chứa vô thượng hoàng kim cự long vậy quy luật ý, này nam tử tu vi đã đụng chạm thái chân cảnh. Phá! Diệp Thần nhẹ a một tiếng, bước lên trước, ngăn ở Trương Nhược Linh trước người, trong tay sát kiếm nhất ra, lập tức cho thấy kinh thiên kiếm mang, ngang trời lướt qua, vạch ra một đạo vô cùng tươi đẹp quỹ tích. Trong hư không, kiếm hoa giống như mặt trời rực rỡ vậy tách thả ra, tùy ý cuồng lưu, cần phải đánh về phía hoàng kim súng. Hai người hung hãn đụng vào nhau, trong nháy mắt, kiếm khí, thương mang hết thảy vỡ nát tan thành mây khói. Lại chặn lại, chàng thanh niên ánh mắt đông lại một cái, rất là bất ngờ, rất ít có người có thể tránh thoát cái này đánh bất ngờ một chiêu. Vèo! Thằng nhóc, người biết ngươi là ở nơi nào sao? Đi tới ta diệt đạo thành, liền phải tuân thủ ta diệt đạo thành quy củ. Từng đạo bóng người cướp gần, đối với Diệp Thần và Trương Nhược Linh, lộ ra bao vây thế. Từng đạo hoàng kim cương khí cùng với quy luật phun trào, mơ hồ tạo thành một cái hợp kích bí thuật. Oanh! Diệp Thần trên mặt mang nhàn nhạt cười nhạt, vậy không mở miệng, ngay tức thì ngưng tụ ra vô biên luân hồi huyết mạch lực, cũng đem huyết mạch kia lực, hóa là cực lớn bàn tay, nhắm ngay chàng thanh niên mặt vỗ xuống. Trong nháy mắt, tìm cớ gây sự diệt đạo thành võ tu cũng cảm nhận được liền rung động, giống như trên bầu trời một tòa vạn trượng cự nhạc hoành rơi xuống, đập về phía bọn họ. Phòng. Chàng thanh niên giống to, nhưng cũng không thể ra sức, chỉ có thể vận dụng lực lượng toàn thân, tạo ra một đạo hoàng kim vòng bảo vệ, hết sức chống cự. Chỉ là Diệp Thần một trưởng này, không chỉ có xuyên qua trước luân hồi huyết mạch, còn có ngũ trọng thiên hủy diệt đạo ấn gia trì, thật ra thì ngươi chờ con kiến hôi có thể phá vỡ. Vậy chàng thanh niên bị một trưởng này chụp ở dưới đất, quanh thân chỉ còn lại gương mặt miễn cưỡng lộ ra một nửa, nhưng cũng đã máu thịt mơ hồ. Ở diệt đạo thành lâu như vậy, thậm chí vẫn không biết, có vài người, không thể chọc sao. Diệp Thần cúi đầu, nhìn chăm chú đã mất mạng thanh niên người, diễn cảm 10 phần bình tĩnh, tựa như cùng mới vừa chỉ là đập chết một con ruồi vậy. Nếu ngươi rượu mời không uống nếu không phải là uống rượu phạt, vậy thì không nên trách ta không khách khí. Nguyên bản nằm ngang ở cổng thành trên ông già, lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt giống như rắn rết. Hắn đã rất nhiều năm không có gặp qua, có người dám làm hắn mặt người giết hắn. Chiến! Theo ông lão ra lệnh một tiếng, nguyên bản bên người hắn phục vụ tùy tùng đồng loạt gầm nhẹ, từng đạo màu hoàng kim chùm tia sáng vọt lên, giao hội chung một chỗ, lại hình thành một chiếc hình người chiến xa. Phía trên vô số cổ xưa phù văn triện phù, ngưng tụ uy áp ngập trời. Ông già quanh thân hoàng kim cương khí phun trào, ngưng tụ thành một kiếm hoàng kim khôi giáp. Hắn thân thể từ từ lăng không, hướng vậy hoàng kim chiến xa lên, một bộ phải ngồi chiến xa chinh chiến tứ phương hình dáng. Trong chốc lát, toàn bộ diệt đạo thành, lưu chuyển lên tiếng chiến ca, phảng phất là ở là hắn cổ võ trợ uy vậy. Cổ xưa hoàng tộc xuất chinh giống như, lúc này triển hiện tinh tế. Hắn rốt cuộc là người nào? Trương Nhược Linh nhỏ giọng hỏi, không nghĩ tới bọn họ vừa mới tới diệt đạo thành, liền gặp phải một cái như vậy phiền toái lớn. Hừ, hắn là người chết. Diệp Thần ngang ngược nói, thân hình đã bạo ngược lên. Vạn đạo chảy xiết, hủy diệt đạo ấn. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, một kiếm đã ngang nhiên đâm ra, tốc độ cực nhanh. Từng luồng hủy diệt khí, quấn quanh ở sát kiếm bên trên. Ở vô tận đạo ấn phủ văn bên trong, cường hãn nhất, chính là hủy diệt đạo ấn. Cuồng bạo khí tức hủy diệt, không ngừng bùng nổ, không ngừng nổ tung. Diệp Thần một kiếm này, mang đạo ấn đứng đầu thần uy, như muốn hủy thiên diệt địa vậy, hung hăng giết hướng lão kia người. Suy rồi.
Sát kiếm phá vỡ bầu trời, đúng phiến hư không, giống như là màn sân khấu vậy, bị phá vỡ một vết thương, không gian quy luật toàn bộ vết nứt, lộ ra nhỏ vụn ngân hà lưu quang, trực tiếp từ thiên khung kẽ nứt chỗ, chút xuống ra. Một khắc sau, vậy lượng hoàng kim giáp xe, kim quang tán loạn, những tùy tùng kia rối rít miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên đã kinh bị trọng thương. Toàn bộ diệt đạo thành từng làm người ta nghe tiếng sợ vỡ mật hợp kích, ở diệp thần dưới một chiêu, toàn bộ bị bại. Ông già thân thể treo trên bầu trời, ánh mắt như điện, trong ánh mắt nhúc nhích nóng rực sát ý, vẻ mặt vô cùng làm khó xem. Hắn không nghĩ tới, cái này như vậy trẻ tuổi lại chỉ có thủy nguyên cảnh tiểu tử lại thực lực chiến đấu lớn mạnh như vậy. Chủ nhân, hắn đã phá hoại diệt đạo thành quy tắc, tự nhiên sẽ có người thu thập hắn. Nguyên bản bảo vệ ở ông già trước người tùy tùng, lúc này lặng lẽ đi tới sau lưng lão giả, lên tiếng nhắc nhở. Ông già hội ý chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt bộc lộ ra tàn nhẫn sát ý. Hừ, để cho ngươi sống lâu mấy năm. Từng đạo cổ xưa chuông cổ tiếng vang lên, màu hoàng kim sương mù dày đặc đem ông già đạt tới tùy tùng bao ở trong đó, rồi sau đó biến mất không gặp. Cái này thủy nguyên cảnh tiểu tử làm sao sẽ cường hãn như vậy? Nam cương vực lúc nào xuất hiện cái này cùng yêu nghiệt? Những cái kia muốn ngư ông đắc lợi võ tu, lúc này thấy diệp thần nhất kích oai, vậy nồng đậm hủy diệt khí, để cho bọn họ chùn bước, trong lòng tràn đầy vui mừng, may mà là người khác đi trước chạm đến thanh niên nghịch lân. Còn có muốn xem cỡ quả đấm, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Diệp thần thản nhiên thu chỉnh hạ áo khoác, khóe miệng vuốt vẻ tươi cười, tựa hồ còn có một chút chưa thỏa mãn vậy. Không có ai động, lão kia người cũng coi là diệt đạo thành xếp hàng trên cường giả, mà lại ở thanh niên này dưới quyền không qua một chiêu. Đủ để thuyết minh, cái này vừa mới đến thanh niên, đem là như thế nào tồn tại. Diệp đại ca, người thật là thật lợi hại. Trương Nhược Linh không nhịn được thở dài nói, nàng không nghĩ tới Diệp thần thực lực lại có thể cùng lão kia người chống đỡ được, hơn nữa, chỉ dùng một chiêu, liền đánh tan hoàn toàn hắn. Không nên cao hứng quá sớm, ta cũng không phải chân tránh đánh bại hắn. Diệp thần lắc đầu một cái, ta cảm giác lòng đất dưới có trận pháp là ta gia trì. Vì ngươi gia trì, Trương Nhược Linh lấy làm kinh hãi, nàng và Diệp thần là lần thứ nhất tới đến cái này Đông Cương vực. Chẳng lẽ Diệp thần tổ tiên cũng là xuất từ Đông Cương vực? Ngươi đang suy nghĩ gì? Diệp thần buồn cười nhìn Trương Nhược Linh, cái này bé gái não đường về luôn là vô cùng thanh kỳ. Không việc gì, không việc gì. Trương Nhược Linh vội vàng chột dạ lắc đầu một cái. Lòng đất trận pháp, chính xác một chút nói, cũng không phải là vì ta, mà là cho tất cả trên người có hủy diệt đạo ấn người. Ta sử dụng hủy diệt đạo ấn, cho nên bị trận pháp gia trì, hủy diệt lực gấp bội tăng trưởng. Ở một trình độ nào đó, bước cấp áp chế đối thủ. Hủy diệt đạo ấn trận pháp. Trương Nhược Linh khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhíu, nàng bây giờ kiến thức dự trữ có hạn, con đường đi tới này rất nhiều thứ nàng trước cũng chưa có nghe nói qua, lúc này cũng không thể trợ giúp Diệp Thần giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Diệp Thần nhưng chỉ là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt lưu chuyển hướng cửa thành dưới những thứ khác cường giả. Nguyên bản những cái kia đỏ thắm thị huyết con ngươi, lúc này lại vậy né tránh Diệp thần nhìn chăm chú. Bọn họ rất rõ ràng, cái này lãnh đạm thanh niên, thực lực xa xa vượt qua bọn họ dự liệu, đã không phải là bọn họ có thể mơ ước. Vậy chúng ta vào đi thôi. Trương Nhược Linh lộ ra lau một cái thám hiểm thần sắc, nàng có Trương gia tổ tiên truyền thừa, tu vi đã không thể thường ngày mà nói, liền thành môn hạ đám này con kiến hôi, nàng một người cũng đủ để đối phó. Diệp thần và Trương Nhược Linh không chút nào che giấu nghênh ngang tiến vào diệt đạo thành, phía sau là vô số đạo đi theo ánh mắt. Một bước vào diệt đạo thành, Trương Nhược Linh đột nhiên khẽ che trước miệng mũi, diệt đạo thành bên trong mùi máu tanh cực kỳ mãnh liệt, để cho người cảm thấy vô cùng buồn nôn. Trong thành đùng đùng thanh âm tràn ngập, kêu đánh kêu giết tiếng mắng chửi, không chút nào võ tu khí độ cùng thần thái. Diệp thần kinh thiên sát chiêu, để cho vô số diệt đạo thành muốn đánh nghiêng chủ ý người. Rối rít né tránh, cho bọn họ hai người trừ lại một cái có thể thông qua đường tắt. Tới hai ly trà. Diệp thần dửng dưng hướng một nơi thấp lùn trà lâu đi tới, nguyên bản không còn chỗ ngồi trà lâu, vậy ngồi ở trước mặt nhất hai cái võ giả, lúc này gặp hắn Diệp thần hai người đi tới, ôm trước trường kiếm của mình đã đứng lên. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, không có người muốn chống cự. Diệp thần mang Trương Nhược Linh cũng không có chê ý, đã ngồi xuống. Trà bằng lão bản vội vàng đưa lên một chén trà.
Vậy trà bất quá là nước trong vẻ, miễn cưỡng có thể hơi dâng lên một chút trà sắc, chén bên trên còn có vừa dày vừa nặng bả trà, để cho người hoài nghi điểm này trà sắc, là bởi vì là nước nóng đem ngâm liền tầng này tầng bả trà. Trương Nhược Linh bĩu môi sừng, như vậy trà nàng căn bản không nuốt trôi. Quấy dày một tí, mới vừa lão kia người thân phận gì. Diệp Thần vừa nói, vừa từ trong ngực móc ra một viên thuốc, phẩm chất chí cao. Cái vị công tử này, hắn tự xưng Diệt Đạo Kim Tôn, cùng thành chủ điện bên trong vị kia miễn cưỡng leo lên một chút quan hệ. Một cái tay mắt lanh lẹ võ giả, vội vàng đem đan dược kia cướp ở trong tay, nhanh chóng trả lời. Mới vừa thủ hạ hắn hình như là nói ta phá hư quy củ, Diệt Đạo Thành có cái gì quy củ? Một cái vấn đề, một viên đan dược. Vậy người đàn ông lộ ra lau một cái nụ cười xu nịnh, như vậy thuốc viên phẩm chất cao, ở Diệt Đạo Thành địa phương như vậy đơn giản là có giá cả vô giá, nếu như không phải là bọn họ cũng tuyệt lộ, ai sẽ nguyện ý ở Diệt Đạo Thành địa phương như vậy kiếm sống. Diệp Thần ánh mắt híp lại, lộ ra lau một cái nguy hiểm con mắt. Nhân tính tham lam chiếm cứ cái này người đàn ông lý tính, nếu như có thể lại đạt được mấy viên như vậy đan dược, vậy hắn có thể ở Diệt Đạo Thành sống cực kỳ lâu. Ai như giết hắn, trả lời ta vấn đề, ta cho hai viên đan dược. Diệp Thần bình thản thanh âm vang lên, cúi đầu nghiêm túc nhìn trước mắt vậy ly nước trà, nhưng cũng không có uống vào. Bành! Một chuôi mang máu trường thương đã xuyên thấu vậy người đàn ông ngực, hắn trong mắt còn mang kinh ngạc, người xuất thủ, bất ngờ chính là mới vừa cùng hắn ngồi cùng bàn ăn cơm bằng hữu. Người nói, hai viên đan dược. Người nọ vóc người nguy nga, hơi có chút mập da sưng lên, một đầu ngắn lông, lúc này đơn giản khoác liền cái búi tóc, ăn ở sau ót, một xem gương mặt nhưng thật ra là có chút ngây ngô mộc. Diệp Thần lạnh lùng quay đầu nhìn về phía hắn. Nhưng là nhàn nhạt nói, người vẫn không trả lời vấn đề. Người nọ đã đẩy ra người đàn ông trước bắt được đan dược, giấu ở trong ngực mình, tham lam nhìn về phía Diệp Thần ống tay áo, mới chậm rãi nói, Diệt Đạo Thành thật ra thì không có quy tắc, thực lực chính là vương đạo, nhưng là tất cả xuất hiện ở Đông Cương vực vương lệnh ở giữa người, đi tới Diệt Đạo Thành phải tiến cống. Tiến cống? Diệp Thần nhíu mày một cái này còn là hắn lần đầu tiên nghe nói. Dĩ nhiên. Người tiến vào Diệt Đạo Thành, bị Diệt Đạo Thành che chở, tự nhiên muốn vào cống. Người tiến vào Diệt Đạo Thành, không có hướng Kim Tôn tiến cống, ngược lại ra tay đánh rơi, dĩ nhiên là phạm vào Diệt Đạo Thành quy củ, phá hư chúng ta Diệt Đạo Thành thăng bằng. Diệp Thần tiện tay ném hai viên đan dược cho hắn, trong tay nhưng lại chậm rãi cầm ra một viên, để lên bàn. Vậy sẽ như thế nào? Vậy bên ngoài ngây ngô một người đàn ông vội vàng đem đan dược thu. Hướng bốn phía mắt lom lom nhìn về phía người hắn, phất phất tay bên trong còn mang máu trường thương, đang chuẩn bị mở miệng. Hôm nay tước khởi Nam Kiều, là vị đạo hữu nào đi tới ta Diệt Đạo Thành? Một tiếng vô cùng là thanh âm vang dội từ chân trời vang lên, thanh âm kia khoan hậu có lực, tiếng tựa như chuông lớn. Vậy ngây ngô một người đàn ông nhìn một cái Diệp Thần để ở trên bàn đan dược, nhưng không lên tiếng nữa, thân hình chậm rãi lui về phía sau trước. Xem ra thanh âm này là tới tìm ta. Diệp Thần chậm rãi đứng dậy, tỏ ý Trương Nhược Linh chờ hắn trở về. Diệp đại ca, người tới không tốt, vạn sự chú ý. Diệp Thần bước chân nhẹ đạp, thân hình đã bắn ra, ngay tức thì sừng sững ở trên hư không, hắn ngưng mắt nhìn người trước mặt, như cũ lãnh đạm tại hạ Diệp Thần. Thủy Nguyên Cảnh, một tên nam tử vui vẻ cười to trước, cười bên trong nhưng ẩn giấu một chút sát ý. Diệp Thần thần hồn đã bao trùm ở toàn bộ trên hư không, ngay tức thì toàn bộ mở, nhận ra được trừ trước mắt nam tử này ra, vùng lân cận còn có hai đạo vô cùng là cường hãn hơi thở. Những thứ này sóng quyệt vân quỷ hơi thở, ẩn chứa vô tận giết hại hủy diệt hơi thở. Nếu đã tới, sao không cùng tiến lên, giấu đầu lòi đuôi hành vi là Diệt Đạo Thành đạo đãi khách sao? Diệp Thần tỉnh dụi vừa nói, trong tay sát kiếm đã lộ ra vậy kéo dài kiếm ảnh. Xoát xoát. Hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở nam tử kia cỡ đó, tướng mạo lại ba người giống nhau như đúc. Ba tên kia lại đồng thời ra tay. Trà bằng bên trong có người xì xào bàn tán nói, Trương Nhược Linh nghe càng phát ra lo lắng. Hừ, ngươi thằng nhóc này, loạn ta Diệt Đạo Thành pháp kỷ, làm nhục ta Diệt Đạo Kim Tôn, hôm nay ta tam kiệt là Diệt Đạo Thành trừ hại. Ba cái nam tử miệng đồng thanh nói, động tác thần thái cơ hồ giống nhau như đúc. Trên mình quần áo trang sức cũng là hoàn toàn nhất trí,
một lần để cho Diệp Thần cảm thấy đó bất quá là hai đạo hư ảnh, đang hư trương thanh thế. Bảo, ba chuôi trường thương cùng trong chốc lát cùng góc độ, đâm về phía Diệp Thần. Mà Diệp Thần trong cơ thể, vậy phát ra một tiếng oanh to lớn tiếng vang. Hắn biết ở chỗ này, tốt nhất vận dụng hủy diệt đạo ấn lực lượng. Một khắc sau, vậy vô cùng hào hùng hủy diệt lực, từ Diệp Thần trong cơ thể lao ra, nghênh hướng trường thương nổ lực, hai người ở trong hư không va chạm, đồng loạt tiêu trừ. Vậy ba người nhất kích không trúng, rốt cuộc xé xuống bọn họ giả vờ nho nhã mặt nạ, bại lộ bọn họ mục đích thực sự, ba đoàn oanh thiên sấm chớp mưa bão đã từ bọn họ trường thương đầu thương dẫn lưu ra. Sấm sét tàn phá, cuồng bạo gió cát, nhọn mưa mũi tên, gào thét mà đến trường thương kiếm mang. Ba đạo đồng nguyên hơi thở, lấy vô cùng là nghịch thiên dáng điệu hướng Diệp Thần đánh tới. Tựa như một giây kế tiếp, liền đại biểu Diệp Thần vô tận tử vong. Diệp Thần con người đông lại một cái, hồn thể đổi thành, huyền thể hóa linh thần thông, cùng thi triển, cuồn cuộn linh lực lại là hướng huyền linh châu bơm vào đi. Đồng thời, một đạo nguyên phù hội tụ. Tuất thổ nguyên phù, hoàng thành trấn thiên kiếm. Bình bịch bịch. Chín chuôi tuất đất nguyên kiếm đã phò hộ ở Diệp Thần bốn phía, vậy đẩy đà tuất đất nguyên khí, đem tất cả sấm chớp mưa bão gió cát toàn bộ che lại. Phá! Đạo sinh nhất, cả đời ba, tam sinh vạn vật. Ba người đồng thanh cùng tiếng nói, vô cùng là cường hãn tam sinh đạo hội tụ ở trường thương bên trên, nồng đậm mũi thương, thật giống như treo vô tận thương khung lực, trực tiếp lật ngược vậy canh giữ ở phía trước nhất tuất đất trấn thiên kiếm. Trương Nhược Linh hàn băng trường thương nơi tay, tổ tiên đạo nguyên thần thông nàng lúc này đã có thể thi triển 50% cỡ đó, không sợ chết vậy xông về Diệp Thần. Vậy hàn băng trường thương che lấp vô cùng nồng đậm băng xương lực, lại có thể không thể tưởng tượng nổi cứng rắn chống đỡ vậy ba đạo thế công. Diệp Thần mặc dù đối với Trương Nhược Linh xuất hiện cảm thấy giật mình, nhưng cũng biết dưới mắt không thể hết lấy xem nhẹ, hắc ám nguyên phù nhanh chóng sử dụng, toàn bộ hư không rơi vào một phiến hắc ám bên trong. Sát kiếm nhân cơ hội càn quét, đem vậy ba đạo thế công đẩy lui, chính hắn thì kéo Trương Nhược Linh bước lui ra vậy ba người phạm vi công kích. Nho nhỏ biện pháp che mắt. Vậy ba người ở hắc ám bên trong cười lạnh một tiếng, lời nói vừa dứt, ba chuôi trường thương giao hội chung một chỗ, tạo thành một cổ minh mông mặt trời đỏ quy luật, sống sờ sờ phá vỡ bóng tối bọc. Mà bọn họ trường thương nơi công kích địa phương, bất ngờ chính là Trương Nhược Linh chỗ. Đáng chết! Diệp Thần cắn răng, nháy mắt tức thì, cả người da thịt cũng nổi lên hủy diệt đạo ấn hủy diệt quy luật, hắn hủy diệt đạo ấn đã ngũ trọng thiên, năm đạo hủy diệt quy luật thấm vào oanh thiên diệt đất hủy diệt lực, để cho hắn khí thế của cả người ác liệt tới cực điểm. Giết cho ta! Nhìn bạo trào mà đến ba người, Diệp Thần trong mắt bên trong, nổ lên kinh thiên sát khí. Sát kiếm quơ múa, thần uy như ngục. Hủy diệt đạo ấn, hắc ám thần chém. Diệp Thần ngửa mặt lên trời bạo a, canh kim nguyên phù và hắc ám nguyên phù cũng vào giờ khắc này thả ra, tầng tầng đạo ấn thần huy, hòa lẫn nguyên phù hơi thở, cuối cùng hóa là một đạo đen nhánh mang chém, điên cuồng phá không mà ra. Vậy ba người đối mặt cái này kinh thiên nhất kích, đồng thời chắp hai tay, xích ánh sáng màu vàng hội tụ thành một tôn vạn trượng cao đạo nguyên pháp tướng, vậy pháp tướng vậy như ba người vậy, chắp hai tay, quanh thân ánh sáng tùy ý. Đây là vô cùng là cường hãn phòng vệ công pháp. Diệp Thần trong bụng rét một cái, có dưới đất này trận pháp ra chỉ hủy diệt đạo ấn, lại không có thể để cho cái này ba người trả giá thật lớn. Phốc suy, đen nhánh kiếm mang ngang qua ở pháp tướng bên trên, giống như rung động vào nước, nhẹ bỗng không còn gì vô tồn. Cho ta diệt. Vậy pháp tướng to lớn, mở ra khép lại đôi mắt, ngón tay mang vô thượng đạo nguyên khí, chôn vùi mà bá đạo. Trương Nhược Linh cơ hồ tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, giờ phút này liền nàng đều cảm giác được vậy pháp tướng ngón tay nơi lôi cuốn uy năng, rợn cả tóc gáy vẫn diệt oai. Diệp Thần trong mắt lóe lên kiên quyết, lại là chuẩn bị cháy huyền yêu tinh máu. Liều mạng, rào rào, ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc để gặp, một cái chất phác không màu mè bàn tay, từ trong hư không chém triển lộ ra, đẩy ngang ở đó ngón tay bên trên. Vậy pháp tướng to lớn. Ở tiếp xúc tới một trường này thời điểm, ngay tức thì hóa là phấn vụn. Mà vậy pháp tướng sau lưng ba người, lúc này trong miệng cũng đã văng tung tóe ra máu tươi, ở bàn tay này uy lực dưới, thân thể đánh bay ra. Một cái hình dạng như ăn mày người, đang đứng ở Diệp Thần trước mặt, sắc mặt nhìn bằng nửa con mắt nhìn về phía Diệp Thần.
quỳ bái tại ta, ta chẳng những sẽ che chở ngươi, còn sẽ thỏa mãn một mình ngươi nguyện vọng. Diệp Thần nhìn thần bí nhân này trên cao nhìn xuống dáng vẻ, phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Vậy ta nếu là không quỳ bái đâu? Người thần bí nhìn chằm chằm Diệp Thần, trong mắt dần dần lộ ra nồng đậm sát ý, không quỳ bái, vậy hãy để cho ta ba vị này tiểu hữu kết quả ngươi. Ha ha ha, mạng người mà thôi, bọn họ có thể giết, cầm chính là. Diệp Thần lộ ra lau một cái hào phóng vẻ mặt, chỉ dùng một chiêu là có thể để cho ba người đồng thời tránh lui, như vậy thực lực, dõi mắt toàn bộ Diệt Đạo Thành, phỏng đoán cũng chỉ có Trương Mạc nói vị kia Diệt Đạo Thành cường giả có thể làm được. Bất quá đối phương nếu xuất thủ cứu bọn họ, tuyệt sẽ không đơn giản như vậy. Muốn giết Diệp đại ca, trước qua ta cửa ải này. Trương Nhược Linh hoành súng ở phía trước, vô cùng bá đạo hàn băng khí tức, nhanh chóng từ mặt đất cuộn sạch mở. Chủ nhân, vậy ba cái bị người thần bí đánh lui huynh đệ, lúc này đã lẫn nhau đỡ về tới đây, vô cùng là cung kính hướng người thần bí đi. Thần bí nhân kia trong tay sắc bén lần nữa bạo tăng, bàn tay thay đổi, một chưởng đánh vào trên mặt đất. Một chưởng này, để cho tất cả người ở chỗ này tim tựa như cũng tại nháy mắt tức thì này ngừng đập, một cổ rợn cả tóc gáy cảm giác nguy cơ tràn ngập ở bọn họ toàn thân bên trên. Vô cùng ngang ngược hủy diệt lực, từ thần bí nhân kia trong tay sôi trào ra, hung tợn đánh vào hướng Diệp Thần. Diệp Thần trong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, người thần bí hủy diệt oai, cùng mình hủy diệt đạo ấn, làm sao như vậy tương tự. Lúc này vậy không kịp ngẫm nghĩ nữa, Diệp Thần đẩy ra Trương Nhược Linh, luân hồi huyết mạch kịch liệt thiêu đốt, sát kiếm bên trên vậy rậm rạp chẳng chịt bày hủy diệt đạo ấn thần uy, hướng thần bí nhân kia hủy diệt quy luật nhất kích, oanh chém đi. Ùm ùm. Một đạo nuốt trời sóng khí, tạo thành hình dạng như nấm to lớn sóng mây, sôi trào ở trong hư không bay lên. Ha ha ha. Thần bí nhân kia lại đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, nguyên bản vậy sát ý ngập trời, trong phút chốc, lại không còn gì vô tồn. Trương Nhược Linh không rõ cho nên nhìn về phía Diệp Thần, cái này Diệt Đạo Thành người tựa hồ cũng có một chút điểm tâm trí thiếu sót, điên điên khùng khùng. Cùng ta tới. Thần bí nhân kia ngoắc ngoắc ngón tay, một chân chỉa xuống đất, đã hướng vậy Diệt Đạo Thành duy nhất cung điện đi. Diệp Thần nhìn xem Trương Nhược Linh, ta đi một chút sẽ trở lại. Trương Nhược Linh lắc đầu một cái, ánh mắt nhưng là kiên định, Diệp đại ca, ta cùng ngươi cùng đi. Diệp Thần trầm ngâm hồi lâu. Thần bí nhân kia âm tình bất định, hắn lo lắng Trương Nhược Linh đi theo hắn sẽ gặp nguy hiểm. Diệp đại ca, toàn bộ Diệt Đạo Thành đều là hắn địa bàn, đi theo ngươi, ta mới là an toàn nhất. Trương Nhược Linh lời ấy không phải là giả, Diệt Đạo Thành đều là thần bí nhân kia định đoạt, Trương Nhược Linh ở nơi nào đều là giống nhau. Được. Rất nhanh hai đạo thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Mấy tức sau đó, một tòa trống trải bên trong đại điện. Bầu không khí ngưng trọng đến trình độ cao nhất. Diệp Thần và Trương Nhược Linh trước mắt chỉ có một phe 10 phần rộng lớn bàn gỗ, phía trên bầy đầy bầy la liệt thức ăn. Rất sợ ta à? Người thần bí ánh mắt lộ ra một chút trêu đùa mùi vị, trước mặt hắn chất đống tất cả loại thức ăn. Không cần câu nệ, ăn một chút đi. Người thần bí tựa hồ không chút nào thái chân cảnh siêu cấp cường giả động tác võ thuật đẹp, lúc này gác chéo chân, đang không chút kiêng kỵ ăn như hổ đói. Trương Nhược Linh cảm thấy lúc này hình ảnh lại có chút cay ánh mắt, như vậy lôi thôi lếch thếch người, lại là cùng đạo vô cương như nhau đứng đầu tồn tại. Có lời không ngại nói thẳng. Diệp Thần như cũ cảnh giác chi tâm nổ tung, trong hoàng tuyền đồ hoang ma thiên kiếm, lúc này đã dục dịch, chỉ cần Diệp Thần tâm niệm vừa động, sẽ bị phá đổ ra. Ta sẽ không hại ngươi, thần bí nhân kia tựa hồ cố ý nhạo báng vậy, cũng sẽ không ép ngươi quỳ bái. Diệp Thần không nói. Cái này cũng cái gì não đường về, cái này Diệt Đạo Thành chủ nhân, lại như vậy suy nghĩ thanh kỳ sao? Ngươi lại xem, đang ăn như hổ đói người thần bí, lúc này trong tay đã hiện lên một quả hủy diệt đạo ấn. Phía trên vậy tầng tầng lớp lớp hủy diệt quy luật, dòng dã có 7 cái nhiều, đây lại là hủy diệt đạo ấn thất trọng thiên. Diệp Thần trong lòng khiếp sợ không thôi, trước hắn cũng đã cảm giác được thần bí nhân này hủy diệt lực, cùng hắn vô cùng tương tự. Không nghĩ tới hắn lại cũng có hủy diệt đạo ấn. Nhiều năm qua như vậy, ta bàn cưa ở chỗ này, chính là ở cùng một cái có hủy diệt đạo ấn tầng 6 lại nhỏ tuổi tại 100 tuổi yêu nghiệt. Diệp Thần nghe lời nói này, mơ hồ đoán được cái gì, hơi mím môi một cái, nhưng mà ta chỉ có ngũ trọng thiên hủy diệt đạo ấn.
Thần bí nhân kia nhưng lắc đầu một cái, ta đã đợi mấy chục ngàn năm, không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, đem ngươi là ta hy vọng duy nhất. Diệp thần không nói gì, hơn nữa nhìn người thần bí nhân, hắn khóe miệng còn giữ thức ăn cặn bã, bóng loáng mặt mày mặt mũi, không có chút nào cường giả tôn nghiêm. Ngươi có thể kêu ta cửu điên, ta sẽ giúp ngươi đột phá tầng 6. Cái gì điều kiện? Trên trời sẽ không hết nhân bánh, hủy diệt đạo ấn đột phá khó khăn, Diệp thần trong lòng hiểu rõ. Lúc này cái này điên điên khùng khùng cửu điên lại muốn một lần hành động trợ giúp mình đột phá, tất nhiên có mưu đồ. Giúp ta làm một chuyện. Cửu điên để tay xuống ở giữa thức ăn, nghiêm mặt nói. Không muốn, Diệp thần không chút do dự cự tuyệt, hủy diệt đạo ấn, chính ta cũng có thể đột phá, không cần ngươi trợ giúp. Cửu điên không biết cớ gì, tựa hồ không muốn dùng võ lực bức bách Diệp thần thần phục, con mắt thâm thúy nhìn về phía Diệp thần. Ta có thể giúp ngươi đạt thành ngươi chuyến này mục. Chúng ta mục đích chuyến đi này đã đạt thành, Diệp thần nói. Trương gia về điểm kia truyền thừa, vậy không biết xấu hổ lấy ra nói. Cửu điên vô cùng là khinh thường nói, cho dù Trương Nhược Linh ở trước mặt hắn, hắn vậy không che giấu chút nào hắn đối với Trương thị nhất mạch coi thường. Ngươi biết ta tại sao đến? Diệp thần con mắt nhẹ nhàng thay đổi, kéo Trương Nhược Linh ngồi xuống, cầm lên cửu điên đã sớm là bọn họ chuẩn bị xong bữa ăn cái, dùng đũa nhẹ nhàng chọn một khối xương sống cốt. Đạo vô cương những cái kia năm chuyện xấu không chừa, chiếm Đông Cương vực muốn này tàn sinh, có một chút điểm gió thổi cỏ lay, cũng hận không được người người đều biết, ta muốn không biết vậy rất khó à. Diệp thần nhẹ nhàng nhai kỹ khối này xương sống cốt, đây cũng không phải thức ăn thông thường, hắn thậm chí từ trong nếm ra một chút dược tính, xem ra cái này cửu điên nếu như không phải là ở thông qua linh dược tăng lên mình tu vi, đó chính là trong thân thể có nội thương, thật lâu không thể khôi phục. Người có phải hay không cũng cảm thấy được cái này ăn thật ngon. Rót thuốc thức ăn. Diệp thần tỏ ý Trương Nhược Linh cũng có thể ăn một chút, bọn họ bước vào Đông Cương vực sau đó, liền một mực thuộc về bôn ba chém giết bên trong, chưa bao giờ yên lặng ăn uống. Đúng vậy, là ta tay cái kế tiếp tiểu đồ, những năm trước đây cùng một cái nhờ cậy đến Đông Cương vực luyện đan sư học, dùng thời gian giải khí huyết thông suốt, linh lực tu vi có thể tăng lên hạn mức tối đa. Là thuốc ba phần độc, chớ lệ thuộc vào. Diệp thần hảo tâm nhắc nhở. Nhưng vậy không có vì vậy cự tuyệt, vẫn là từng miếng ăn. Ta giúp ngươi đạt được tìm thần cổ bàn, ngươi giúp ta hoàn thành chuyện ta, như thế nào? Cửu điên tựa hồ là không đếm xỉa tới vừa nói, trong lúc nói chuyện liền xem cũng không có lại xem Diệp thần một mắt. Nhưng một câu nói này đối với Diệp thần mà nói nhưng là sóng gió kinh hoàng. Được. Diệp thần không chút do dự đáp ứng tới, toàn bộ Đông Cương vực, có thể cùng đạo vô cương chống lại. Cũng chỉ có trước mắt cái này cửu điên, đây cũng là hắn nguyên bổn muốn nói điều kiện. Được, vậy ăn no ta liền mang ngươi đi đột phá tầng 6 hủy diệt đạo ấn. Diệp thần gật đầu một cái, hai bên ước định vừa đã xong, hắn cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Trương Nhược Linh lưu ở bên trong đại điện, nàng có Trương thị tổ tiên truyền thừa, người bình thường đã không phải là nàng đối thủ. Cửu điên mang Diệp thần đi tới một khối đặc thù bên trong không gian. Diệp thần mặc dù không biết đây là chỗ nào, nhưng nơi đây tràn đầy lôi đình lực. Diệp thần và cửu điên hai người thân hình, ở nơi này mênh mông trên thế giới, lộ vẻ được 10 phần nhỏ bé. Sắc sắc, vậy khâu đầy lôi đình vô tận không gian, lúc này tản mát ra từng luồng nhỏ xíu ánh sáng, phảng phất trong đó loại nào đó cổ xưa lực lượng thức tỉnh vậy, thậm chí còn có thể mơ hồ nghe được bánh răng xe tiếng giống như số mệnh vậy chuyển động. Hoa quang đại tố. Nguyên bản oanh khiếu sấm sét cấp tốc hội tụ ở tia sáng kia bên trong. Hết thảy biến cố phát sinh thật sự là quá nhanh, Diệp thần thậm chí cũng còn không có làm ra bất luận phản ứng gì. Tia sáng kia bên trong tràn đầy vô tận hủy diệt quy luật. Diệp thần cả người đã bị tia sáng kia bao phủ, rồi sau đó hắn chỉ cảm giác được mình thần thức đến bên kia thế giới. Phương thế giới này bên trong tụ tập vô số võ tu, bọn họ tựa hồ ở tranh đoạt, đao thương kiếm kích va chạm tiếng. Bên tai không dứt. Mà những cái kia xông lên phía trước nhất võ tu, thậm chí không tiếc tự bạo mà tổn thương nặng kẻ địch. Tuyệt vọng đánh một trận, hủy diệt đánh một trận, kinh thiên đánh một trận, diệt thế đánh một trận. Tất cả chiến đấu ở phương thế giới này người, bọn họ là vì bảo vệ gia viên mình, bảo vệ mình người thân, bảo vệ chỗ ở mình ý hết thảy. Cho dù là trên cái thế giới này hung ác nhất hoặc là mềm yếu nhất người, đều có mình nhất quý trọng đồ.
những thứ này bọn họ nơi quý trọng đồ, chính là bọn họ nghịch lân, cũng không ai có thể đụng chạm. Một khi đụng chạm, bọn họ phản kháng đúng là không sợ chết. Vì vậy, coi như là đối mặt xa xa vượt qua mình tồn tại, bọn họ vậy tuyệt không do dự, tự mình hy sinh tánh mạng cậy mở cửa đột phá. Dùng từng cái mệnh, tới bảo vệ tất cả quan tâm có thể. Đây là hủy diệt thế giới, nguyên bản cao cao tại thượng võ tu cửa, lúc này hoàn toàn liền là tên điên hành vi. Nhưng là không có một người do dự, mỗi một cái võ tu cũng kiên định không rời cho rằng đây là bọn họ chuyện phải làm. Trong mắt bọn họ lóe lên cùng chết quyết tâm, nếu như không thể chiến thắng ngươi, vậy thì hủy diệt ngươi. Diệp Thần ánh mắt sâu đậm ngưng tụ ở đó chút tầng tầng trùng điệp đợt khí, từng cái võ tu thần hồn tiêu tán ở cái này ở giữa thiên địa. Mỗi người bọn họ đều mang thật mệt mỏi vết thương, máu tươi giàn giụa, nhưng là mỗi người trong mắt, nhưng thủy chung bao hàm một đạo ánh sáng nóng bỏng. Đó là hủy diệt lực lượng. Hủy diệt quy luật ở phương thế giới này bên trong lấy hiện thực như vậy phương thức phơi bày ở Diệp Thần trước mắt. Cho ta chết. Cứ việc có vô số võ tu bỏ mạng, đối nghịch năng lực nhưng cũng nghịch thiên yêu nghiệt lợi hại, thoáng qua tới giữa, đã giống như thiên quân vạn mã như nhau, lao nhanh trước hướng Diệp Thần gào thét tới. Những cái kia võ tu quân sĩ, người mặc chiến y, tay cầm chiến kiếm, ngang qua hủy diệt lực ghé vào binh khí bên trên. Ngay tại Diệp Thần sắp và vậy địch quân đụng vào nhau ngay tức thì, hắn định thúc dục trong cơ thể luân hồi huyết mạch, sử dụng giống nhau hủy diệt đạo ấn, đem đánh tan, nhưng phát hiện, mình ở một phe này trong thế giới, cái gì cũng không có thể làm. Không có sát kiếm, không có hoang ma thiên kiếm, không có hồng mông 33 cổ pháp, không có lục đạo nguyên phù, rất nhiều luân hồi thần mạch. Hắn không giúp nhìn từng đạo binh khí gai thấu mình thân thể. Đã từng hắn vô cùng quen thuộc hủy diệt quy luật, lúc này lại đem mình chém xuống. Rào rào. Máu tươi văng tung tóe ra, đem toàn bộ thương khung cũng nhiễm đỏ. Xanh xanh tử tử xanh xanh, hủy diệt quy luật chính là để cho người nhìn thấu sống chết, lấy mạnh vi tôn. Thời gian không ngừng trôi qua. Cùng lúc đó, Trương Nhược Linh ngồi xếp bằng ở bên trong đại điện, đã 3 ngày, Diệp Thần và vậy cửu điên một chút tin tức cũng không có. Nàng lúc này đã không cách nào ôn hòa nhã nhặn ấp úng tổ tiên truyền thừa. Ngươi còn có tâm tình ở chỗ này à? Vậy 3 tên huynh đệ treo nụ cười nhàn nhạt, từ ngoài điện đi tới, Trương Nhược Linh và Diệp Thần là chủ nhân muốn bảo vệ người, bọn họ tự nhiên không dám có chút hành vi, nhưng là có thể để cho đối phương không thoải mái, bọn họ tự nhiên tình nguyện cực kỳ. Ngươi có ý gì? Trương Nhược Linh lạnh lùng hỏi, ở nàng nhìn lại. Cái này xanh ba nhất định chính là bao dấu hỏa tim hơn nữa là máu vô lễ. Đừng nói chúng ta Tam Kiệt cố ý giấu giếm ngươi, nếu ngươi là Trương gia tổ tiên truyền thừa người, dĩ nhiên chính là người Trương gia, hôm nay đạo vô cương bắt Trương gia toàn tộc tế trời, để cho các ngươi trong 3 ngày đi cầu hắn. Cái gì? Trương Nhược Linh đã đứng lên, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy, là nàng hại Trương gia. Cái này hơn phân nửa là cạm bẫy. Đạo vô cương coi như là chủ nhân tự mình động thủ, cũng bất quá là 5 năm phần thắng, các ngươi 2 cái đi, chính là lấy trứng chọi đá, đi vậy là chịu chết. Vậy 3 người không âm không dương vừa nói, có chút xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Trương Nhược Linh biết vậy 3 người cũng sẽ không cầm loại chuyện này lừa gạt mình, dẫu sao cửu điên nhưng khi mặt của bọn họ bảo vệ liền nàng và Diệp Thần. Đa tạ cho nhau biết, Trương Nhược Linh ôm quyền, lúc này Diệp Thần đang đột phá. Nàng không muốn để cho Diệp Thần bởi vì là chuyện của mình phân tâm, nếu Trương gia sự việc là bởi vì mình gây ra, vậy hãy để cho tự đi kết liễu cái này một nhân quả. Xin 3 vị chuyển đạt quý chủ nhân và Diệp đại ca, để cho bọn họ không cần lo lắng, ta tử sẽ an toàn trở về. Trương Nhược Linh thân hình hóa là băng xương tàn ảnh, đã biến mất ở đó bên trong đại điện. 3 người trố mắt nhìn nhau, cái này thật giống như cùng bọn họ dự tính có chút không cùng. Vậy bé gái chỉ như vậy liều mạng đi chịu chết. Cùng chủ nhân nói một tiếng đi, miễn được xảy ra ngoài ý muốn. 2 người khác gật đầu. Sau đó, 3 người có chút sợ hãi câu thông cửu điên đưa tin ngọc bội, đem tình huống cho biết tại hắn. Sau 1 nén nhang.